bên trong tiêu giật nhàn nhạt địa đi ra lông tóc không tổn hao gì thật mạnh đây là tiêu giật thực lực sao xung quanh người mỗi cái sắc mặt đại biến tông chủ huyết thành hà đám người cũng là sắc mặt khó coi lẩm bẩm kẻ này sợ là đã có đỉnh phong cường giả chiến lược xung quanh nói như vậy làm cho một thanh vân mặt mo nhưỡng một cái nói đùa gì vậy lão phu một thân tinh thuần tu vi hội đánh không lại một tên mao đầu tiểu tử mục thanh vân lạnh lùng nói qua bước chân khẽ động trong chớp mắt hướng tiêu giật đánh tới cút tiêu giật quát lạnh một tiếng trong tay hàn xương kiếm trùng điệp đánh xuống như thủy triều kiếm âm mang theo hơi thở lạnh như băng lại trong chớp mắt đem một thanh vân đẩy lui Trừng 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 một thanh vân liên tiếp lui cửu bước một bước một cái dấu chân một bước một tầng xương lạnh bao trùm tại thân thể mặt ngoài cửu bước rơi chín tầng xương lạnh ngưng kết một thanh vân đã bị băng phong đương nhiên chỉ là đóng băng phá một thanh vân hét lớn một tiếng cưỡng ép phá vỡ đóng băng đầy trời phá toái vụ băng phất phới phi dương vụ băng cực kỳ mỹ lệ nhưng hiển lộ ra một thanh vân lại cực kỳ chật vật trên thân quần áo tan vỡ lồng ngực từng đạo bị vụn băng quẹt làm bị thương vết máu khuôn mặt tức thì bị cực hạn hàn băng động có phát tím đây là băng sơn biển lửa lực lượng trước kia từ chân khí ngưng tụ mà thành băng sơn biển lửa còn cường đại như vậy chớ nói chi là hiện giờ từ nguyên lực ngưng tụ mà thành băng sơn biển lửa mà lại còn là ba trượng, khổng lồ như thế tồn tại. Thật mạnh, Mục Thanh Vân lại một chiêu liền bại. Xung quanh người, mỗi cái biến sắc. Để cho lão phu lão chiếu cấu người Lúc này, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một đạo thân ảnh, hăng hái đánh nút lại. Chính là huyết thành hà. Ta ngược lại muốn nhìn, mấy tháng trước bại tướng dưới tay, hôm nay có tư cách gì tại chúng ta trước mặt làm càn. Huyết thành hà cười lạnh một tiếng. Chương 460, kẻ ngăn ta, bành 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 mấy chục đoàn kim sắc quỷ dị hòa đoàn vây quanh huyết thành hà bên người mấy mét phạm vi tiểu tử ta xem lần này ai có thể bảo vệ ngươi huyết thành hà khát máu cười cười tại hắn nhìn nếu không phải mấy tháng trước liêu ra trận đại chiến kia tiêu giật có tối cường kiếm chủ danh xưng hộ thân hắn sớm liền đem tiêu giật đánh chết tiêu giật há có thể chỉ là bị trọng thương trận hiện giờ hắn không còn cần kiên kỵ muốn giết tiêu giật chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình tiêu giật lạnh lùng cười cười ngược lại là quên huyết vụ cốc còn các ngươi nữa nhị vị chưa từng giết nói khoác mà không biết ngượng huyết thành hà quát lạnh một tiếng thủ trưởng liên tục huy động không ngừng đánh ra mỗi đánh ra một trường chính là một đoàn kim sắc hỏa đoàn đánh ra hỏa đoàn rời đi huyết thành hà mấy mét phạm vi lại trong chớp mắt hóa thành kim sắc trường thương mang theo kinh khủng nhiệt độ cao mang theo sắc bén xoắn nát khí tức lấy cực nhanh tốc độ hướng tiêu giật đánh tới tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại một thanh vân, liền có tư cách ở trước mặt ta cuồng vọng. Ta liền để cho ngươi xem một chút, đỉnh phong cường giả bài danh đệ ngũ cùng thứ bảy tranh lệnh. Huyết thành hà sát ý nghiêm nghị. Thường thanh kim sắc trường thương, lấy phá không su thế đánh út lại. Tiêu giật thản nhiên không sợ. Bước chân khẽ động. Vèo. Tiêu giật nhẹ nhõm túm lấy một cây trường thương. Xuy. Trong tay hàn xương kiếm hung hăng vừa bổ, đem trước mặt một thanh kim sắc trường thương đánh thành lượng gãy. Siêu 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 suy 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 tiêu giật thân ảnh hóa thành ảo ảnh đang truyền na di kiếm ảnh thời gian lập lọe lại nhẹ nhõm đem vô số cầm dày đặc mà đến kim sắc trường thương từng cái trốn đi từng cái phá vỡ làm sao có thể hào rất nhanh huyết thành hà trong lúc đó sắc mặt kịch biến Trung quanh thân thể không ngừng ngưng tụ ra càng nhiều kim sắc hòa đoàn huy trưởng tốc độ cũng không ngừng mau đứng lên kim sắc trường thương trở nên càng thêm dày đặc nhưng kết quả của nó như cũ không làm gì được tiêu giật mảy may bất quá một lát tiêu giật đã gần đến thân đi đến huyết chỉ trước mặt cách đó không xa đây là vương đô đỉnh phong cường giả bài danh đệ ngũ thực lực bất quá chỉ như vậy a à. tiêu giật cười lạnh một tiếng huyết thành hà sắc mặt băng lãnh tiểu tử không muốn quá coi thường người huyết thành hà bên người hơn mười người kim sắc hỏa đoàn đột nhiên dung hợp hóa thành một đoàn khí tức sục sôi có dọa người kim sắc hỏa cầu sau đó kim sắc hỏa cầu một hồi biến ảo thành một chuôi khí tức kinh người kim sắc trường thương, huyết thành hà một nắm chặt, đến đâm tiêu giật mà đến, tiêu giật khoe miệng, đống nhiên hiện lên một tia hơi không thể tra cười lạnh. huyết thành hà, ngươi bại! tiêu giật trong tay hàn xương kiếm, hung hăng bổ ra, trong cơ thể băng sơn biển lửa lực lượng, trong nháy mắt bạo phát, suy một tiếng, hàn xương kiếm nhẹ nhõm chặt đứt kim sắc trường thương, mà kiếm chuyển hướng, đâm thẳng huyết thành hà cổ họng mà đi. huyết thành hà cực kỳ hoảng sợ, nguyên bản khát máu trong đôi mắt lộ ra kinh khủng. Tiêu giật tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản đến không kịp né tránh. Trên thực tế, từ lúc hắn đem mấy chục khỏa kim sắc hỏa đoàn dung hợp thành một khỏa kim sắc hỏa cầu. Hắn đã bại. Như hắn không cùng tiêu giật cận thân chiến đấu, chỉ là dựa vào kim sắc trường thường, không ngừng cự ly xa tiêu hao tiêu giật. Nói không chừng có thể không nhanh như vậy bị thua. Thậm chí tìm ra tiêu giật sơ hở, đánh bại tiêu giật. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tự tin quá mức, càng vô cùng khinh thường tiêu giật, lựa chọn cùng tiêu giật cận thân chiến đấu. Kết quả của nó, liền là muốn chết. Kim Đại Sư, cẩn thận. Huyết cốc chủ hét lớn một tiếng. Đúng tại hàn xương kiếm mũi kiếm đâm trúng huyết thành hà cổ họng, hắn thân ảnh trong chớp mắt đánh út lại. Trong tay một hồi huyết sắc gạn đủ khơi trong. Lại khó khăn đem hàn xương kiếm chấn lệch ra một ít. Đến thật tốt, cùng tiến lên, liền cùng chết. Tiêu giật trong mắt, sắc ý càng thêm nồng đậm. Mau lui lại. Huyết cốc chủ một bà kéo lấy huyết thành hà, thân ảnh trong chớp mắt lui về phía sau dù cho hai người liên thủ cũng không dám nhiếp tiêu giật phong mang được cứu huyết thành hà lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin thì thảo tự nói lấy làm sao có thể làm sao có thể bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian thực lực của hắn làm sao có thể tăng trưởng có nhanh như vậy mấy tháng thời gian tiêu giật từ chỉ có thể ở trên tay hắn đau khổ trèo trống không ngừng bị thương phát triển đến bây giờ vẹn vẹn mấy chiêu liền có thể đánh bại hắn khủng bố như thế tốc độ phát triển để cho hắn kinh hãi tới cực điểm nhưng sự thật bày ở trước mắt lại luận không phải hắn không tin tiêu giật cười lạnh một tiếng cầm kiếm mà lên thiên nguyên cảnh thực lực khởi nguồn bất quá là khí tuyển bên trong trạng thái dịch nguyên lực mà băng sơn biển lửa chính là trạng thái cố định nguyên lực xa áp đảo trạng thái dịch nguyên lực phía trên nếu không phải hắn hiện tại mới địa nguyên cửu trọng tu vi tu vi cảnh giới cùng huyết thành hà đám người cách xa nhau trọn vẹn một cái đại cảnh giới hắn giết huyết thành hà cùng huyết cốc chủ, giống như giết gà đơn giản. Thiên nguyên cảnh võ giả, đặc biệt là bước vào hậu kỳ, sẽ có khắc càng mạnh thủ đoạn cùng biến hóa. Đây là cái gọi là tu vi cảnh giới thượng to lớn tranh lệch. Trở lại chuyện chính. Tiêu giật trường kiếm mà lên, thẳng đến huyết thành hà cùng huyết cốc chủ mà đi. Hai người, một vị là đỉnh phong cường giả bên trong bài danh đệ tam. Một vị bài danh đệ ngũ. Hai người liên thủ, cũng đành phải mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cũng quyết lui về phía sau đúng vào lúc này một thanh lợi kiếm bỗng nhiên vắt ngang tại hai người bọn họ cùng tiêu giật giữa ken một tiếng tiêu giật hàn xương kiếm cùng thế công bị khó khăn ngăn lại xuất thủ người chính là kiếm tông tông chủ tại ta tông chủ trước mặt sử kiếm giết người ngươi không biết là rất buồn cười không tông chủ khinh thường địa quát lạnh một tiếng liệt thiên kiếm tông lấy kiếm đạo nổi tiếng tông chủ tự nhiên cũng là rất mạnh kiếm đạo võ giả mà bản thân hắn cũng là bát đại đỉnh phong cường giả bên trong bài danh thứ hai nếu là chỉ cần bài danh đệ nhị võ giả, không đủ để nói rõ cái gì. Nhưng, như trước, cộng thêm kiếm đạo võ giả bốn chữ, ý nghĩa thì rất là bất đồng. Nếu nói là bài danh thứ hai, là chỉ so với bài danh đệ tam cường thượng một chút. Như vậy, bài danh kiếm thứ hai đạo vũ người, chính là so với bài danh đệ tam võ giả, mạnh hơn một mảng lớn. Kiếm đạo võ giả, được vinh dự sở trường nhất chiến đấu võ giả, tuyệt không phải nói ngoa. Buồn cười. A Tiêu giật cười lạnh một tiếng. Tông chủ không biết là các ngươi này từng cái một thành danh đã lâu đỉnh phong cường giả, xa luân chiến đối phó ta tên tiểu bối này. Càng thêm buồn cười không? Bất quá, không quan trọng. Tới một người là giết, đến một đôi là giết, đến ba cái đồng dạng cũng là giết. Ngươi làm càn." Tông chủ quát lạnh một tiếng. Lợi kiếm trong tay, phong mang kinh thiên, chính là thần phong kiếm. Tông chủ cầm trong tay thần phong kiếm, đâm thẳng tiêu giật mà đến. "Ta liền để cho ngươi tên tiểu bối này nhìn xem, như thế nào kiếm đạo, như thế nào chân chính kiếm đạo võ giả." tông chủ vừa ra tay quả thật không giống bình thường thân phong kiếm trừ kinh thiên phong mang lúc này lại vẫn mang theo một cỗ trí cương khí tức đây là liệt thiên kiếm đạo a tiêu giật trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng liệt thiên kiếm đạo chính là liệt thiên kiếm tông truyền thừa kiếm đạo tục truyền chính là đời thứ nhất tông chủ tu tập kiếm đạo vẫn là trong tông môn tối cường kiếm đạo truyền thừa cũng tối đa đệ tử lựa chọn cũng thử lĩnh hội kiếm đạo thẳng đến mấy trăm năm trước hoành không xuất thế liệt thiên kiếm ma mới lấy ba đạo kiếm đạo đem liệt thiên kiếm đạo so với hạ xuống. Mà trên thực tế, Bá đạo kiếm đạo cùng Liệt thiên kiếm đạo tương đồng thế gian đỉnh phong nhất tầng thứ cường đại kiếm đạo. Bất quá, Bá đạo kiếm đạo thuộc về tại đỉnh phong nhất tầng thứ kiếm đạo, đều là lợi hại nhất. Cố, Liệt thiên kiếm đạo so với Bá đạo kiếm đạo hơi yếu. Hai người giao thủ, ngay từ đầu là giằng co. Nhưng cũng không lâu lắm, tại tiêu giật trong cơ thể băng sơn biển lửa lực lượng bạo phát trong chớp mắt, tông chủ trong chớp mắt bị thua, cũng bị tiêu giật một kiếm đánh bay tông chủ manh liệt phun ra một ngụm máu tươi làm sao có thể người kiếm đạo cảnh giới lại so với ta cao tông chủ hiển nhiên là lĩnh hội đời thứ nhất tông chủ võ đạo tấm bia đá mới lĩnh hội liệt thiên kiếm đạo bất quá lĩnh hội về lĩnh hội hoàn toàn hóa cho mình dùng vẫn còn không làm được mười thành kiếm đạo đoán chừng tại chín thành tiếp cận mười thành viên mãn mà tiêu giật lĩnh hội liệt thiên kiếm ma tiền bối võ đạo tấm bia đá sớm đã qua mười thành đặc biệt là lúc trước tại hỏa diễm thánh sơn đạt được 11 thành, 12 thành. Hiện giờ, chân chính nắm giữ kiếm đạo, tại 11 thành. Tại thể nội nguyên lực bạo phát không kém gì tông chủ dưới tình huống. Bá đạo kiếm đạo hơi mạnh hơn liệt thiên kiếm đạo dưới tình huống. Thêm với kiếm đạo nắm giữ trình độ, tiêu giật cao hơn tông chủ. Tự nhiên, tiêu giật một kiếm bại địch. Lúc này, tiêu giật không cùng hắn nói nhảm. Lần nữa cầm kiếm mà lên, hắn mục tiêu, chính là huyết cốc chủ, huyết thành hà, cùng với bạch mặc hàn. Ngăn lại hắn. Tông chủ phẫn nộ quát một tiếng. Tông môn cường giả, dốc toàn bộ lực lượng. Vương đô tất cả thế lực lớn gia chủ, cũng nhất nhất liên hợp lại. Tiêu giật, ngươi thật muốn cùng vương đều cơ hồ tất cả cường giả là địch. Kêu bên trong một đại gia tộc gia chủ lạnh kêu lên. Ngươi sai. Tiêu giật âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không phải là ta muốn cùng ngươi nhóm là địch. Mà là các ngươi tất cả vương đô cường giả, muốn cùng ta là địch. Hôm nay, bạch mặc hàn này ba người, ta át phải chết. Kẻ ngăn ta, tiếng nói hạ xuống tiêu giật kiếm trong tay thẳng tắp chỉ đầy trời kiếm khí ầm ầm hàng lâm chương bốn trăm sáu mươi gia sư dịch thiên hành không vài đạo kiếm khí tràn ngập giữa không trung tản ra làm cho người ta sợ hãi băng lãnh cùng với kinh khủng sát ý phía dưới cường giả vô số nhưng trừ bát đại đỉnh phong cường giả cùng với số ít mấy cái đại gia tộc gia chủ ngoài đám người còn lại bao gồm tất cả bên trong tiểu thế lực gia chủ nhao nhao tại kiếm khí phía dưới lộ ra kiên kỳ vẻ. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, giữa không trung rậm rạp kiếm khí, cho của bọn hắn chí mạng nguy hiếp. Trong lúc nhất thời, đúng là không người dám có bất kỳ động tác. Tiêu giật liên tiếp đánh bại mấy vị đỉnh phong cường giả chiến tích, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy tột đỉnh rung động. Tiêu giật cười lạnh một tiếng, bước chân khẽ động, đang muốn hướng Bạch Mạc Hàn mà đi. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh ngăn lại hắn đi đường. Chính là Đoạn Vân trưởng lão. Nếu nói là, ngăn ngươi là ta, ngươi cũng phải giết sao. Đoạn vân trầm giọng nói qua, ra mua ánh mắt, chăm chú nhìn tiêu giật. Tiêu giật nhăn cao mày. Có người, ta có thể giết đến không chút do dự, có người, ta lại không nghĩ giết. Đoạn vân trưởng lão, hoàn toàn là số ít mấy cái ta không muốn giết tới người. Nhưng, ta hôm nay ý đồ đến, đã nói rất rõ ràng. Như đoạn vân trưởng lão không nên ngăn, ta chỉ có thể đem ngươi đánh nằm sấp. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường sôi trào. Cái gì? đánh nằm sấp đoạn vân trưởng lão. Đây cũng quá qua cuồng vọng A. Thực cho rằng chấn nhiếp ở chúng ta, liền có thể như thế nói lớn không ngượng. Toàn trường thảo phạt thanh âm, bên thai không dứt. Đoạn vân, với tư cách là danh chấn viêm vũ vương quốc đỉnh phong cường giả. Tốt nhất đại liền đã huy danh hiền hách. Thanh danh, không còn một bại, đứng hàng vương đô bát đại đỉnh phong cường giả đệ nhất. Hắn là cả liệt thiên kiếm tông, thậm chí viêm vũ vương quốc, tối đức cao vọng trọng, mỗi người kính ngưỡng võ đạo tiền bối. Tiêu giật lần này nói khoác mà không biết ngượng ngữ điệu, tất nhiên là khiến cho ở đây tất cả mọi người bất mãn. Bạch mặc hàn hợp thời nói, mọi người rõ như ban ngày. Tiêu giật thiên tư cường thịnh trở lại thì như thế nào, tốc độ phát triển nhanh hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Ngay sau, cuối cùng chỉ là thai họa, mỗi người có mà chu chi. Nói qua, bạch mặc hàn nhìn về phía đoạn vân, chắp tay hành lễ nói, đoạn vân trưởng lão. Phải dựa vào ngài bắt giữ tiêu giật đền tội. Đoạn vân trầm mặc nửa ngày, giống như đang suy tư mấy thứ gì đó. Không bao lâu, mới gật gật đầu. Ra mua cánh tay, chậm rãi xuất hiện một thanh lợi kiếm. Đúng là hắn thành danh vũ khí, Du Vân kiếm. Chính là một chuôi trung phẩm nguyên khí. Thân kiếm huyền chuyển, linh động, mũi kiếm sắc bén vô cùng, thậm chí còn tại thần phong kiếm phía trên. Tiêu giật, lão phu lặp lại lần nữa, rời đi vương đô. Chỉ cần ngươi bây giờ thối lui, lão phu cam đoan hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện hôm nay, cũng quyền khi không có phát sinh qua đoạn vân khó khăn rơi xuống huyết cốc chủ huyết thành hà cùng với ngạo thiên vân ba người lúc này sắc mặt kỳ biến đoạn vân trưởng lão vạn không được tiêu giật kẻ này ngày sau hẳn là thai họa hôm nay làm trò không phải a à. ba người hiện nay đối với tiêu giật hận thấu xương há chịu bỏ qua đoạn vân trầm giọng nói như tiêu giật hôm nay thối lui ngày sau bất kỳ thế lực không phải trả thù có người vi phạm đem chịu ta đoạn vân chi truy sát không chết không thôi đoạn vân trong lúc đó sát ý nghiêm nghị làm cho ở đây tất cả mọi người hơi bị run lên đệ nhất đỉnh phong cường giả làm hạ hứa hẹn không người dám kinh thường càng không người dám làm trái huyết cốc chủ ba người tức giận nhìn về phía tiêu giật bọn họ rất rõ ràng như tiêu giật hiện tại gật đầu như vậy tiêu giật đem bất cứ lúc nào cũng là có thể bình yên rời đi nhưng một giây sau tiêu giật làm ra trả lời làm cho ba người bọn họ tâm tiên nghe rằng cười chỉ thấy tiêu giật nhàn nhạt nói đoạn vân trưởng lão ra tay đi. Huyết cốc chủ ba người, sắc mặt vui vẻ, trong nội tâm thì thầm nghĩ, tiểu tử này xem ra là vắng đầu. Thực cho rằng đánh bại kiếm tông tông chủ, liền có bản lĩnh đối phó đoạn vân. Thật thật tự tìm chết. Đoạn vân hai mắt một mèo, nhìn thẳng tiêu giật. Một giây sau, thân ảnh khẽ động. Tốc độ nhanh đến làm cho người thán phục. Kêu bồng bền một kiếm, mang theo không gì so sánh nổi kinh thiên kiếm ý. Tiêu giật, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, bằng không, ngươi ngăn không được ta một kiếm này đoạn vân ý tứ là để cho tiêu giật sử dụng ra hàn băng liệt thiên trảm. ai ngờ tiêu giật chỉ là cười nhạt một tiếng trong tay hàn xương kiếm nhẹ nhàng dương lên sau đó đâm ra kiếm chiêu đồng dạng đồng bền linh động mang theo kinh người kiếm ý nhìn rõ ràng chút xuất thủ phương thức đúng là cùng đoạn vân tương tự keng liền ngay cả lượng kiếm va chạm phương thức cũng giống như lúc. mũi kiếm đối với mũi kiếm kiếm ý đụng kiếm ý phát ra một thanh âm vang lên thông thiên tế kiếm ngân vang thanh âm lại là ken một tiếng tiêu giật bị chấn lùi lại mấy bước mà đoạn vân thì không chút sức mẻ nhưng một chiêu lấy được thượng phong hắn trên mặt cũng không có cách nào vui sướng ngược lại hiển lộ có chút tức giận tiêu giật ngươi thật đúng như vậy không coi ai ra gì thật đúng như vậy kiêu ngạo tự phụ hắn tự nhiên để mắt vừa rồi tiêu giật sử dụng ra một kiếm đúng là hắn du vân sắt kiếm tiêu giật lắc đầu không nói gì côn vọng đoạn vân hiển nhiên là động thực phẫn nộ trong tay trường kiếm lần nữa xuất thủ. Bước chân cũng lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức biến ảo lên. Chính là Du Vân Sắt Bộ. keng keng keng. Hai bên chiến đấu thỉnh thoảng vang lên một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang. Du Vân Sắt Kiếm, một kiếm một giết, hoặc là không ra kiếm, vừa ra kiếm, hẳn là giết địch. Đoạn Vân mỗi xuất một kiếm, hẳn là ẩn chứa kiếm ý, thực lực lượng đem hết sạch ra. Tiêu giật mỗi xuất một kiếm, cũng cũng giống như thế. Hai người xuất kiếm, thu kiếm đỡ kiếm, động tác gần như giống như đũa Từ xa nhìn lại, phảng phất hai đạo du vân ảo ảnh, tại tùy ý quân chiến. Chỉ bất quá, tiêu giật rõ ràng rơi xuống hạ phòng. Ken! 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 Ken. Mỗi đạo kiếm ngân vang âm thanh, đều là tiêu giật một lần bước chân lui về phía sau, bị chấn động miệng hổ đau nhức. Du vân sắt kiếm, kiếm kiếm ẩn chứa sát ý. Du vân sắt bộ, từng bước huyền diệu kinh thiên. Cả hai kết hợp, thực lực toàn bộ triển khai đoàn vân, tàn bạo dù cho kiếm tông tông chủ lúc này sợ cũng tiếp không được hắn mấy kiếm mà lúc này tiêu giật tiếp được công kích đã không dưới mấy chục kiếm thời gian dần dần đi qua tình hình chiến đấu lại cũng tại lạng yên cải biến nguyên gốc thẳng đang ở hạ phong tiêu giật đúng là đột nhiên có thể nhẹ nhõm tiếp được đoạn vân trưởng lao kiếm hai người chiến đấu lại tiến nhập rằng co đoạn vân trên mặt hiển nhiên lộ ra một tia bất khả tư nghị một giây sau kiếm trong tay thế công rồi đột nhiên tăng lên nguyên bản Ken. 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 Một bước một giết, một bước một kiếm. Biến thành Ken Ken Ken. Ken Ken Ken. Như vậy dày đặc kiếm ngân vang âm thanh. Đoạn vân trưởng lão, hiển nhiên là động thật sự. Đúng là một bước xuất hơn 10 kiếm. Không thể không nói, du vân sát kiếm với tư cách là hắn tự nghĩ ra tuyệt kỹ thành danh. Tại trên tay hắn uy lực, phát huy có phát huy tác dụng vô cùng. Nhưng, làm cho người kinh ngạc là, dù vậy, hắn như cũ không thể làm gì được tiêu giật cách đó không xa đang xem cuộc chiến mọi người cũng có chút bắt đầu không thể tin được chính mình ánh mắt bởi vì từ xa nhìn lại đoạn vân trưởng lao thân ảnh đã hóa thành một hồi ảo ảnh ảo ảnh không ngừng tại tiêu giật bốn phía vân quanh xuất kiếm cực kỳ huyền diệu mà tiêu giật bản thân đồng dạng cũng hóa thành ảo ảnh nhưng bước chân bất động chỉ là đứng thẳng chỗ cũ không ngừng huy kiếm vẹn vẹn như thế lại làm cho có đoạn vân tất cả sát kiếm không một có thể làm gì được hắn nửa ngày ken một tiếng đoạn vân bỗng nhiên thu kiếm thân ảnh lui lại sắc mặt khó coi tới cực điểm tiêu giật ngươi sớm đã đem ta du vân sát kiếm cùng du vân sát bộ lĩnh hội hầu như không còn hôm nay chỉ là đang mượn ta luyện kiếm tiêu giật tiếu tiếu không nói đoạn vân sắc mặt trở nên có chút phức tạp lấy ngươi bây giờ bổn sự này hai đại tuyệt kỹ đã không thua gì ta bao nhiêu thiên tài không yêu nghiệt thật sự là cái yêu nghiệt như thế kiếm đạo thiên tiêu như thế võ đạo yêu nghiệt đáng tiếc đáng tiếc đoạn vân liên tiếp thán hai tiếng xung quanh người nghe vậy nhao nhao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thậm chí có người tại kinh nghi chẳng lẽ đoạn vân bị tiêu giật thiên phú sở thuyết phục muốn che chở cho hắn chỉ có tiêu giật biết đoạn vân cũng không phải là ý tứ này trên mặt nụ cười lạnh nhạt cũng đông nhiên biến thành lạnh ý đoạn vân nhìn thẳng tiêu giật trầm giọng nói nếu ta kiếm tông có thể sớm đi thu người nhập môn nếu ta có thể sớm đến năm phát hiện ngươi hôm nay tuyệt không đến mức như thế đáng tiếc thực thật đáng tiếc đoạn vân lần nữa thở dài hai tiếng như thế thiên kiêu hôm nay muốn vất lạc mà lại là bị hủy bởi trong tay của ta không nên kỳ quái chỉ có thể trách thiên ý như thế cái gì xung quanh tất cả mọi người nghe vậy có chút phản ứng không kịp đoạn vân trưởng lão hiển nhiên tràn ngập sắc cơ tiêu giật mỉm cười xem ra đoạn vân trưởng lão là biết đoạn vân ngưng trọng gật đầu ta sớm liền biết cũng làm cho ngươi rời đi có thể ngươi thiên không nghe Cha bạch trưởng lão, tàn sát huyết vụ cốc, diệt ngạo ra thông thiên trong lầu võ giả lực lượng, hiện giờ, rồi hướng huyết cốc chủ ba người, ôm lấy ý quyết giết. Nếu ta vẫn đoan không ra, chẳng phải là sống uổng phí nhiều năm. Ngươi là đệ tử của hắn A. Không sai. Tiêu giật cười lạnh một tiếng, gia sư chính là, dịch thiên hành. chương 462, bảy đại đỉnh phong cường giả liên thủ. Tiêu giật cũng không có che giấu hắn lời nói. Mà kết quả của nó, liền để cho có xung quanh lần nữa khiến cho bạo động cái gì tiêu giật là dịch phong tử đệ tử khó trách khó trách sẽ cùng bạch trưởng lao bất hòa kẻ này không thể lưu lại nhanh chóng đem đánh chết tất cả thế lực lớn đại nhân vật sắc mặt trở nên băng lánh đến cực điểm nhìn về phía tiêu giật ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết bên kia kiếm tông tông chủ huyết thành hà đều đỉnh phong cứng, giả cũng là sắc mặt kỳ biến tông chủ hung hăng địa quả đại trưởng lao nhất nhãn nhìn ngươi làm chuyện tốt như tại tông môn khảo hạch ngươi không phải là khắp nơi ngăn trở làm sao có thể có hôm nay tiêu giật như thế nào lại phát sinh hiện nay sự tình tông môn còn lại trưởng lão cũng mỗi cái sắc mặt tức giận quả lấy đại trưởng lão từ lúc tông môn khảo hạch bọn họ đã suy đoán tiêu giật là dịch lao đồ đệ tuy bọn họ không có chứng cớ nhưng ý định thà giết lầm một ngàn không buông tha một cái tại bọn hắn xem ra nếu là khi đó liền giết tiêu giật tiêu giật căn bản không có cơ hội phát triển đến nước này chớ nói chi là hôm nay đại khai sát giới đại trưởng lao sắc mặt khó coi hỏi ngược lại ta làm chuyện gì tốt truyền của tui net, http chính các ngươi tin đồn thất thiệt mong muốn hủy đi một cái tuyệt thế thiên tiêu ta tiến hành ngăn trở tiến hành che chở làm sai chỗ nào hiện tại trách ta vì tại sao không hỏi một chút chính mình năm đó đều làm những thứ gì sự tình những năm gần đây trong thâm tâm lại làm bao nhiêu ác thà sự tình ngươi một đám tông môn trưởng lão sắc mặt băng lãnh bên kia đoạn vân cùng tiêu giật rằng co bầu không khí hiển lộ rất là ngưng trọng đoạn vân khi thật sớm đang nghe viêm vũ vệ phó thống lĩnh lâm trọng bẩm báo biết được huyết vụ cốc bị tàn sát thông thiên lầu ngạo ra võ giả bị giết quá kết hợp với trước kia tiêu giật biến thành hiện ra đủ loại điều tra bạch mặc hàn cùng bạch mặc hàn không đối phó hắn cũng đã xác định tiêu giật là dịch lao đệ tử cho nên khi đó hắn để cho tiêu giật rời đi hắn tại thương tiếc một cái tuyệt thế thiên tài mà tiêu giật cũng không có đi hiện tại hắn nếu như nói ra ngươi là đệ tử của hắn a mấy chữ này chứng minh hắn đã nổi sát tâm mà tiêu giật trước mặt mọi người thừa nhận chính mình chính là dịch lao đệ giờ tí. bầu không khí đã bắt đầu biến thành ngưng trọng hiện tại cũng dần dần thành áp lực hôm nay chiến đấu đã không còn hòa hoãn khả năng vèo 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 tương đạo thân ảnh bỗng nhiên lách mình mà đến đúng là tông chủ huyết thành hà đám người không chỉ như thế đại thống lĩnh cùng với đại trưởng lão để bảy đại đỉnh phong cường giả tệ tụ bao vây tiêu giật xem ra là ý định cùng tiến lên tiêu giật lạnh lùng nói qua tiểu tử ngươi xác thực rất mạnh tông chủ lạnh kêu lên chúng ta đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ngươi thậm chí ngay cả đoạn vần trưởng lao đều không làm gì được ngươi nhưng chúng ta liên thủ lâu này tông chủ trong lời nói để lộ lấy tự tin tiêu giật không có đem để trong lòng chỉ nhìn hướng đại thống lĩnh cùng đại trưởng lão các ngươi cũng phải ngăn cản ta tiêu giật hỏi một câu đại thống lĩnh sắc mặt một hồi thầy náy cũng không lời nói đại trưởng lão đồng dạng sắc mặt thầy náy lại hai tay một quán tiêu giận dừng tay a à. ta thật sự không muốn nhìn thấy tông môn thao thường càng không muốn ngươi cùng bọn ta chiến cái ngươi chết ta chỉ cần ngươi nguyện ý hiện tại dừng tay ta lại không nhúng tay vào lấy ngươi hiện nay thực lực ít một mình ta vây công đủ để bình yên lui cách ngươi đang nói cái gì ngu ngốc lời tông chủ quát lớn một tiếng đại trưởng lão không có trả lời trong lòng hắn xác thực không muốn nhìn thấy chiến đấu tiếp tục nữa hai bên dừng tay là hắn tối nguyện ý thấy được tình huống hắn thậm chí có thể phản lại đứng ở tiêu giật bên này hộ tiêu giật rời đi nhưng điều kiện tiên quyết là tiêu giật nguyện ý rời đi mà hết thảy này quyết định ở tiêu giật quyết định tiêu giật nhìn thẳng trước mặt bảy người đôi mắt kiên định như lúc ban đầu cũng lạnh lùng như lúc ban đầu các ngươi ngăn ta ngăn cản ta khích lệ ta chỉ vì hộ bạch mặc hàn chu toàn mà ta quyết định cũng sớm đã nói nói liền tuyệt sẽ không cải biến tự tìm chết huyết cốc chủ đám người cười lạnh một tiếng tại chúng ta bao vây rồi vẫn như thế nói lớn không ngượng đoạn vân trưởng lão chúng ta ra tay đi như vậy mối họa giữ lại không được liên thủ đem đánh chết đoạn vân gật gật đầu trong tay du vân kiếm mãnh liệt dương lên trong chớp mắt xuất thủ còn lại sáu người trừ lại trưởng lao thở dài lại ra tay ngoài tất cả đều không chút do dự xuất thủ bảy đại đỉnh phong cường giả liên thủ công tới tiêu giật thản nhiên không sợ lạnh lùng nói liên thủ lại có thể thế nào chúng ta ngay tại lúc này hàn băng liệt thiên trảm. lạnh lùng tiếng nói vang vọng toàn trường một cái cự đại bạo phong tuyết trong chớp mắt xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu một cố băng lãnh mà lại mang theo khí tức hủy diệt tàn sát bừa bãi làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến đồng thời tiêu giật thân ảnh đột nhiên loại lên tiêu thất ở chỗ cũ khi hắn lần nữa xuất hiện, đã xa xa rời đi. Tiểu tử, thôi chạy trốn. Tông chủ hét lớn một tiếng. Tiểu tử, chịu chết đi. Huyết thành hà đám người, không có chút nào che giấu chính mình sắc ý. Tiêu giật cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tứ phía to lớn hàn băng bình trướng, cứ thế mà hiện. Cái gì? Bảy người nhất thời cả kinh. Tứ phía hàn băng bình trướng, chết để vây khốn bảy đại đỉnh phong cường giả. Mà tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, chính là bạo trong gió tuyết thuộc về hàn băng liệt thiên trạm tối cường uy lực khu vực kỳ thật từ lúc trước mặt mọi người thừa nhận là dịch lão có đệ tử tiêu giật đã tại điều động trong cơ thể băng sơn biển lửa lực lượng không hề đứt đoạn rút ra không ngừng áp xúc nay tứ phía bình chướng cùng với bạo phong tuyết đã sớm tại hắn công tác chuẩn bị chuẩn bị dưới trọn vẹn hao phí trong cơ thể hắn gần một nửa băng sơn lực lượng thi triển mà ra uy lực của nó đủ để vây khốn bảy đại đỉnh phong cường giả hồi lâu ta nói rồi ta tiêu giật muốn giết người ai cũng không giữ được tiêu giật cười lạnh một tiếng sau đó thân ảnh loay lên đến hướng bạch mặc hàn mà đi hàn băng bình chướng bên trong đoạn vân đám người mặt lộ vẻ kinh hãi cùng với cấp thiết đáng chết tiêu giật ngươi giam tổn thương mặc hàn một sợi tóc ta làm cho không ngươi đừng nói nhảm đoạn vân vội la lên tiểu tử kia quả thật không phải là loại lương thiện tâm trí hơn người sợ là đã sớm tại tính kế chúng ta chúng ta liên thủ công kích những cái này hàn băng bình chướng quá mau đi ra bên kia tiêu giật không để ý đến bảy người này đang lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận bạch mặc hàn bảo hộ bạch trưởng lão tất cả thế lực lớn đại nhân vật nhao nhao phẫn nộ quát một tiếng cút tiêu giật trong mắt sát ý không giảm một kiếm bổ ra cản đường người thiên nguyên hậu kỳ phía dưới trong chớp mắt miêu sát căn bản vô pháp ngăn tiêu giật mảy may vèo tiêu giật thân ảnh loại lên một giây sau đã xuất hiện ở bạch mặc hàn trước người một đám đại nhân vật lúc này kiêng kỵ điệu dừng lại Trước khi chết, còn có cái gì di ngôn? Tiêu giật lạnh lùng hỏi. Bạch Mặc Hàn khép cười một tiếng, ngươi nào biết ta hôm nay hẳn phải chết? Tiêu giật cười lạnh một tiếng, âm thầm luyện chế huyết ý đan, dẫn đến sanh linh đổ thán. 15 năm trước, cùng huyết vụ cốc liên thủ, đồ diệt dịch ra, càng làm cho dịch lao ảm đạm rời đi vương đô. Tâm tính hung tàn, diệt tuyệt nhân tính, khi sư diệt tổ. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Chương 463, Bạch Mặc Hàn vũ hồn. A à, Bạch Mặc Hàn như cũ cười nhẹ, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là đệ tử của hắn. Bạch mặc hàn trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ dịch lão. Chẳng lẽ, ngươi liền không có nghĩ qua. Năm đó hắn, vì sao không làm gì được ta, bị ta làm cho chỉ phải rời đi sao. Hắn còn giết không ta, ngươi, lại dựa vào cái gì có thể giết ta. Tiêu giật hai mắt nhíu lại, chỉ là một cái thiên nguyên ngũ trọng, có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện đó. Tư cách, rất đơn giản. Bạch mặc hàn cười khẽ, đông nhiên hóa thành nhẹ răng cười liên bởi vì ta là bạch mặc hàn vương đâu ngày đầu tiên tiêu đương thời đệ nhất thiên tài người giết không ta tiếng nói hạ xuống bạch mặc hàn lại bỗng nhiên một trường đánh ra. không biết tự lượng sức mình tiêu giật khẽ quát một tiếng đồng dạng một trường đánh ra. hai trường đối với hoa anh phát ra một tiếng vang thật lớn bay một tiếng tiêu giật bị chấn lùi lại mấy bước bạch mặc hàn bị đẩy lui gần mấy bước hả tiêu giật nhăn cao mày đỉnh phong chiến lực ha ha Bạch Mặc Hàn suy cười một tiếng, hiện tại đủ tư cách sao? Cái gọi là luyện chế huyết ý đan, đồ thán sinh linh. Chậc chậc, ta thật không nghĩ tới, ngu xuẩn như vậy sẽ ở ngươi tiêu giật trong miệng nói ra. Thiên địa sinh linh, nhiều không kể xiết. Thế gian kiến hôi, lại nhiều không kể xiết. Võ giả cả đời này, cùng cực hết thảy, đều là vì kia võ đạo chi phần cuối. Vì thế, mà hy sinh một ít kiến hôi, dù cho trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hàng tỷ, có cái gì không được. Ngươi coi như là có thể cùng ta bạch mặc hàn sánh vai tuyệt thế thiên tiêu, như vậy dễ hiểu đạo lý, cũng không hiểu sao. Bạch mặc hàn trên mặt đều là vẻ dữ tợn, vẻ khinh thường. Về phần hắn sự tình, cái kia đã triệt để phủ đầy bụi, triệt để bị người quên lãng tiên điên. Ngươi lần nữa nhắc tới, lại có ý nghĩa gì? Ta nhiều lần cho ngươi cơ hội, ngươi nhiều lần không quý trọng. Đây là lần thứ ba. Nếu ngươi nguyện ý dừng tay, nay võ đạo gian khổ chi lộ, ta đồng ý ngươi đi theo, bảo vệ ngươi không còn bùi gai. Bạch Mặc Hàn nói qua, nhìn thẳng Tiêu Dật. Tiêu Dật lạnh lùng nghiêm mặt, cười lạnh một tiếng, "Bạch Mặc Hàn, ngươi di ngôn, tựa hồ quá nhiều. Ta cho ngươi cơ hội, lưu lại di ngôn. Vốn là muốn nhớ kỹ, ngày sau báo cho kia cổ quái lao đầu. Hiện tại xem ra, không có này tất yếu." Ngươi Bạch Mặc Hàn sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Hảo, rất tốt. Vậy hôm nay liền lưu lại ngươi không phải?" Dứt lời, Bạch Mặc Hàn trên tay hảo quang lóe lên. Một thanh lợi kiếm, cứ thế mà hiện một cố lăng tuyệt thiên hạ phong mang khí tức làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm liệt thiên kiếm tiêu giật hai mắt nhíu lại liệt thiên kiếm tông bên ngoài có ba cái trung phẩm nguyên khí viêm dương xương lạnh thần mũi nhọn ba kiếm đều là các thời kỳ tối cường kiếm chủ chi bội kiếm trừ đó ra vẫn có một thanh thượng phẩm nguyên khí danh gọi liệt thiên kiếm cung phụng tại các thời kỳ tông chủ võ đạo rừng bia vị trí liền ngay cả tông chủ cũng không có thể đơn giản sử dụng hiện tại lại tại bạch mặc hàn trên tay nguyên bản bạch mặc hàn chỉ là thiên nguyên ngũ trọng tu vi liền có đỉnh phong chiến lực. điểm này tiêu giật cũng không cảm thấy kỳ quái chân chính thiên tài đều có vượt cấp chiến đấu chi lực nhưng mới rồi cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới một thanh vân cái tầng thứ kia thực lực hiện nay liệt thiên kiếm trên tay bạch mặc hàn chiến lực, sợ là không thua gì đoạn vân trưởng lão bên kia bị tứ phía hàn băng bình trướng cùng bạo phong tuyết vây khốn bảy đại đỉnh phong cường giả sắc mặt vui vẻ tông chủ lại càng là cười gần nói mặc hàn đã lĩnh hội sáu mươi tám khối các thời kỳ tông chủ võ đạo tấm bia đá có liệt thiên kiếm tán thành có liệt thiên kiếm trên tay tiêu giật không làm gì được hắn chúng ta nhanh chóng phá vỡ bình chướng ra ngoài chợ giúp hắn bên kia tiêu giật sắc mặt như cũ lạnh lùng người cho rằng có liệt thiên kiếm trên tay ta liền không làm gì được ngươi bạch mặc hàn suy cười một tiếng ngươi có thể thử một chút hàn băng liệt thiên trảm. tiêu giật khẽ quát một tiếng một cái tràn ngập khí tức hủy diệt bạo phong tuyết ầm ầm hàng lâm tại bạch mặc hàn trên không vô số phong tuyết hướng bạch mặc hàn đánh tới bạch mặc hàn thản nhiên không sợ điều động liệt thiên kiếm nội lực lượng nhẹ nhõm ngăn cản kinh khủng bạo phong tuyết đánh vào liệt thiên kiếm lại dung chuyển không liệt thiên kiếm mảy may tại đánh tới bạch mặc hàn trên người trước phong tuyết đã bị liệt thiên kiếm kể hết ngăn lại ha 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 bạch mặc hàn cất tiếng cười to ta nói tiêu giật người giết không ta đợi đến bảy đại đỉnh phong cường giả thoát khốn thời điểm chính là ngươi tử kỳ bạo phong tuyết phong tuyết tàn sát bừa bãi bạch mặc hàn vị trí vào trong đó lại mảy may không tổn hao gì ngược lại là cất tiếng cười to Thoát nhìn thật là có như vậy nửa phần giống như cực thiên thần hạ phàm hình dạng chỉ tiếc đối thủ của hắn là tiêu giật mà tiêu giật trừ là vị võ giả ngoài còn là một vị sát thủ bạch mặc hàn càn rỡ tiếng cười to đông nhiên lập tức im bặt tại hắn huy kiếm ngăn cản bạo phong tuyết tập kích một bả đồng dạng rét lạnh lợi kiếm lại đâm thẳng hắn chỗ hiểm mà đi chính là hàn xương kiếm lạnh leo khóc thân ảnh cười lạnh xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là tiêu giật bạch mặc hàn cả kinh nhanh chóng huy kiếm ngăn cản ken một tiếng hàn xương kiếm bị ngăn lại đang lúc hắn mong muốn trường kiếm công kích tiêu giật tiêu giật thân ảnh rồi đột nhiên loay lên tiêu thất tại vô tận phong tuyết bên trong bạch mặc hàn ta xem ngươi có thể ngăn ta bao nhiêu kiếm trong gió tuyết một tiếng băng lánh lời nói chuyển ra bạo phong tuyết chính là tiêu giật thi triển mà ra bên trong huyết thảy tất cả đều từ hắn trưởng khống kia rậm rạp phong tuyết để cho ngoại nhân thấy không rõ bên trong chi cảnh thị lực giảm nhiều lại vô pháp vật che chắn tiêu giật đơn giản mà nói này bạo phong tuyết bao trùm phía dưới số trong phạm vi trăm thước hiện nay đã là tiêu giật tuyệt đối trưởng khống một phiến thiên địa phối hợp hắn ám sát chi thuật du vân sát kiếm cùng du vân sát bộ hắn có thể phát huy có thực lực lần nữa tăng vọt keng 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 Ken. lần lượt sắt kiếm lấy cực kỳ quỷ dị mà xảo trá phương thức đâm thẳng bạch mặc hàn chỗ hiểm mà đi xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng dày đặc bạch mặc hàn cuối cùng là dựa vào liệt thiên kiếm chi huy mới có thể miễn cưỡng ngăn cản tiêu giật thời gian chiến đấu một lúc lâu dần dần chống đỡ không được cũng không phải là liệt thiên kiếm ngăn cản không nổi mà là tiêu giật kinh khủng ám sát chi kiếm để cho bạch mặc hàn càng vô pháp ngăn cản một phút đồng hồ sau ken một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang hàn xương kiếm một kiếm đâm về bạch mặc hàn cổ tay liệt thiên kiếm rời khỏi tay tiêu giật lại là một kiếm đâm ra thẳng đến bạch mặc hàn trái tim mà đi bạch mặc hàn khó khăn một trốn trốn tránh qua chỗ hiểm nhưng cũng ở đây một kiếm hạ bị đánh bay trên lồng ngực càng xuất hiện một cái cự đại lỗ máu đáng chết bạch mặc hàn sắc mặt trắng bệnh bụng lấy miệng vết thương tức giận nói qua Tiêu giật cười lạnh một tiếng, bạch mặc hàn, không có liệt thiên kiếm, ngươi vẫn như thế nào ngăn cản ta. Chết đi. Băng lanh tuyên ngôn, tại đây bạo phong tuyết hạ thấp lâm. Mang theo vô tận sát ý một kiếm, giống như kinh hãi, thế không thể đỡ. Không có gì bất ngờ, bạch mặc hàn, nhất định chết tại đây một kiếm. Nhưng, lúc này bạch mặc hàn, lại không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại, chỉ có vô cùng phẫn nộ. Tiêu giật, ngươi đang chết, là ngươi bức ta. Bạch mặc hàn khẽ cắn môi ta nói rồi ta là đương thời đệ nhất thiên tài ngươi giết không ta hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi tiếng nói hạ xuống bạch mặc hàn trên người lại khí thế phóng đại thu vi tăng vọt một cái vũ hồn hư ảnh trong lúc đó tại bạch mặc hàn sau lưng hiện ra nếu như nói lúc trước cầm trong tay thượng phẩm nguyên khí liệt thiên kiếm bạch mặc hàn thực lực không thua gì đoạn vân trưởng lão như vậy hiện tại dù cho không có liệt thiên kiếm trên tay bạch mặc hàn thực lực cũng đạt tới đoạn vân trưởng lão cái kia tiêu chuẩn thu bạch mặc hàn quát lạnh một thân nguyên bản rời khỏi tay liệt thiên kiếm trong chớp mắt trở lại trên tay lúc này hắn cầm trong tay liệt thiên kiếm thực lực dĩ nhiên vượt qua đoạn vân trưởng lão nhưng những cái này tiêu giật hoàn toàn không để ý hắn hai mắt lúc này chính trực thẳng nhìn chằm chằm bạch mặc hàn vũ hồn hư ảnh một mực lạnh lùng sắc mặt tại thời khắc này trở nên kinh hãi đến cực điểm bạch mặc hàn người vũ hồn dĩ nhiên là tiêu giật sắc mặt đột biến kinh hô nói vũ đạo băng tinh chương 464, chỉ có thể nhìn lên. Luân không phải tiêu giật không kinh ngạc. Vũ đạo băng tinh bốn chữ, toán không cái gì. Nhưng vũ đạo băng tinh vũ hồn, sáu chữ, lại đại biểu cho quá nhiều. Tiêu giật bừng tỉnh, khó trách vương đô gần chín thành thế lực đều nguyện ý không chỗ nào giữ lại địa duy trì bạch mặc hàn. Nếu như một sớm biết bạch mặc hàn vũ hồn là vũ đạo băng tinh, tiêu giật trước kia thậm chí không cần làm bất kỳ điều tra, liền có thể suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Thiên điệu to lớn, không thiếu cái lạ thế gian này có được hết thảy cũng có thể với tư cách là võ giả thức tỉnh vũ hồn chỉ bất quá có thể hay không thức tỉnh lại thức tỉnh xuất loại nào vũ hồn quyết định ở võ giả cơ duyên kỳ ngộ tư chất một loạt nhân tố vũ đạo băng tinh bực này tà ác chi vật kia hiệu quả là hấp thu người khác kiến thức võ đạo vì mình sử dụng với tư cách là vũ hồn hiệu quả tự nhiên cũng giống như vậy khó trách ngắn ngủn nửa năm thời gian Bạch Mặc Hàn liền có thể đem 68 khối các thời kỳ tông chủ tấm bia đá lĩnh hội hầu như không còn. Hắn căn bản không phải bản thân lĩnh hội, là thông qua vũ đạo băng tinh vũ hồn trực tiếp hấp thu. Khó trách Bạch Mặc Hàn muốn âm thầm luyện chế đại lượng huyết ý đan. Hắn căn bản không phải dùng đến để thăng lực lĩnh ngộ, mà là dùng để mở ra vũ hồn. Vũ đạo băng tinh bực này tà ác chi vật, mỗi lần mở ra, hấp thu bên ngoài kiến thức võ đạo, đều cần đại lượng võ giả tinh nguyên. Nay cái gọi là đại lượng tối thiểu cần tàn sát hàng loạt dân trong thành thậm chí nhiều hơn với tư cách là vũ hồn nó cũng giống như thế rất lâu trước kia tiêu giật tại cha gia bạch mặc hàn đại lượng luyện chế huyết ý đan liền vô cùng nghi hoặc qua huyết ý đan có trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn để thăng lĩnh hội lực công hiệu mà lại biên độ nhỏ gia tăng một ít tu vi có thể huyết ý đan bản thân là tà đan căn bản không thể phục dụng quá nhiều bằng không sẽ để cho võ giả lọt vào thật lớn phản vệ thậm chí chết hiện tại tiêu giật mới toán hiểu được bạch mặc hàn căn bản không phải muốn huyết ý đan hiệu quả mà là muốn huyết ý đan kia đại lượng tánh mạng trồng chất lên võ giả tinh nguyên lấy mở ra vũ hồn lực lượng mặt khác bạch mặc hàn tinh thông kiếm tông tất cả công pháp vũ kỹ mỗi lần bại địch đều là sử dụng bất đồng kiếm kỹ đối với hắn mà nói công pháp vũ kỹ căn bản không cần đi tìm hiểu chỉ cần đem hóa thành kiến thức võ đạo dùng vũ hồn lực lượng hấp thu là được đương nhiên nếu là càng sâu áo kiến thức võ đạo càng là cao cấp công pháp vũ kỹ thì cần càng nhiều võ giả tinh nguyên đi mở ra vũ hồn. đơn giản mà nói vũ đạo băng tinh vũ hồn hiệu quả có thể nói nghịch thiên. khó trách lần trước đoạn vận trưởng lao nói đơn từ hiệu quả mà nói bạch mặc hàn vũ hồn thậm chí vượt qua trong lịch sử vị kia có được màu tím nhạt vũ hồn võ giả. bằng vào vũ đạo băng tinh vũ hồn chỉ cần có đầy đủ huyết y đan hoặc là võ giả tinh nguyên bạch mặc hàn tương lai chỉ có thể dùng bốn chữ đi hình dung không thể hà lượng. ha 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 http T t nu a à, toài lúc này bạch mặc hàn thấy tiêu giật trầm mặc ở chỗ cũ trên mặt tràn ngập kinh hãi không khỏi cười ha hả hiện tại biết ngươi tà trên lệch sao hiện tại biết vì sao ngươi thiên tư kinh người lại không người nguyện ý giúp ngươi sao cho dù ngươi là hiện tại nghĩ đổi ý cũng chậm ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội bạch mặc hàn phát ra âm trầm mà đắc ý tiếng cười bên kia hàn băng bình chướng bên trong bảy đại đỉnh phong cường giả vẫn đang ra sức công kích tới bình chướng. tông chủ cất tiếng cười to nói, tại Mặc Hàn trước mặt bất kỳ thiên tài, bất kỳ thiên phú cũng chỉ là chê cười a, à. bởi vì hắn căn bản không cần cái gọi là thiên phú, tiêu giật đó là ngươi vinh viễn chỉ có thể nhìn lên tồn tại, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, xa xa tiêu giật trên mặt kinh hãi, đông nhiên đều không có, ngược lại thay thế là lúc trước trước sau như một lạnh lùng, bạch Mặc Hàn, tiêu giật đạm mạc địa nhìn chằm chằm bạch Mặc Hàn, năm đó ngươi cùng dịch lao phản bội là vì bắt long phần hỏa lô cùng đại tự tại kiếm đạo bắt long phần hỏa lô tự không cần nhiều lời mà đại tự tại kiếm đạo lấy dịch lao tính cách tất hội cẩn thận chỉ đạo ngươi ngươi hà tất nóng lòng nhất thời bạch mặc hàn cười lạnh một tiếng sắp chết đến nơi còn hỏi nhiều như vậy làm chi cũng thế để cho ngươi chết cái minh bạch đại tự tại kiếm đạo với tư cách là thế gian đệ nhất kiếm nói vô cùng cường đại ai không nghĩ đến cũng tu thập lao già kia chịu dạy ta về chịu dạy ta. Nhưng, đại tự tại kiếm đạo, vô cùng huyền ảo. Nếu là chậm rãi chịu hắn chỉ đạo linh hội, cần phải bao lâu? Là 5 năm, 10 năm, còn là càng lâu. Ta bạch mặc hàn, chính là trời cao chọn chúng thiên tri kiêu tử, ta có thể trực tiếp thông qua vũ hồn hấp thu lĩnh hội, hà tất lãng phí kia đại lượng thời gian. Còn nữa, nếu như lão giả kia giấu giếm thế nào? Tiêu giật hai mắt nhíu lại, ngươi biết rõ hắn chỉ có ngươi một cái đồ đệ, càng không khả năng giấu giếm. Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào bạch mặc hàn cười lạnh tóm lại ta xin khuyên qua hắn để cho hắn thông minh giao ra đại tự tại kiếm đạo hắn không nghe kia liền trách không được ta tiêu giật âm thanh lạnh lùng nói cái gọi là trao là muốn tánh mạng hắn a à. vũ đạo băng tinh bực này tà ác chi vật có thể hấp thụ võ giả kiến thức võ đạo nhưng với tư cách là vũ hồn nó giao phó người sở hữu nghịch thiên công hiệu lại cũng mang tới một người thai hại đó chính là có thể hấp thu tử vật như võ đạo tấm bia đá, như công pháp vũ kỹ, những cái này tử vật kiến thức võ đạo, đều có thể mở ra trực tiếp hấp thu. Nếu muốn hấp thu kia hắn còn sống võ giả kiến thức võ đạo, chỉ có thể đem cái này võ giả, biến thành tử vật. Cũng chính là, giết võ giả. Là thì như thế nào? Bạch mặc hàn đắc ý cười nói. Hắn là sư phụ ta, tự nhiên dốc hết tất cả, để ta trở nên mạnh mẽ, cho dù là dốc hết tánh mạng. Ha 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 ha, nhớ tới, năm đó đổ diệt dịch ra ngày đó ta đầu tiên là đem hắn dẫn ly vương đều lại để cho huyết vụ cốc ra tay đối phó dịch ra Người cũng đã biết khi đó hắn trở về vương đô nhìn xem đã là khắp nơi thi hải dịch ra loại kêu biểu tình có nhiều buồn cười nhưng đây hết thể đều là hắn gieo gió gật bão kẻ thuận ta sống nghịch ta thì chết hắn hồ đầu ngu xuẩn mất linh kết cục chính là hắn thân nhân hắn tộc nhân vì hắn ngu xuẩn mà gánh chịu tại ta lửa giận biến thành cho tàn ta vốn định đem dịch ra tộc nhân thi thể mút vào võ giả tinh nguyên luyện chế huyết ý đan lại bắt hắn đưa hắn đánh chết triệt để đạt được đại tự tại kiếm đạo chỉ là không nghĩ tới lao giả kia thực lực mạnh như thế sừng sốt bị hắn trước huyết tẩy huyết vụ cốc giết sạch có phần đối phó hắn dịch ra huyết vụ cốc sát thủ cực lớn ồn ào vương đô giết đại lượng tại vương đô bên trong duy trì tại thế lực ta võ giả mới thoát đi vương đô có thể vậy thì thế nào bạch mặc hàn cười đến càng thêm đắc ý càng thêm dữ tợn mười lăm năm hắn dám hồi tới tìm ta báo thù sao hắn làm gì được ta sao ha 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 bạch mặt hàn âm trầm cười to mà hiện nay tiêu giật sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm thâm tiên phẫn nộ chưa bao giờ thử qua như thế kịch liệt thâm tiên sắc ý chưa bao giờ có như thế nồng đậm một giây sau hắn lạnh lùng bỗng nhiên hóa thành nhẹ răng cười loại kia dữ tợn không biết nên như thế nào hình dung cực giống ác ma các ngươi nam đó đều rất rõ ràng những sự tình này a à. Tiêu giật giữ tợn khuôn mặt, đong nhiên mèo mó, nhìn về phía bảy đại đỉnh phong cường giả. Các ngươi biết rõ như thế, biết rõ dịch lao trên người đã phát sinh sự tình. Với tư cách là đồng môn, không chỉ không có vì hắn nói nửa câu công đạo nói như vậy, không có vì hắn tìm về công đạo. Ngược lại quay tới che chở Bạch Mặc Hàn, đem năm đó sự tình toàn bộ che giấu. Bạch Mặc Hàn tàn nhẫn, các ngươi càng thêm tàn nhẫn. Tiêu giật thanh âm, băng lánh vô cùng. Có lẽ, tại các ngươi trong mắt, Bạch Mặc Hàn là ta chỉ có thể nhìn lên cao không thể chạm tồn tại. Nhưng như hắn chỉ là một cỗ thi thể, lại có ý nghĩa gì? Tiêu Giật khuôn mặt giữ tận có giống như Thâm Nguyên Ác Ma. Thân ảnh loại lên, trong chớp mắt hướng Bạch Mặc Hàn công tới. Hàn Băng bình trướng bên trong, Đoạn Vân vội la lên, Tiêu Giật, ngươi không thể giết Bạch Mặc Hàn. Một bên Tông Chủ cười lạnh nói, Đoạn Vân trưởng lao yên tâm đi, hiện nay Mặc Hàn thực lực, ai giết ai vẫn không nhất định nha. Không. Đoạn Vân ngưng trọng lắc đầu, Ta Trung Quy cảm giác tiêu giật không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy xa xa bạch mặc hàn thấy tiêu giật công tới chỉ là cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình hiện tại chính là đoạn vân trường lão cũng giết không ta huống chi ngươi hiện nay bạch mặc hàn khí thế tăng vọt cầm trong tay liệt thiên kiếm chiến lực đã vượt qua đoạn vân nhưng công tới tiêu giật một kiếm trùng điệp đánh xuống bạch mặc hàn dơ kiếm ngăn cản lại manh liệt sắc mặt đại biến sau đó cuối cùng bị tiêu giật một kiếm đánh bay miệng phun máu tươi làm sao có thể bạch mặc hàn trên mặt tràn ngập kinh ngạc tiêu giật cười gần nói ngươi thực đã cho ta không làm gì được đoạn vân giết không được đoạn vân dĩ vãng tiêu giật từ trước đến nay xưng hô đoạn vân vì đoạn vân trưởng lão nhưng bây giờ trưởng lão hai chữ sẽ không lại xuất hiện tại trong miệng hắn ta có thể giết đoạn vân cũng có thể giết ngươi tiêu giật lời nói thậm chí so với xung quanh bạo phong tuyết càng thêm băng lãnh càng thêm làm cho người ta không rét mà run chương bốn trăm sáu mươi lăm dịch lao hiện thân keng 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 tiêu giật không ngừng công kích tới bạch mặc hàn hàn xương kiếm cùng liệt thiên kiếm cũng không ngừng tại làm lấy va chạm kia từng tiếng thanh thúy kiếm ngân vang là bạch mặc hàn lần lượt bị đẩy lui lần lượt thổ huyết làm sao có thể làm sao có thể bạch mặc hàn sắc mặt kịch biến ngươi làm sao có thể giống như trận chiến này lực ta không tin bạch mặc hàn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin thời gian dần qua lộ ra một chút điên cuồng Hắn liền vũ hồn hư ảnh đều ngưng tụ ra, dĩ nhiên thực lực toàn bộ triển khai, lại như cũng bị tiêu giật áp chế đến đánh. Nay đối với có được lấy bất bại thần thoại hắn mà nói, là không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, tiêu giật mỗi một kiếm bổ ra đều làm hắn như gặp phải trọng kích, trong cơ thể một hồi khí huyết cuồn cuộn. Bên kia, Hàn băng bình chướng bên trong bảy vị đỉnh phong cường giả trên mặt tràn ngập cấp thiết. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu giật làm sao có thể bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ? tông chủ vội vàng nói lấy đồng thời kiếm trong tay đánh hướng hàn băng bình trướng công kích càng thêm cấp tốc hắn thầm nghĩ nhanh chút phá vỡ hàn băng bình trướng, xuất đi đối phó tiêu giật một bên đoạn vân trưởng lão nhìn phía xa chiến đấu sắc mặt có chút ngưng trọng không phải là tiêu giật trở nên mạnh mẽ là hàn xương kiếm trở nên mạnh mẽ cái gì tông chủ nhữ mày đoạn vân trầm giọng nói hàn xương kiếm đã vô hạn tiếp cận tại thượng phẩm nguyên khí tiêu giật tại đem trong cơ thể nguyên lực chạy ngược nhập hàn xương kiếm dùng cái này tạm thời tăng phúc hàn xương kiếm lực lượng chạy ngược nhập hàn xương kiếm tông chủ sắc mặt cả kinh nói không có khả năng trung phẩm nguyên khí bên trong đầu ẩn chứa lực lượng sao mà khổng lồ nếu muốn để cho trung phẩm nguyên khí tăng phúc đến cái tầng thứ này cần thiết hao phí nguyên lực tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự một bên đại trưởng lão trầm giọng nói không đoạn vân trưởng lão nói không sai ta đã từng thấy qua tiêu giật ngưng tụ chân khí lốc xoáy trọn vẹn bảy trăm triệu ta suy đoán Tiêu giật lúc ấy hẳn là còn là dấu rốt, hắn chân chính khí tuyển hẳn là tại bảy trăm trượng trở lên, tám trăm trượng, tám trăm trượng khí tuyển, sáu mặt khác vị đỉnh phong cường giả, chừng to mắt, bạch trường lão cũng bất quá năm trăm trượng khí tuyển a, nay chẳng phải là so với bạch trường lão khí tuyển đại nhất nửa cũng không dừng lại. Đoạn Vân gật gật đầu, nói, khổng lộ như thế khí tuyển, khó trách có thể chạy ngược lực lượng tiến hàn xương kiếm, chỉ là lấy tiêu giật hiện nay tu vi, kiên trì không bao lâu hắn hiện tại trong cơ thể nguyên lực nhất định tại lấy một loại kinh khủng tốc độ tiêu hao nhiều lắm là có thể duy trì như vậy chiến đấu chừng mười phút đồng hồ bất quá để tránh cố ý chúng ta vẫn phải là mau chóng thoát khốn lúc này nguyên bản dày đặc hàn băng bình chướng đã bị sinh sôi cạo đi một tầng lại một tầng mỏng đại nhiều hơn phân nửa muốn không bao lâu bảy người liền có thể thoát khốn mà ra bên kia xa xa tiêu giật còn đang một kiếm kiếm oanh lấy bạch mặc hàn bạch mặc hàn trong miệng không ngừng tràn lấy máu tươi, thương thế cũng đang dần dần lần trọng. Tiêu giật thấy thế, giữ tận cười một tiếng, như không có liệt thiên kiếm, ta giết người như giết gà. Tiêu giật không chỉ tăng phúc hàn xương kiếm lực lượng, đồng thời, cũng đã sớm sử dụng tu la biến, tăng phúc lực lượng cơ thể. 20 tích, giọt, tu la chi lực, đã trong nháy mắt tiêu hao Đương nhiên, lực lượng cơ thể hiện nay chỉ có địa nguyên cựu trọng. Đối với cái tầng thứ này chiến đấu trợ giúp không lớn. Nhưng, bao nhiêu là có nhất định tăng phúc? thời gian dần dần đi qua mấy phút sau bạch mặc hàn thương thế càng thêm nghiêm trọng hắn huy kiếm tốc độ tốc độ phản ứng cũng đang dần dần lần chậm biến yếu một phút đồng hồ sau bạch mặc hàn lần nữa mãnh liệt phun ra một ngụm thanh huyết ken một tiếng trong tay liệt thiên kiếm thoát thân mà ra tiêu giật giữ tợn cười một tiếng ngươi bại cũng nên chết ngươi 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 không thể giết ta bạch mặc hàn trên mặt rốt cục tới lộ ra khủng hoảng Tiêu giật không có nói nhảm nữa, một kiếm đâm ra, thẳng đến bạch mặc hàn cổ họng. Nhưng, đúng vào lúc này. Xa xa, nhất đạo kinh khủng hỏa diễm, đống nhiên đánh tới. Hỏa diễm tốc độ, nhanh đến tận cùng. Đồng thời, một phương hướng khác, cũng là nhất đạo kinh khủng hỏa diễm đánh tới. Bay một tiếng. Đạo thứ nhất hỏa diễm, quanh mở tiêu giật kiếm. Đạo thứ hai hỏa diễm, thẳng tắp đánh vào tiêu giật trên người, đem tiêu giật đánh bay. Tiêu giật cũng không có chịu quá nặng tổn thương, chỉ là cuối cùng hơi hơi tràn ra một tia máu tươi vừa rồi lượng đạo hỏa diễm tuyệt đối đạt tới đỉnh phong chiến lược tầng thứ lại bỗng nhiên đánh ra vội vàng không kịp chuẩn bị mới khiến cho tiêu giật ăn chút thiệt thòi lúc này tiêu giật ánh mắt nhìn thẳng xa xa ánh mắt có chút ngưng trạo chỗ đó mấy chi cường hãn võ giả đội ngũ đang nhanh chóng mà đến một giây sau đã đi tới bạch mặc hàn bên người cũng đem bạch mặc hàn một mực bảo vệ thiên viêm vệ tiêu giật khẽ cắn môi thiên viêm vệ quốc chủ dưới trướng, tối cường võ giả lực lượng. Nhân số cực nhỏ, chỉ có lắc đắc hơn 10 người. Nhưng, bên trong thành viên, thuần một sắc thiên nguyên tam trọng trở lên. Đầu lĩnh bốn vị đội trưởng, càng đều là thiên nguyên cửu trọng, đứng hàng đỉnh phong cường giả tầng thứ. Đây là quốc chủ trong tay tối cường lợi kiếm. Thiên viên vệ, các ngươi tới có vừa vặn. Bạch mặc hàn trên mặt khủng hoảng, sớm đã rút đi. Mà chuyển biến thành, là độc gác cùng giữ tợn. Cho ta làm thịt tiểu tử kia. Chi đội ngũ này, đầu lĩnh bốn người gật gật đầu có ta chờ ở bạch trưởng lão không cần phải lo lắng dứt lời đầu lĩnh bốn người vung tay lên bắt lại tiêu giật này nịch tả mấy chục thiên viêm vệ trong chớp mắt xuất thủ tiêu giật nhăn cao mày đầu lĩnh bốn người này không hề nghi ngờ chính là thiên viêm vệ bốn vị đội trưởng thu vi đạt thiên nguyên cửu trọng chính là định phong cường giả bất quá đại khái cũng chỉ tại một thanh vân cái tầng thứ kia hắn còn không sợ kẻ ngăn ta tiêu giật quát lạnh một tiếng trường kiếm mà lên một đám thiên nguyên tam trọng gạt bỏ cộng thêm bốn cái thực lực cùng một thanh vân không sai biệt lắm đỉnh phong cường giả gạt bỏ hắn vẫn không để tại mắt nhưng một giây sau nay bốn chi đội ngũ lại huyền diệu địa nhảy động lên đồng thời đầu lĩnh bốn cái đội trưởng đột nhiên khí thế tăng vọt, thực lực tăng nhiều trận pháp tiêu giật biến sắc bốn chi đội ngũ thành bốn cái trận pháp bốn vị đội trưởng đang liên tục không ngừng địa hấp thu thủ hạ mấy chục đội viên nguyên lực vì mình sử dụng nay cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy trận pháp tồn tại ý nghĩa chính là để cho một cộng một chẳng khác nào ba thậm chí bốn thiên viêm vệ với tư cách là quốc chủ dưới trướng tối cường lợi kiếm có được trận pháp ngược lại là cũng không kỳ quái vài giây sau bốn vị đội trưởng liên thủ công tới tiêu giật trong mày một trưởng đánh ra ba ba số trưởng đối với Hoành, tiêu giật cuối cùng bị đẩy lui hoàn toàn rơi xuống hạ phong đồng thời bốn người trên tay đang ngưng tụ một cỗ cường hãn hỏa diễm thiên viên vệ mỗi cái đều là khống hỏa cường giả lại là vài giây sau bốn người hỏa diễm đánh ra tiêu giật biến sắc hàn xương kiếm khó khăn ngăn chặn bay một tiếng bạo vang dội tiêu giật đúng là trực tiếp bị đánh bay trong miệng mánh liệt phun ra một ngụm tanh huyết hiển nhiên chịu không nhẹ thương thế bị tiêu giật sắc mặt có chút khó coi tình huống trong lúc đó chuyển biến càng bị là... Hàn băng bình trướng bên trong bảy vị đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên đánh vỡ bình trướng, thoát khốn mà ra. Đoạn vân thả lỏng, nói, chuyện hôm nay, có thể rơi xuống màn tre. Tiêu giật bại. Hắn luân phiên đại chiến, đầu tiên là đánh bại một thanh vân, huyết cốc chủ, huyết thành hà, lại cùng tông chủ, cùng với ta giao thủ. Cuối cùng càng mạnh đi vây khôn chúng ta, sẽ cùng bạch trưởng lao ác chiến. Như thế luân phiên đại chiến, tiêu hao quá lớn, hắn sớm đã vô pháp bảo trì tối cường chiến lực. Bị thua, chỉ là sớm muộn sự tình. Hừ. Tông chủ cười lạnh một tiếng, bị thua. Ta muốn hắn chết. Tiếng nói hạ xuống. Tông chủ, huyết cốc chủ cùng huyết thành hạ, cùng với một thanh vân, liên thủ mà lên. Vốn đang cùng bốn vị thực lực tăng nhiều thiên viêm đội trưởng bảo vệ ác chiến tiêu giật, căn bản đến không kịp đề phòng. Bốn người bỗng nhiên xuất hiện ở tiêu giật sau lưng, toàn lực đánh ra. Một kiếm, ba trưởng, nặng nề mà đánh vào tiêu giật sau lưng. Phúc. Tiêu giật lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay. Khi hắn đứng vững thân thể, sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy. Hiển nhiên, đã là trọng thương. Hèn hạ. Tiêu giật sắc mặt lạnh lẽo. Hèn hạ. Huyết cốc chủ cười lạnh một tiếng, không phải mới vừa rất cùng sao. Rất lớn lối sao. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Bốn người liên thủ, lần nữa thẳng đến tiêu giật mà đi. Mà bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ, thì dừng lại công kích, cũng không phải là muốn thả qua tiêu giật. Mà là, trong tay bọn họ ngưng tụ hỏa diễm, càng khí tức ngạc nhiên, hiển nhiên đang nổi lên cái gì đáng sợ hơn công kích. Mà bị tông chủ bốn người vây công tiêu giật, căn bản vô pháp phân ra tay đến ngăn cản. Một phút đồng hồ sau, cô này hỏa diễm, đã đạt tới một cái tương đối kinh khủng tình trạng. Lúc này, bốn trong tay người hỏa diễm, rời khỏi tay, đánh hướng tiêu giật. Tông chủ bốn người, vội vàng lùi cách. Hỏa diễm, thẳng tắp điệu đánh trúng tiêu giật, cung bao phủ tiêu giật. Tông chủ bốn người, cười lạnh một tiếng, sau đó đi đến bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ bên cạnh chắp chắp tay lần này làm phiền thiên viêm vệ tương trợ bốn vị đội trưởng gật gật đầu chắp tay nói tông chủ không cần phải khách khí nghịch tặc tiêu giật đã bị đánh chết chúng ta cũng nên trở về hướng quốc chủ phục mệnh phải không đúng vào lúc này nhất đạo già nua mà lãnh đạo thanh âm vang vọng tất cả liệt thiên kiếm tông một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ phía chân trời xuất hiện nhất đạo kinh khủng kiếm khí phảng phất phá vỡ không gian giới hạn thẳng tắp đánh tới kiếm khí chợt lóe lên kia nguyên bản bao phủ tiêu giật biển lửa trong chớp mắt tại kiếm khí hạ dập tắt lộ ra bên trong chật vật đến cực điểm tiêu giật tiêu giật trên mặt không có chút nào kinh hoàng nhìn lên trời tế bên trong người tới cười nhạt một tiếng rốt cục tới chịu xuất hiện sao bên kia đoạn vân đám người sắc mặt đại biến đại tự tại kiếm đạo chương bốn trăm sáu mươi sáu người vẫn luôn tại nhanh giết tiêu giật kia nghịch tặc tông chủ đám người thấy được phía chân trời bên trong bóng người kia khuôn mặt biến sắc lúc này hét lớn một tiếng tông chủ huyết cốc chủ bọn bốn người bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ tám người liên thủ mà lên thẳng đến tiêu giật mà đi tiêu giật dựng ở chỗ cũ không hề động làm chỉ là nhạt cười một tiếng phía chân trời bóng người kia trong nháy mắt liền đã đi tới bên cạnh hắn ngón tay dương nhẹ một đạo kiếm khí đánh ra tông chủ đều tám người trong miệng mánh liệt phun ra đại khẩu tanh huyết trong chớp mắt bị kiếm khí đánh bay đánh bay tốc độ thậm chí so với bọn hắn công hướng tiêu giật tốc độ vẫn nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến 8 người đứng vững thân thể, nhìn về phía người tới, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dịch phong tử. Tông chủ đám người, nghiến răng nghiến lợi nói lấy. Dịch thiên hành. Xa xa đoạn vân, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thiên hành. Chỉ có đại trưởng lão, trên mặt vui mừng mười phần. Xem ra, quả nhiên như đồn đại theo như lời như vậy, đại trưởng lão cùng dịch lao sắc thực giao tình không tệ. Tiêu giật nhìn về phía người tới, cũng hơi hơi giật mình, đây là dịch lao thực lực chân chính sao. Người tới xuất hiện, trong chớp mắt trở thành ở đây tất cả mọi người tiêu điểm. Không sai, người tới chính là dịch lão. Đi thôi. Dịch lao kiệt ngạo ánh mắt, nhìn quét ở đây tất cả mọi người nhất nhãn. Sau đó nhìn về phía tiêu giật, lạnh lùng nói một tiếng. Muốn đi. Người vọng tưởng. Tông chủ đám người, quát lạnh một tiếng. Dịch phong tử, ngươi thật lớn mật, không chỉ chính mình trở về, lại vẫn để cho đồ đệ ngươi đại náo vương đô. Ừ, quả nhiên là có kia sư, tất có kia đồ. Năm đó ngươi huyết tẩy huyết vụ cốc, tại vương đô trắng trận sát lục, khiến cho người người hoán trách. Hôm nay, đồ đệ ngươi cũng là như thế. Giết ta vương đô nhiều như vậy cường giả, hành vi phạm tội ngập trời, hiện tại đập phủi mông đã nghĩ chạy đi người. Dịch lao khuôn mặt, rất là đạm mạc, phản phất không mang theo bất kỳ tức giận. Là ta hiện tại dẫn hắn đi, còn là ta giết sạch các ngươi, lại dẫn hắn đi. Chính mình chọn một. Nói khoác mà không biết ngượng huyết cốc chủ cười lạnh một tiếng hôm nay vương đô cường giả tệ tụ ngươi vẫn vọng tưởng bình yên dẫn người đi thực khi chúng ta một đám cường giả là giấy sao chẳng lẽ không đúng sao dịch lão đạm mạc địa nói một tiếng ngươi huyết cốc chủ đám người sắc mặt biến thành màu đen đi thôi dịch lão không để ý đến huyết cốc chủ đám người chỉ là đạm mạc địa lần nữa đối với tiêu giật nói một câu tiêu giật lắc đầu bạch mạc hàn chưa chết tiểu tử sẽ không đi ngươi cùng hắn cũng không trực tiếp thù hận ngươi giết hắn làm cái gì dịch lão như cũng đạm mạc tiêu giật cau mày nói khi sư di tổ không nên giết đó cũng là ta đi giết có liên quan gì tới ngươi dịch lão lạnh lùng hỏi lại một tiếng ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao ngươi lại muốn xen vào việc của người khác càng nghĩ mãi mà không rõ ngươi lấy ở đâu tư cách quản chuyện ta mặt khác ngươi ta giữa khi nào có danh thầy trò lời vừa nói ra xung quanh người nhao nhao ghé mắt trong mắt bọn hắn dịch lão nhìn về phía tiêu giật ánh mắt vô cùng đạm mạc kinh ngạc ngoài thậm chí phát ra dễu cận nguyên lai dịch phong tử cũng không có thừa nhận tiêu giật tên đồ đệ này sao chẳng lẽ đây chỉ là tiêu giật suy nghĩ một phía xa xa bạch mặc hàn cười lạnh nói ha 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 ta đã nói rồi lão giả ngươi năm đó tốt xấu là liệt thiên kiếm tông đệ nhất thiên tài ta loại này tuyệt thế thiên tiêu nhập học trò của ngươi ngược lại là bình thường tiêu giật loại kia khống hỏa thú phế vật lại cũng có thể được ngươi ưu ái Chậc chậc, hôm nay trận này trò khôi hài lại chỉ là hắn suy nghĩ một phía buồn cười buồn cười thật thật buồn cười trong nháy mắt tiêu giật phảng phất thành ở đây trong mắt mọi người đồng ngốc từng tiếng nịa mai truyền đến tiêu giật lại sắc mặt không thay đổi nhìn xem dịch lao kia lạnh lùng biểu tình không khỏi mỉm cười thật vất vả đợi đến ngươi hiện thân không nghĩ tới đúng là đều tới đây dạng một ít lời tiêu giật nhàn nhạt nói lấy dịch lao đạm mạc nói ta chỉ nói là lời nói thật gật bỏ như thế nào tổn thương ngươi tự tôn tiêu giật đống dưng cười cười nụ cười này tại trong mắt mọi người tựa hồ là đáng thương mà thê lương cười cười kiệt tâm kiệt lực vì báo sư thủ là đổi lấy như vậy một ít khinh miệt cùng quát lớn bất luận kẻ nào cũng khó khăn lấy thừa nhận a à. ai ngờ một giây sau tiêu giật lại lắc đầu làm tổn thương ta tự tôn dịch lão ngươi cùng ta hồi lâu không thấy như thế nào nói chuyện vĩnh viễn như vậy không có cái mới ý ngươi có ý tứ gì dịch lao nhăn cao mày xung quanh tất cả cường giả không có mở miệng quấy dày trong mắt bọn hắn tựa hồ càng vui với thấy được nguyên bản lớn lối đến cực điểm tiêu giật biến thành một tên hề tiêu giật không để ý đến xung quanh cười nhạo chỉ là nhìn thẳng dịch lão nếu như dịch lao cho rằng tiểu tử tại xen vào việc của người khác suy nghĩ một phía vậy dịch lao ngươi xen vào việc của người khác ngươi suy nghĩ một phía lại tính là gì ngươi đang nói cái gì dịch lao lạnh lùng trên nét mặt giống như có bất mãn cùng nộ khí tiêu giật lắc đầu nói khẽ dịch lão không cần gạt ta ngươi càng không thể gạt được ta một năm từ ta mới vào vương đô không nói đúng ra là ta ban đầu tại vương đô hiện thân dịch lão liền một mực ở âm thầm đi theo ta tại quán rượu qua đêm ngươi đi theo ta cùng với đại trưởng lão trò chuyện và ngươi sự tình ngươi từ một nơi bí mật gần đó nghe ta tiến nhập liệt thiên kiếm tông tham gia khảo hạch ngươi đi theo ta bị rất nhiều tông môn trưởng lão làm khó dễ ngươi từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một năm bao gồm ta này hơn một tháng tại vương đô lưu lãng tư sứ lại đến hôm nay đại chiến bắt đầu dịch lao một mực đi theo ngươi vẫn luôn tại tiêu giật nói xong lời cuối cùng khoe miệng liệt qua một tia hiểu ý tiêu ý ngươi dịch lao biến sắc tiêu giật tiêu tiếu trong tay một đạo kiếm khí mãnh liệt xuất hiện tại trong tay nay đạo kiếm khí không thuộc về tiêu giật mà là tản ra dịch lao khí tức chính là dịch lao lúc trước cho hắn đạo kiếm khí kia dịch lao phải biết tiểu tử từ trước đến nay cẩn thận bất cứ lúc nào đất cũng sẽ không có nửa phần lười biếng. Nếu có người theo dõi ta, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, ta cũng có thể có chỗ phát giác. Về phần này đạo kiếm khí, ta một mực chưa từng dùng. Chỉ vì, đây là dịch lão lưu cho ta, duy nhất đồng dạng cùng ngươi khí tức tương liên chi vật. Bằng này, mỗi lần ta cũng có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Ngươi vẫn luôn biết. Dịch lao trên mặt đạm mạc, sớm đã đều không có, chỉ là nặng nghề mà thở dài. Biết. Tiêu giật gật gật đầu. Chỉ là, lấy dịch lao thực lực, nếu không nguyện hiện thân xuất ra, ta cũng không có biện pháp. Đương nhiên, tại điều tra rõ tất cả sự tình lúc trước, tiểu tử cũng không có kia thể diện để cho ngài hiện thân. Năm đó sự tình, ngươi không muốn nói, ta liền chính mình tra. Hiện tại cha rõ ràng, tự nhiên để cho ngài xuất ra. Tiêu giật đắc ý cười. Xú tiểu tử. Dịch lão đồng dạng hiểu ý cười cười, nhưng một giây sau, lại quát lớn một tiếng. Làm cho động tĩnh như vậy, chỉ vì bức ta xuất ra, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Ha ha. Tiêu giật tiếu tiếu, dịch lao thực cho rằng, tiểu tử là một xúc động hạng người. Ta dám làm cho động tĩnh như vậy, tự nhiên có toàn thân trở ra nắm chắc. Đợi ta đem người kia giết, chúng ta cùng đi. Dứt lời, tiêu giật thân ảnh lóe lên, kiếm trong tay, cứ thế mà hiện. Trường kiếm hướng bạch mạc hàn mà đi. Đừng hòng thực hiện được. Bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ, quát lạnh một tiếng, trong tay lần nữa ngưng tụ một cổ kinh khủng hỏa diễm. Tiêu giật khinh thường cười cười, Thực nghĩ đến đám các ngươi lúc trước những cái kia hỏa diễm có thể gây tổn thương cho ta. Ở trước mặt ta khống hỏa, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tán. Vừa dứt lời, bốn vị Thiên Viêm đội trưởng bảo vệ sắc mặt hoàng hốt, trong tay hỏa diễm, đúng là cứ thế tiêu tán. Chương 467, Viêm Vũ Vương. Tiêu giật trong chớp mắt xuất thủ. Một cái cự đại bạo phong tuyết, cứ thế bao phủ tại giữa không trung. Bốn vị Thiên Viêm đội trưởng bảo vệ trong tay hỏa diễm tiêu thất, sắc mặt nhất thời đại biến. Một bên tông chủ đám người có chút nghi hoặc, chỉ cho là là giữa không trùng kia bạo phong tuyết làm ra. Nhưng, bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ, chính là khống hỏa nhất đạo đỉnh phong cường giả, đối với khống hỏa sự tình, cực kỳ mẫn cảm. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, tựa hồ ít đòi cổ vô cùng cường hãn mà kinh khủng hỏa diễm tại cứ thế ngưng tụ. Hơn nữa, có loại nào đó càng mạnh lực khống hỏa thủ đoạn, tại áp bách cùng cưỡng ép khống chế trong tay bọn họ chi hỏa diễm. Tất cả vương đô, có lần này bổn sự, mà lại có được nhiều loại mạnh mẽ như vậy hung hãn hỏa diễm, chỉ có một người. Này, cũng là hiện tại bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ sắc mặt đại biến nguyên nhân. Ngươi. Ngươi là bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ, kinh hãi mà nhìn tiêu giật, muốn nói gì. Mà đồng thời, một bên tông chủ đám người, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem. Tông chủ, huyết cốc chủ, huyết thành hà, mục thanh vân bốn người, vừa muốn xuất thủ. Đúng vào lúc này, nhất đạo kinh thiên kiếm khí, vắt ngang ở trên cao. Kiếm khí, hết thể bị áp chế. Bao gồm tông chủ đám người bao gồm bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ bốn vị thiên viêm đội trưởng bảo vệ trong miệng nói như vậy không có thể nói ra đã bị giam cầm tiêu giật trong tay hàn xương kiếm nhanh chóng chợt lóe lên bốn người cổ họng đã kể hết bị xuyên thủng trong miệng kẹt tại yết hầu nói không ra tông chủ đám người sắc mặt kinh hãi mà nhìn trên bầu trời to lớn kiếm khí đại tự tại kiếm đạo không hổ là thế gian đệ nhất kiếm nói quả nhiên kinh khủng toàn trường tất cả cường giả duy nhất có thể miễn cưỡng chống cự áp chế miễn cưỡng động đậy chỉ có đoạn vân một người có thể dù vậy đoạn vân cũng không cách nào đi ngăn tiêu giật lúc này tiêu giật thân ảnh tăng vọt đến cực hạ. hàn xương kiếm hàn mang tuôn động thẳng đến bạch mặc hàn cổ họng mà đi không không ngươi không thể giết ta bạch mặc hàn trong mắt tràn ngập khủng hoảng tiêu giật ngươi hiểu rõ ràng như ngươi giết ta liền chờ ngày sau chạy trốn đến chân trời a hừ tiêu giật hừ lạnh một tiếng không có trả lời hôm nay hắn tất sát bạch mặc hàn qua một năm này cũng không phải là hắn yêu xen vào việc của người khác mà là ngày đó tiêu ra ra dịch lao kia âm thanh hắn là ta duy nhất đồ đệ đã làm cho tiêu giật tán thành vị sư phó này hắn kiếm cũng không nửa phần do dự nhưng mà đang lúc tiêu giật sắp đâm trúng bạch mặc hàn cổ họng nhất đạo bạch đi thân ảnh cứ thế mà hiện một trưởng đánh ra tốc độ nhanh có kinh người thực lực mạnh có tức lộ ruột tiêu giật đúng là cả người mang kiếm trực tiếp bị đánh bay đồng thời trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra đúng là trong chớp mắt trọng thương xa xa dịch lao thân ảnh loại lên vội vàng tiếp được bị đánh bay tiêu giật đồng thời trên bầu trời nhất đạo thân ảnh giàn mua xuất hiện thân ảnh vung tay lên kia áp bách ở đây tất cả võ giả to lớn kiếm khí trong chớp mắt tiêu tán ở đây tất cả võ giả khôi phục tự do phúc bị dịch lao tiếp được tiêu giật trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tanh huyết cực cảnh cường giả tiêu giật nhìn về phía kia bạch dĩ thân ảnh cùng với trên bầu trời thân ảnh gián mua trên mặt tràn ngập kiên kỵ dịch lao sắc mặt dùng mình tô trấn huyền tô bạch các ngươi cũng tới không sai người tới chính là tô trấn huyền cùng tô bạch trước kia tiêu giật chỉ có thể xác định hai người này khí tức cực kỳ khủng bố nhưng bọn hắn chân thật tu vi tiêu giật lại căn bản nhìn không thấu hiện tại xem hai người này xuất thủ thực lực kia vượt xa đoạn vần chiến lực hẳn là cực cảnh cừng giả dạ. cực cảnh thuộc về một cái khác kinh khủng hơn phạm chủ. Tiêu giật tất nhiên là nhìn không thấu. Tô Trấn Huyền trầm giọng nói, ngươi dịch phong tử đều ngoi đầu lên, chúng ta tự nhiên cũng nên hiền thân. Tô Bạch mắt nhìn dịch lão, tao mày nói, thiên hành, trọn vẹn 15 năm, năm đó có thể áp ta một đầu người, như thế nào tu vi không có nửa phần để thăng. Như cũ đỉnh trệ tại nửa bước địa cực. Tô Bạch, là một vũ si. Tuy danh không nổi danh, cực kỳ địa thấp. Nhưng đã từng là tất cả dược vương cốc kiêu ngạo, từng để cho tất cả vương đều là thiên tài hơi bị thuyết phục. Mà vị này vũ si, duy nhất có thể khiến hắn con mắt nhìn nhau, chỉ có một người, dịch lão. Tô Trấn Huyền trầm giọng nói, đại tự tại kiếm đạo tuy mạnh đại. Nhưng, ngươi này 15 năm chưa từng tự tại qua, khúc mắc khó hiểu, tu vi tự nhiên đình trệ. Đương nhiên, cũng may mắn như thế. Hôm nay, đem như 15 năm trước như vậy, ngươi nhắc lên không nổi sóng gió. Tiêu giật sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía dịch lão, hỏi, năm đó, là hai người này làm cho ngươi ảm đạm rời đi vương đô. Một nửa xem như thế đi. Dịch lao cười nhạt một tiếng. Lập tức, dịch lao nhìn về phía Tô Trấn Huyền, cười lạnh nói, ai nói lòng ta kết chưa hiểu. Tiểu tử, chúng ta đi. Dịch lao nhìn về phía tiêu giật, nói, chỉ sợ ngươi hôm nay đi không phải. Tô Trấn Huyền lắc đầu. Tiếng nói hạ xuống, hai người liên thủ công tới. Dịch lao biến sắc, một bà trấn khai tiêu giật. Đúng là lấy sức một mình, độc đấu Tô Trấn Huyền cùng Tô Bạch dịch lão tiếp kiếm tiêu giật hét lớn một tiếng trong tay hàn xương kiếm trong chớp mắt bay về phía dịch lão dịch lão tiếp nhận chiến lược toàn bộ triển khai tương đạo kinh khủng kiếm khí tại hắn dưới thân kiếm gạn đục khơi trong tô chấn huyền cùng tô bạch hai vị địa cực cảnh cường giả liên thủ đúng là không làm gì được nửa bước địa cực dịch lão đây là đại tự tại kiếm đạo cường đại thế gian đệ nhất kiếm nói há lại nhẹ cùng bỏ qua cảnh giới tranh lệch lại càng là dễ như trở bàn tay không hổ là đã từng kiếm tông đệ nhất kiếm đạo thiên tài quả nhiên lợi hại tô trấn huyền hơi hơi tán dương một tiếng chỉ là ngươi cảm thấy ngươi có thể tại chúng ta trên tay kiên trì bao lâu dịch lão không có trả lời chỉ nhìn hướng tiêu giật nhanh đi làm ngươi nghĩ làm việc làm xong đi theo ta hảo tiêu giật gật gật đầu tuy nói hiện tại tô trấn huyền cùng tô bạch liên thủ cũng không có thể làm gì được dịch lão nhưng chậm thì sinh biến nơi này dù sao cũng là vương đô dù sao cũng là chín thành trở lên thế lực đều ủng hộ bạch mặc hàn che chở bạch mặc hàn tiêu giật không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn dù cho thực lực toàn bộ triển khai bại lộ át chủ bài hắn cũng phải nhanh chóng đánh chết bạch mặc hàn nghĩ xong tiêu giật thân ảnh loại lên trong chớp mắt hướng bạch mặc hàn công tới nhưng đúng vào lúc này xa xa nhất đạo ngút trời ánh lửa hăng hái mà đến tốc độ kia nhanh có khó có thể tưởng tượng thậm chí so với trước dịch lao phát ra chi kiếm khí nhanh hơn kinh khủng hơn tiêu giật cả kinh còn chưa tới kịp phản ứng kịp bên cạnh đã trong chớp mắt xuất hiện dịch lao thân ảnh lúc này dịch lão lần đầu lộ ra ngưng trọng cùng cấp thiết thần sắc không kịp chúng ta đi mau nói qua dịch lao cưỡng ép cấm cố hạ tiêu giật y định ngự không bày khỏi xa xa tô trấn huyền cùng tô bạch đồng dạng biến sắc chuyện hôm nay năm đó sự tỉnh nên làm đoạn hai người bọn họ đi không tiếng nói hạ xuống đạo kia ngút trời ánh lửa trong chớp mắt đến nơi ánh lửa đây trời biển lửa đi theo toàn bộ thế giới phảng phất thành một cái biển lửa dương dịch lão sắc mặt đại biến trung điệp một trường đánh ra cũng không phải là đánh hướng ngút trời ánh lửa mà là đánh hướng tiêu giật dịch lão tiêu giật cả kinh còn chưa phản ứng kịp đã bị dịch lao toàn lực một trường xa xa đánh bay mà lúc này ngừng ở chỗ cũ dịch lão chỉ là đạm mạc cười cười rời đi vương đô vĩnh viễn không phải về tiếng nói hạ xuống một cái hỏa diễm năm tay trong chớp mắt xuyên qua dịch lao lồng ngực viêm vũ vương ngươi quả nhiên dịch lao cởi thảm một tiếng trong miệng máu tươi tràn ra bốn phía xa xa vẫn còn không ngừng bị đánh bay tiêu giật trừng to mắt trong hai chỉ là không ngừng quanh quẩn dịch lão dặn dò rời đi vương đô vĩnh viên không phải về chương bốn trăm sáu mươi tám dưới trời sao tối cường giả dịch lão tiêu giật hét lớn một tiếng phá tiêu giật thanh âm có chút khàn cả giọng song quyền điên cuồng mà hoành lấy xung quanh cấm chế, cùng với triệt tiêu lấy dịch lão đưa hắn đánh bay trưởng lực. Chỉ là, lấy dịch lão bổn sự cùng thủ đoạn, há lại tiêu giật có thể đơn giản phá vỡ. Phá! 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 phá. Môi đạo gào to, đều là tiêu giật điên cuồng công kích. Liên tiếp ba đạo gào to, tiêu giật oanh vô số quyền. Mới khó khăn đem cấm chế đánh vỡ, đem trưởng lực triệt tiêu, ổn hạ thân ảnh. Một giây sau, không hề có băn khoăn, không hề có do dự, lập tức ngự không đi vòng vèo mà lúc này trên bầu trời viêm vũ vương thu hồi nắm tay dịch lao thân hình vô lực địa rất xuống dịch lão tiêu giật tốc độ tăng vọt đến cực hạn khó khăn tại dịch lao thân hình rất xuống mặt đất đưa hắn tiếp được chỉ là đương hắn nhìn thấy dịch lao khuôn mặt lòng hắn mạnh liệt tóm thậm chí run run dịch lao khuôn mặt đã không có chút máu từ trước đến nay kiệt ngạo không cố kỵ biểu tình chỉ còn lại vẻ vẻ vải cùng với giải thoát nhưng mà này tia giải thoát tại dịch lao thấy được tiêu giật sau khi trở về lại trong chớp mắt hóa thành kinh khủng cùng lo lắng ngươi hồi tới làm cái gì dịch lao nghĩ quát lớn một tiếng nhưng thanh âm hắn lại cực kỳ vô lực yếu ớt ta ngược lại muốn hỏi ngươi ngươi đang làm cái gì tiêu giật thanh âm băng lãnh tới cực điểm trong lời nói đều là trách cứ không sai trách cứ đây là tiêu giật lần đầu lấy như vậy ngữ khí đối với dịch lao nói chuyện nhưng tiêu giật càng thêm rõ ràng đây là một lần cuối cùng tại hai tay của hắn va chạm vào dịch lao thân hình hắn liền cảm giác đến lúc trước hỏa diễm năm tay không chỉ đem dịch lão lồng ngực xuyên qua càng đem dịch lao trong cơ thể kinh mạch lục phủ ngũ tạng đốt cháy không còn tính cả dịch lao toàn thân sinh cơ cũng bị đốt hủy hầu như không còn tiêu giật là một không nổi cao phẩm luyện dược sư nhưng hắn biết bất luận chính mình thuật chế thuốc cỡ nào không nổi đều cứu không dễ lão sinh cơ hủy hết hết cách xoay chuyển ta nói rồi ta có toàn thân trở ra nắm chắc ngươi vì cái gì không tin ta ta nói rồi chúng ta cùng đi tiêu giật phẫn nộ trách cứ nhưng loại này trách cứ cùng phẫn nộ chỉ là hắn ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ biểu hiện thay vì nói là hắn tại trách cứ dịch lão chẳng nói là tại hung hăng trách cứ lấy chính mình thực có năm chắc dịch lao thanh âm như cũ yếu ớt vô lực chỉ là nguyên bản trên mặt kinh khủng cùng lo lắng đã tàn đi mà chuyển biến thành là một vòng nụ cười tiêu giật gật gật đầu vậy thì tốt rồi dịch lao trong miệng phun ra ba cái âm phủ sau đó cũng lại nói không nên lời nửa câu hắn sinh cơ sớm đã hủy quá chỉ là dựa vào một thân thâm hậu tu vi mới miễn cưỡng kiên trì hắn hai mắt chặt chẽ địa nhìn chằm chằm tiêu giật ra nua lại thanh tịnh trong con ngươi ẩn chứa thỏa mãn cùng tán thưởng đây là hắn trong cả đời thu qua đầy nhất ý đồ đệ hắn còn chưa chết nhưng hắn đã nói không ra lời ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu giật thân thể ấm áp lại đang không ngừng biến mất thân hình càng băng lãnh hắn không nói lời nào tiêu giật cũng bắt đầu trầm mặc Lệch cạch một tiếng tiêu giật rơi xuống mặt đất cũng ngã ngồi trên mặt đất hắn ôm chặt dịch lão như toan bảo tồn kia nhanh chóng tiêu tán dư ôn hắn để cho dịch lao thân hình tiếp xúc mặt đất ý đồ để cho này ấm áp đại địa cho dịch lao càng nhiều ấm áp chỉ là này tựa hồ hiện lộ tương đối vô dụng dịch lao trên thân thể dư ôn tiêu tán tốc độ không hề có yếu bớt Nay mảnh vương đô đại địa, dịch lao lúc này sinh ra, lúc này sinh hoạt hơn nửa đời người. Đối với hắn mà nói, tất nhiên là ấm áp. Chỉ là, loại ấm áp này, sớm đã bị lạnh lùng nhân tâm, kể hết hủy đi. Trên bầu trời, kia ánh lửa ngút trời thân ảnh, trong mắt, lại băng lánh có làm cho người ta sợ hãi. Một bên tô chấn huyền cùng tô bạch, hơi hơi thi lễ, quốc chủ. Không sai, bóng người kia, chính là viêm vũ vương quốc vương giả, quốc chủ, viêm vũ vương. Ừ viêm vũ vương gật gật đầu, năm đó sự tình, hôm nay chi trò khôi hải, nên rơi xuống màn tre. Tiếng nói hạ xuống. Viêm vũ vương trong tay mãnh liệt ngưng tụ ra một cỗ hỏa diễm. Thân ảnh lóe lên, thẳng tắp hướng tiêu giật phía sau lưng đánh tới. Không có gì bất ngờ, vị này tuyệt thế thiên tiêu, cũng đem vẫn lạc. Nơi này, là viêm vũ vương quốc, là quốc chủ thiên hạ. Không ai có thể vi phạm đạo kia ngút trời ánh lửa thân ảnh ý chí. Nhưng đúng vào lúc này, một vòng bạch đi thân ảnh, kinh hãi mà hiện trong tay một bà xương lạnh chi kiếm trong lúc đó vắt ngang tại viêm vũ vương cùng tiêu giật chính giữa cơ hồ là thân ảnh xuất hiện trong trước mắt tất cả thiên địa đống nhiên tràn ngập một cỗ hàn ý quốc chủ sau lưng kia mảnh biển lửa lại trong nháy mắt hóa thành băng điêu người tới là nữ tử một thân bạch tỉ ỉa kia ba bùi tóc đen làm nổi bật hạ tuyệt mỹ dung nhan làm cho người ta hít thở không thông liệt thiên kiếm cơ viêm vũ vương cả kinh đoạn vân tông chủ đại trưởng lão cùng với tông môn Cựu Đại trưởng lão, vội vàng lách mình mà đến. Tham kiến tiền bối. Mọi người cùng kính hành lễ. Ư ừ, nữ tử gật gật đầu. Tiền bối không phải là đang bế con sao? Như thế nào nhanh như vậy xuất quan? Tông chủ hỏi. Nữ tử thản nhiên nói, động tĩnh huyên náo lớn như vậy, thật coi ta là mù lòa kẻ điếc. Viêm Vũ Vương nhăn cau mày, nói, kiếm cơ tiền bối, chẳng biết tại sao muốn ngăn hạ bổn vương. Thối lui a. À. Nữ tử liếc mắt nhìn một bên tiêu giật, nói khẽ: người này ta bảo vệ kiếm cơ tiền bối viêm vũ vương lông mày nhăn cực nhanh như là người khác ngài bảo vệ liền bảo vệ nhưng tiêu giật kẻ này bổn vương hôm nay át phải chết bằng không ngày sau hẳn là lại một cái dịch phong tử làm hại một phương hậu họa khôn lường viêm vũ vương tăng thêm ngữ khí ai ngờ thanh âm cô gái như cũ bình thản đến cực điểm tuyệt mỹ rơi dung nhan nhàn nhạt địa phun ra mấy cái âm phủ cùng ta có quan hệ gì đâu lạnh nhạt ngữ khí phảng phất chỉ là tại giảng một kiện lại đơn giản bất qua sự tình. Viêm Vũ Vương sắc mặt, rồi đột nhiên băng lạnh lên, thân ảnh khẽ động. Đúng là tại không hề có dự liệu dưới tình huống, trong chớp mắt hướng Tiêu Dật công tới. Trong tay kia kinh khủng hỏa diễm, thẳng đến Tiêu Dật phía sau lưng. Nữ tử cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Nhất đạo rét lạnh kiếm khí đánh qua. Ken một tiếng. Viêm Vũ Vương trong chớp mắt bị kiếm khí đẩy lui hơn 10 bước. Kiếm cơ tiền bối cũng biết, Liệt Thiên kiếm tông, là ta Viêm Vũ Vương quốc Giáo võ đạo thánh địa danh hiệu cũng chỉ quyết định ở bổn Vương nhất đạo ý chỉ Viêm Vũ Vương lạnh lùng nói qua a à, phải không nữ tử lạnh lùng nói như quốc chủ muốn thu hồi quốc giáo danh hiệu cứ việc thu đi chính là kiếm cơ tiền bối ngươi không nên khư khư cố chấp quốc chủ lạnh giọng hỏi ngươi cũng đã biết bạch trưởng lão mới là ngươi tông môn đệ nhất thiên tài chỉ cần bạch trưởng lão ngày khác lớn lên người mang trăm ngàn loại võ đạo Hắn đem có thể vượt qua ngươi kiếm tông các thời kỳ tiền bối Thậm chí vượt qua ngươi Vượt qua liệt thiên kiếm ma Trở thành liệt thiên kiếm tông từ trước tới nay Tối cường giả Ngươi thật muốn đương này tông môn tội nhân Không sai, như bạch mặc hàng ngày sau lớn lên Hắn sẽ trở thành liệt thiên kiếm tông Không, tất cả viêm vũ vương quốc Từ trước tới nay tối cường giả Nay, cũng là bao gồm quốc chủ Tô Trấn Huyền, Tô Bạch Cùng với đại lượng vương đô cường giả Nguyện ý duy trì hắn nguyên nhân tất cả mọi người tại thật mong chờ một cái tuyệt thế cường giả đản sinh xa xa bạch mặc hàn lộ ra nụ cười đắc ý tiền bối thỉnh nghĩ lại tông chủ cùng với một đám trưởng lão nhao nhao hành lễ nữ tử vẫn như cũng là bình thản sắc mặt nhìn về phía tông chủ đám người hỏi các ngươi còn nhớ có kiếm tông mục đích ta liệt thiên kiếm tông lại vì sao danh gọi liệt thiên không đợi tông chủ đám người trả lời nữ tử tự nhiên nói cái gọi là liệt thiên nước ra là thiên cực thiên các thời kỳ tiền bối đều đang không ngừng truy cầu lấy thiên cực cảnh khát vọng trở thành kia vũ thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân cho nên những năm gần đây các ngươi một mực gâm thầm duy trì bạch mặc hàn vì hắn luyện chế huyết ý đan ta cũng một mắt nhắm một mắt mở dứt khoát mặc kệ nhưng hiện tại tông môn xuất hiện tốt hơn thiên tài chúng ta tự nhiên che chở tốt hơn thiên tài tông chủ cao mày nói tiền bối là chỉ tiêu giật không sai nữ tử gật gật đầu quốc chủ suy cười một tiếng kiếm cơ tiền bối cho rằng tiểu tử kia dựa vào cái gì vượt qua bạch trưởng lão bằng cái kia khống hỏa thú vũ hồn sao nữ tử hai mắt nhíu lại âm thanh lạnh lùng nói bằng hắn võ đạo chân ý võ đạo chân ý quốc chủ đống nhiên thân hình chấn động liền ngay cả một bên tô trấn huyền phụ tử cũng sát mặt cả kinh nữ tử ngạo nghệ nói tuổi con nhỏ bất quá địa nguyên cửu trọng đã có thiên nguyên đỉnh phong chiến lược người mang võ đạo chân ý hơn nữa còn là bốn loại Võ đạo chân ý bốn chữ, thân là cực cảnh cường giả các ngươi, nên rất rõ ràng. Chỉ cần hắn có thể lớn lên, bước vào cực cảnh. Hắn chính là này mảnh dưới trời sao. Tối cường giả. Nữ tử bình thản lời nói, trong lúc đó trở nên chém đinh chặt sát. Mà lúc này, tại tất cả mọi người hãm vào chấn kinh thời điểm. Không có ai chú ý tới, tất cả vương đô trên không, đồng nhiên xuất hiện một cô vô tận hàn ý. Càng không có người chú ý tới, kia một mực ngã ngồi tại mặt đất cô tịch thân ảnh, đồng nhiên động động thân ảnh tự nhiên là tiêu giật hắn một mực ôm dịch lão thân hình một mực ôm chặt. hắn nghĩ cùng hắn đi đến cuối cùng lộ trình thẳng đến hắn thân hình hoàn toàn băng lãnh hắn mới buông tay ra cái chán sờ nhẹ kia giản mua khuôn mặt ngươi đi trước một bước ta cam đoan nơi này tất cả mọi người cũng sẽ đi cùng ngươi tiêu giật nghẹn ngào lộ vẻ sầu thảm cười cười chậm dại đứng lên đồng thời tất cả thiên địa bỗng nhiên hạ lên mênh mông tuyết rơi hả tuyết rơi lạnh quá tuyết quốc chủ đám người sắc mặt cả kinh đông tuyết lạnh ý đúng là so với liệt thiên kiếm cơ hàn băng lạnh hơn kia phảng phất là tới từ ở thâm viên băng lãnh không đúng thật là khủng khiếp yêu khí quốc chủ đám người sắc mặt đại biến một mảnh bồng bền rơi xuống đông tuyết càng đem bả vai hắn kéo ra nhất đạo vết máu đường đường cực cảnh cường giả cuối cùng bị một mảnh bông tuyết quẹt làm bị thương tiêu giật đứng lên khuôn mặt băng lãnh so với những cái này bông tuyết lạnh hơn lấy hàn xương kiếm điều động trong cơ thể băng sơn biển lửa thi triển hàn băng liệt thiên trạng còn uy lực kinh người như vậy nếu là lấy băng loan kiếm thi triển mà ra đâu này uy lực lại nên như thế nào chương bốn trăm sáu mươi chín kết thúc tất cả vương đô đống nhiên hạ lên mưa như chút nước tuyết rơi mà tiêu giật trên người đang có một cổ kinh khủng khí tức không ngừng sụp sôi mà ra hắn đã tại điều động trong cơ thể băng loan kiếm vũ hồn vương đô dị tượng để cho tất cả mọi người như mày. Duy chỉ có ở đây mấy vị cực cảnh cường giả, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, ánh mắt, cũng nhao nhao nhìn về phía tiêu giật. Tuy bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng, bọn họ võ giả trực giác sẽ không sai. Đặc biệt là khi bọn hắn thấy được tiêu giật trong mắt khát máu hào quang, cùng với dữ tợn mà điên cuồng khuôn mặt. Một cổ bất an ý niệm trong đầu, nhanh chóng sông lên đầu. Đúng vào lúc này, nhất đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang dội hiện. Tiểu tử, dừng tay a nói chuyện là một bên bạch dĩ nữ tử tiêu giật mắt điếc thai ngơ trên người khí thế chỉ là càng địa kinh khủng thiên không tuyết rơi cũng càng dày đặc càng rơi xuống càng lớn lúc này bạch dĩ nữ tử lần nữa vang lên tuy ta không biết trên người của ngươi khí thế chuyện gì xảy ra nhưng là lựa chọn báo thù còn là lựa chọn cứu thiên hành tiểu tử từ ngươi mà định ra cái gì tiêu giật bắt đầu vốn đã điên cuồng ánh mắt trong nháy mắt tỉnh táo lại tiền bối là tiêu giật nhìn thẳng trước mặt bạch dĩ nữ tử tại hắn trong cảm giác vô luận là viêm vũ vương hay là tô trấn huyền cùng tô bạch luận khí tức đều xa không bằng trước mặt bạch dĩ nữ tử mạnh mẽ đương nhiên tiêu giật chỉ có thể phân biệt khí tức mạnh yếu biết mấy người kia đều là cực cảnh cường giả nhưng bọn hắn chuẩn xác thực lực tiêu giật lại nhìn không ra trở lại chuyện chính bạch dĩ nữ tử khẽ cười nói ngươi có ta hàn băng kiếm cương có ta hàn băng khải giáp còn hỏi ta là ai hả tiêu giật nhăn cao mày hàn băng kiếm cương hàn băng khải giáp kiếm cơ tiền bối tiêu giật biến sắc tại hắn trong nhận thức biết đây chính là mấy trăm năm tiền nhân vật tiêu giật hơi hơi cảm giác một phen trước mặt nữ tử trên người rét lạnh khí tức cùng hàn băng kiếm cương không khác có thể có cảnh giới như thế tu vi lại là tu luyện hàn băng kiếm cương võ giả tất cả liệt thiên kiếm tông sợ cũng chỉ có nhân vật truyền kỳ liệt thiên kiếm cơ tiền bối tiêu giật nghĩ lại có thể sống mấy trăm năm nhân vật kia thủ đoạn bổn sự kiến thức hạng gì kinh người tiền bối thật có thể cứu dịch lão tiêu giật miễn cưỡng đệ nén xuống tâm tiên lửa giận cùng sắc ý trầm giọng hỏi người chưa chết như thế nào cứu nữ tử khẽ cười một tiếng chưa chết tiêu giật ngứng mày nữ tử khẽ cười nói tại ngươi trong cảm giác hắn sinh cơ dĩ nhiên đều không có nhưng ở ta trong cảm giác cũng không phải là như thế ngươi tự hành đi xem xét một phen chính là nói qua nữ tử vung tay lên nhất đạo hàn băng chi lực dũng mánh vào dịch lao trong cơ thể tiêu giật thân ảnh loại lên vội vàng xem xét lên dịch lao thân hình vài giây sau tiêu giật lông mày nhăn càng chặt hơn tại hắn trong cảm giác dịch lão căn bản sinh cơ đều không có chỉ là một cô băng lanh thi thể hắn là cái cao phẩm luyện dược sư sẽ không phán đoán sai lầm một bên nữ tử thấy thế phất phất tay một đạo bạch quang xuất hiện tại dịch lao trong cơ thể tiêu giật theo bạch quang cảm giác đi nhất thời phát hiện bạch quang có một vòng sinh cơ lực lượng chỉ là này bôi sinh cơ lực lượng cực kỳ yếu ớt yếu ớt có liền tiêu giật thực lực này tầng thứ người cũng hoàn toàn cảm giác không đi ra nếu đem một người sinh cơ so sánh một mảnh bao la hải dương như vậy hiện tại này một vòng sinh cơ lực lượng thì chỉ là trong hải dương một dòng nước có thể nghĩ này bôi sinh cơ yếu ớt đến hạng gì tình trạng như thế yếu ớt sinh cơ tiêu giật sững sờ ở chỗ cũ nữ tử nói khẽ sinh cơ không kể hết hủy diệt liền có một đường sinh cơ mặc dù yếu ớt nhưng ta đã vì ngươi đóng băng có hay không nên nằm chắc này tia sinh cơ quyền quyết định tại trên tay ngươi tiền bối có thể có biện pháp tiêu giật đối với nữ tử nặng nề mà thi lễ tiêu giật tự hỏi chính mình một thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư căn bản thuốc thủ vô sách dù cho bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư đoán chừng cũng không có cách nào nữ tử gật gật đầu nói biện pháp có như thế này báo cho ngươi nếu ngươi nguyện ý nghe Liên hiện tại dừng tay, đứng ở một bên. Vâng. Tiêu giật gật gật đầu. Hắn không tin liệt thiên kiếm cơ như vậy nhân vật chuyển kỳ hội lừa gạt hắn. Tâm tiên nguyên bản lửa giận cùng sắc ý, trong chớp mắt bị không hiểu kích động cùng vui sướng sở thay thế. Bắt đầu vốn định điều động băng loan kiếm lực lượng, cũng trong chớp mắt tàn đi. Tất cả vương đô trên không đầy trời tuyết rơi, trong khoảnh khắc tiêu tán. Hết thể khôi phục bình thường. Nữ tử hài lòng nhìn tiêu giật nhất nhãn, sau đó tiến lên trước một bước. lãnh khóc hai con ngươi, nhìn quét ở đây tất cả mọi người nhất nhãn. Hiện tại, cùng liệt thiên kiếm tông không quan hệ người, có thể thối lui. Quốc chủ đám người, biến sắc, kiếm cơ tiền bối, việc này. Nữ tử ngắt lời nói, a à, đối với quốc chủ, thiếu chút nữa quên một chuyện nhi. Kể từ hôm nay, liệt thiên kiếm tông, buông tha cho viêm vũ vương quốc quốc giáo danh hiệu. Võ đạo thánh địa bốn chữ, như viêm vũ vương quốc võ giả trong nội tâm vẫn tán thành, có thể tiếp tục đến đây kiếm tông bái sư học nghệ. Nếu không tán thành, từ hôm nay, liệt thiên kiếm tông phong sơn đóng cửa chính là tiền bối vạn không được a à. đoạn vân tông chủ đám người luôn miệng nói cơm miệng nữ tử quát lớn một tiếng tông chủ đám người sắc mặt đột biến khẽ cắn môi lại cuối cùng không nói thêm gì nữa quốc chủ tô trấn huyền phụ tử sắc mặt cũng là khẽ biến liệt thiên kiếm tông vung tha cho quốc giáo danh hiệu đây tuyệt đối đủ để cho tất cả viêm vũ vương quốc hãm vào chấn động hơn nữa võ đạo thánh địa bốn chữ tuyệt sẽ không bởi vì danh hiệu mà thay đổi gì. Truyền thừa vô số năm liệt thiên kiếm tông, tại tất cả viêm vũ vương quốc, có tuyệt vời địa vị. Viêm Long Đại Lục, cuối cùng là võ giả vi tôn. Thực lực, là áp đảo vương quyền phía trên tồn tại. Chúng ta đi. Quốc chủ khẽ cắn môi, lạnh lùng mắt nhìn tiêu giật, nhưng cũng chỉ có thể truyền đạt như vậy mệnh lệnh. Không quá nửa thưởng. Quốc chủ, Tô Trấn Huyền, Tô Bạch ba người, bao gồm thiên viêm vệ, dĩ nhiên rời đi. Cái khác tất cả thế lực lớn người, cũng nhao nhao rời đi. Hôm nay, vốn là Bạch Mạc Hàn cùng Nguyệt Phân Vũ ngày đại hôn. Toàn bộ vương đô cùng hạ. Mà hiển nhiên, hiện tại đây hết thảy đều không còn tồn tại. Nguyên gốc bản bản yến hội, từ lâu trong chiến đấu hóa thành một mảnh hỗn độn. Mặt khác, Bạch Mạc Hàn cũng đi theo quốc chủ đám người rời đi. Hắn biết rõ, Liệt Thiên Kiếm Tông đã không tha cho hắn. Đương nhiên, tông chủ cùng với các vị trưởng lão, vì vậy mà mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Thậm chí mặt mang phẫn uất mà nhìn nữ tử nữ tử liếc hắn nhóm nhất nhãn nói các ngươi không biết võ đạo chân ý là bực nào tồn tại ta giải thích cũng là vô dụng nhưng ta nói cho các ngươi biết viêm long đại lục một cái từ cổ trí kim không thay đổi chân lý chân lý đoạn vân đám người cho mày cái gì chân lý có thể tại viêm long đại lục từ cổ trí kim không thay đổi đáp án rất đơn giản nữ tử nhàn nhạt địa hé miệng phun ra bốn chữ thực lực vi tôn mà cũng không phải là thiên phú vi tôn vũ hồn vi tôn vũ đạo băng tinh vũ hồn hiệu quả người thiên lệnh được các ngươi thậm chí quên như thế nào đi đối đãi một việc bản chất trận to các ngươi ánh mắt xem cho rõ ràng tiêu giật năm nay chỉ có hai mươi tuổi nhưng hắn có thể đánh bại các ngươi đánh bại bạch mặc hàn đó là không tranh giành sự thật không cần cho ta nói cái gọi là khống hỏa thú vũ hồn tiêu giật hôm nay có thể làm được đây hết thảy chứng minh ngày khác đồng dạng có thể có lẽ tại các ngươi trong mắt bạch mặc hàn mấy chục năm lớn lên người mang trăm ngàn loại võ đạo đem cường đại đến không thể địch nổi vậy tiêu giật đâu này mấy chục năm hắn lại sẽ là như thế nào cao độ nói qua nữ tử không quan tâm tông chủ đám người mà là nhìn về phía tiêu giật hôm nay như vậy kết quả ngươi còn thỏa mãn nữ tử hỏi tông môn có thể vì ngươi làm có thể vì ngươi đòi công đạo tạm thời chỉ có những cái này tiêu giật gật gật đầu thỏa mãn hắn biết kiếm cơ tiền bối hôm nay chủ động bỏ đi quốc giáo danh hiệu là biến tướng địa đang cùng quốc chủ đám người tan vỡ mà này, xem như nàng đại biểu tông môn vì tiêu giật xuất một hơi. Tiên bối, ta chỉ muốn biết cứu dịch lão biện pháp. Tiêu giật cấp thiết nói. Nữ tử khẽ cười một tiếng, đi theo ta. Dứt lời, nữ tử vung tay lên. Tiêu giật, cùng với dịch lao thân hình, hư không tiêu thất ở chỗ cũ. chương 470, không phải là biện pháp biện pháp. Liệt thiên kiếm tông, phía sau núi, trong rừng trúc. kia vị trí trong lương đỉnh. Bạch đi nữ tử nhàn nhạt mà nhìn tiêu giật, một bên, bạch băng tuyết vì hai người ngâm vào nước một bình trà thơm sau đó bạch băng tuyết tự nhiên địa lui qua một bên khác chịu đựng nữ tử nhạt cười một tiếng tiểu tử không rõ tiền bối đang nói cái gì tiêu giật lắc đầu cấp thiết hỏi kính xin tiền bối trực tiếp báo cho tiểu tử cứu dịch lao phương pháp nữ tử nói khẽ tâm tính quả coi như không tệ khó trách thiên hành tiểu tử loại kia người kiệt ngạo, sẽ đối với người ưu ái có thêm nhưng nếu ngươi nhịn nữa thương thế càng thêm đọc lại sẽ rất phiền thoái tiêu giật lắc đầu không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí tiểu tử không việc gì hay là trước tiêu giật còn chưa có nói xong nữ tử bỗng nhiên một trưởng đánh tới thẳng tắp đánh vào tiêu giật phía sau lưng phốc tiêu giật mãnh liệt phun ra một ngụm tanh huyết thực sự không phải là nữ tử tổn thương hắn mà là trong cơ thể hắn vẫn cố nén lấy tụ huyết bị phun ra nữ tử nhỏ nhắn mềm mại thủ trưởng khoác lên tiêu giật sau lưng lông mày lần đầu nhíu chặt lên trong cơ thể kinh mạch thành tổ ong Lục phủ ngũ tạng đều bị xương lạnh trọng thương, huyết dịch tại hàn khí phía dưới gần như ngưng trệ. Như vậy thương thế, kêu không việc gì. Nữ tử biến sắc, là lúc trước Vương Đô trên không dị tượng phản vệ. Tuy ta không biết ngươi như thế nào làm ra như thế to lớn uy thế, nhưng ngươi bất quá địa nguyên cửu trọng tu vi, kia đều phản vệ, há lại ngươi có thể thừa nhận. Nữ tử từ trước đến nay bình thản thần sắc, biến thành ngưng trọng, trước chữa thương, về sau hỏi lại. Tiêu giật khe cắn môi, sau đó gật gật đầu, "Vâng." tiêu giật không có lãng phí thời gian bắt đầu địa khoanh chân ngồi xuống đại lượng đan dược xuất hiện tại trong tay hắn từng ngụm từng ngụm nuốt vào lúc trước hắn cùng vương đô tất cả đỉnh phong cường giả chiến đấu kỳ thật cũng không có chịu cái gì nghiêm trọng thương thế nhiều lắm là chỉ là vết thương nhẹ trung quy có được xưng thế gian lực phòng ngự tối cường hàn băng khải giáp hộ thân chân chính thương thế lai nguyên ở băng loan kiếm phản vệ hắn chỉ đem băng loan kiếm ngưng tụ ra mượn băng loan kiếm vô kiên bất tồi sắc bén là một chuyện nhi điều động băng loan kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng lại là mặt khác một lần nhi sự tình hiện nay phản vệ cùng năm đó ở tử vân ngoài thành đối phó mộ dung mặc giống như lúc khi đó chỉ là vô ý thức gây ra băng loan kiếm nội lực lượng vẫn là mình nhanh chóng phản ứng kịp lập tức tản đi bên trong lực lượng mới chỉ là trọng thương hôn mê tu vi rút lui kết cục băng loan kiếm nội lực lượng mạnh khác xa chính mình có thể điều khiển lần này là mình chủ động đi gây ra mà còn tướng uy thế đạt tới địa cực cảnh cái kia phạm trù mặc dù còn chưa khiến cho dùng đến tại cuối cùng khó khăn dừng nhưng kia đều phản vệ vẫn là đem trong cơ thể mình quay đến rối loạn nếu là thật sự đang khiến cho dùng đến sợ là phản vệ hội tăng thêm sự kinh khủng trở lại chuyện chính nửa ngày tiêu giật miễn cưỡng ổn hạ thương thế đứng lên nhìn thẳng nữ tử chờ trả lời nữ tử khép cười một tiếng nói tại ta trả lời ngươi vấn đề trước ngươi nói cho ta biết trước ngươi võ đạo chân ý khi nào đạt được võ đạo chân ý tiêu giật nhíu mày. Võ đạo chân ý bốn chữ, từ trước đến nay viêm long đại lục, hắn chưa từng nghe nói qua. Đó là hắn kiếp trước tu luyện hình ý ngũ tuyệt, nộ ra ý đồ đến cảnh. Xin hỏi tiền bối, như thế nào võ đạo chân ý? Tiêu giật hỏi. Ngươi không biết. Nữ tử khẽ to mày. Tiêu giật gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết mình hình ý ngũ tuyệt võ đạo chân ý. Nhưng, tại viêm long đại lục, võ đạo chân ý, lại là bực nào tồn tại? Nữ tử nói khẽ, vậy thì, võ đạo chân ý, đó là thiên nguyên cảnh cũng không thể biết được đồ vật ngươi một địa nguyên cảnh như thế nào biết được nữ tử bắt đầu trầm mặc suy tư một chút nửa ngày mới lên tiếng cái gọi là võ đạo chân ý liền là một loại hoàn chỉnh võ đạo mà cái gọi là võ đạo chính là thiên địa quy tắc lực lượng toán nữ tử bỗng nhiên lắc đầu ngươi hiện nay cảnh giới chưa tới ta cưỡng ép giải thích cho ngươi cũng là vô dụng tóm lại đó là một loại tiêu chí đối với thực lực không có trợ giúp hoặc là nói tại chính thức bước vào cực cảnh trước này đối với ngươi mà nói vô dụng vì sao tiêu giật nhữ mày hỏi nữ tử hồi đáp bước vào cực cảnh mới có được chân chính sử dụng võ đạo lực lượng thủ đoạn thiên nguyên cảnh lão bài cường giả lĩnh nộ kiếm thế đao thế đều là này lúc trước một cái quá trình kiếm thế đao thế chính là lấy bản thân võ đạo mượn mờ ảo vô tung thiên địa võ đạo lực lượng dùng cái này áp bách người khác mà đây là thiên nguyên cảnh lão bài cường giả tài năng lĩnh nộ thủ đoạn nghe liệt thiên kiếm cơ tiền bối hiện tại nói tựa hồ đến cực cảnh sẽ không còn là mượn mà là chân chính có thể điều khiển bản thân vốn có võ đạo nữ tử tiếp tục nói đây cũng là vì sao vương đô các đại cường giả nguyện ý vô điều kiện duy trì bạch mặc hàn nguyên nhân một khi bạch mặc hàn bước vào cực cảnh như lại người mang trăm ngàn loại võ đạo hắn có thể phát huy chiến lực, đem cực kỳ khủng bố đương nhiên hiện tại ta xem ra ngươi lại càng không lên tiêu giật gật gật đầu không có sâu hơn cứu cực cảnh về sau tu luyện vấn đề. Đều về sau lại suy tư không muộn. Tiền bối, xin báo cho cứu chữa dịch lao phương pháp. Tiêu giật chắp tay hỏi. Ư ừ, nữ tử gật gật đầu, lập tức lộ ra một kia không hiểu tiêu ý. Kỳ thật, biện pháp rất đơn giản. Đó chính là, người nỗ lực tu luyện, thành tựu vũ thần chi vị. Vũ thần, áp đảo trên trời đất, trưởng không thế gian võ đạo, điều khiển thiên địa luân hồi. Một khi ngươi trở thành vũ thần, phải cứu thiên hành tiểu tử, dễ như trở bàn tay tiêu giật biến sắc thần sắc trở nên ngốc trệ thành cựu vũ thần chi vị tiền bối thế nhưng là đang cùng ta đùa cợt hay hoặc là đang đùa ta tiêu giật sắc mặt trong lúc đó băng lánh đến cực điểm lúc trước hắn nguyện ý dừng tay là vì cứu dịch lão mà nữ tử hiện tại quả thực là nói nhảm nói cùng chưa nói đồng dạng người nào không biết vũ thần không gì không làm được người nào không biết vũ thần trưởng khống thiên địa nhưng viêm long đại lục ngàn vạn năm ai có thể chân chính đạt tới ta cũng không có cùng ngươi đùa cợt nữ tử chăm chú nói thiên hành tiểu tử hiện giờ tình huống ngươi rất rõ ràng vậy tia sinh cơ yếu ớt đến cơ hồ không tồn tại quả thật giống như mối bỏ biển tình như vậy huống căn bản thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả càng không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu hắn chứ thanh tiểu vũ thần chi vị người tiêu giật tâm tiên lửa giận lần nữa dấy lên vũ thần chi cảnh vốn là mờ ảo làm sao có thể đạt tới nữ tử nói khẽ người khác không được ngươi hoặc là có thể làm. Ngươi sự tích, đồng dạng so với đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Ngươi tổng có thể sáng tạo kỳ tích, hóa không có khả năng vì khả năng. Còn nữa, biện pháp ta đã cho ngươi, hơn nữa là nhất định có thể thành công biện pháp. Nếu ngươi không có bổn sự, được không vũ thần, kia cũng chỉ có thể trách chính mình vô dụng. Ngươi tiêu giật sắc mặt lạnh lẽo. Nữ tử tiêu tiếu, trong tay cứ thế xuất hiện một cực hàn chi vật, lập tức đem thả để dịch lao trên thân thể. Còn đây là cực băng thánh liên, có bao hàm hồn môi dưỡng phép hiệu quả. Nói qua, nữ tử vung tay lên, thật lớn một băng tinh chi hỏng quan tài xuất hiện. Còn đây là hàn tinh hỏng quan tài bằng băng, thiên hành tiểu tử chi thân thể đặt trong đó, có thể bảo vệ ngàn năm không hủ. Mà kia bôi sinh cơ, cũng đã bị ta đóng băng. Người đem có rất nhiều thời gian, hảo hảo tu luyện, chính là được không vũ thần, hoặc là ngày sau có thể tìm được cứu chữa thiên hành tiểu tử những biện pháp khác cũng không nhất định. Tiêu giật khẽ cắn môi, nếu ngay cả kiếm cơ tiền bối cũng không có cách nào, hắn cũng không còn phương pháp. Nhưng, bất kể như thế nào, dịch lao trung quy là có được cứu sống khả năng. Dù cho khả năng này lại mù mịt, tiêu giật cũng sẽ không buông tha cho. Tạ tiên bối. Tiêu giật hơi hơi thi lễ, vung tay lên, đem hàn tinh hỏng quan tài bằng băng thu vào càn khôn giới bên trong. Hắn có thể nhìn ra, vừa rồi kia gốc cực băng thánh liên, kia niên đại cùng phẩm dai, so với dược vương cốc kia gốc còn mạnh hơn. Tuyệt đối là liệt thiên kiếm cơ trên tay chân quý nhất trọng bảo nhất. Mặt khác, càn khôn giới, vốn là không thể đặt vật sống. Nhưng dịch lão hiện nay loại tình huống này, kỳ thật cùng chết không có khác nhau. Tuy rất khó tiếp nhận sự thật này, có thể tiêu giật cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể thất vọng địa xoay người, kéo lấy trầm trọng thân hình, chậm rãi rời đi. Tâm tình phức tạp mà xa suốt. Đợi đến tiêu giật xa xa rời đi. Trong lương đỉnh, nữ tử mới bỗng nhiên mãnh liệt phun ra một ngụm tanh huyết. Một bên bạch băng tuyết cực kỳ hoảng sợ, sư tôn, ngươi như thế nào? Nữ tử vây vây tay, nói, ta vốn tại bế sinh tử quan, cưỡng ép sớm xuất quan, chịu chút phản phệ gật bỏ, không quan trọng. Ngược lại là tiểu tử kia, Vương Đô đã không tha cho hắn, có mau chóng đưa hắn đưa đi mới phải. Nữ tử chặt chẽ địa nhìn trầm chằm tiêu giật phương hướng rời đi. Bạch Băng Tuyết kinh nghi nói, Sư tôn không phải đã nói, hắn có kinh khủng bảo vệ tánh mạng át chủ bài sao? Nữ tử lắc đầu, nói, Băng Tuyết, võ đạo cảnh giới, sở dĩ đem huyền cảnh, nguyên cảnh, cực cảnh, phân chia có rõ ràng như vậy, không phải là không có lý do tiểu tử kia hiện nay bất quá địa nguyên cửu trọng như cưỡng ép vượt qua hai cái đại cảnh giới hơn nữa một cái trong đó còn là tiến nhập cực cảnh này một phạm chủ như vậy át chủ bài nếu là dùng hắn không chết cũng tàn phế tiểu tử này tâm tính không sai trọng tình trọng nghĩa chỉ tiếc quá không muốn sống quá mức điên cuồng hắn cùng với quốc chủ đám người thù hận cũng đã thành không thể quay lại xu thế hắn bày ra thiên tư càng sợ người quốc chủ đám người liền càng muốn giết hắn cho thông khoái đem đưa cách thứ nhất rời đi chỗ thị phi này, thứ hai, có ta tọa trấn vương đô, quốc chủ đám người, không dám đơn giản rời đi vương đô. Trời cao đất rộng, hắn tại bên ngoài, tất có thể đạt được tốt hơn phát triển. Chương 471, duy nhất khúc mắc. Liệt Thiên kiếm tông, sớm đã vì tiêu giật an bài một chỗ vô cùng tốt phủ đệ, mà lại hưởng thụ trưởng lao đãi ngộ. Lúc này, tiêu giật phủ đệ bên ngoài, Bạch Y nữ tử đang cùng đại trưởng lao đứng ở trước cửa, sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử kia ở bên trong bao lâu? Bạch ý nữ tử trầm giọng hỏi. Đại trưởng lão cười khổ nói, chọn 5 ngày năm đêm, không ăn không uống, chỉ là đang ngẩn người. Bạch y nữ tử trầm giọng nói, để cho ngươi tìm người, tìm đến sao? ư ừ, Đại trưởng lão gật gật đầu. Trong phủ đệ, tiêu giật một người nhàn nhạt địa ngồi lên, tất cả phủ đệ im ắng một mảnh, bầu không khí trầm trọng có áp lực. Một đạo thân ảnh đung nhiên chậm rãi đi tới, đúng là Bắc Sơn quận liệt thiên kiếm phái đại trưởng lão, tiêu giật tiểu tử đại trưởng lão kêu một tiếng tiêu giật gật gật đầu không nói chỉ là không ngừng trầm tư đại trưởng lão nhăn cau mày nói tiểu tử ta nghe nói ngươi có chút hoang mang ngươi phải biết võ giả như trường kỳ ham vào loại này tâm tình hội dễ dàng sản sinh ma trướng thậm chí tâm ma đối với võ giả tu luyện rất là bất lợi không có nhiều lợi tiêu giật rốt cục tới hé miệng đại trưởng lão cau mày nói tối thiểu là tu vi không tăng võ đạo chi lộ chỉ trệ không tiến như dịch lao như vậy sao? Tiêu giật cắt đứt hỏi. Đại trưởng lão xứng sở, nhìn xem tiêu giật thần sắc cô đơn, cùng với phức tạp biểu tình, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày, đại trưởng lão mới mở một lần nữa nói, tiểu tử, ta biết ngươi tại tự trách. Nhưng kỳ thật, tiêu giật ngắt lời nói, nếu không phải ta khư khư cố chấp, không nên ép dịch lao hiện thân, há có thể nhương thành chuyện hôm nay. Há lại sẽ làm hại dịch lao hôn mê bất tỉnh, nguy tại sớm tối. Ai Đại trưởng lão thở dài, ngươi từ trước đến nay đạo tâm kiên cố. Loại chuyện này, ngươi mà nói, căn bản sẽ không để cho ngươi như thế hoang mang, như thế áp lực. Ngươi chỉ là không nên làm khó chính mình a. À. Làm khó? Tiêu giật thần sắc có chút cô đơn, ta chỉ là ăn ngay nói thật a. À. Ta một mực mưu toan cởi bỏ dịch lao khúc mắc, báo thủ cho hắn. Nhưng hiện giờ, khúc mắc chưa từng vì hắn cởi bỏ, ngược lại. Đại trưởng lão lắc đầu, trầm giọng ngắt lời nói, như ta cho ngươi biết, này vốn là thập nhất chính mình tuyển đường đâu này như ta cho ngươi biết thập nhất vốn hy vọng như thế đâu này ai đại trưởng lão lần nữa nặng nề mà thở dài vốn có một số việc ta không có ý định báo cho ngươi nhưng hiện tại xem ra ta không nói đúng không đi hả tiêu giật quay đầu nhìn thẳng đại trưởng lão đại trưởng lão trầm mặc suy tư về nửa ngày mới lên tiếng kỳ thật thập nhất khúc mắc từ lúc hồi lâu trước cải bỏ tiêu giật cau mày nói đại trưởng lão không cần gạt ta, bạch mặc hàn bất tử, thủ lớn chưa trả, dịch lao khúc mắc, làm sao có thể cởi bỏ. Không, ngươi sai. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Từ lúc ngươi vẫn còn ở Bắc Sơn Quận, ngươi đi đến Đông Hoàng Thú Triều. Cái kia khúc mắc cũng đã cởi bỏ. Hả? Tiêu giật như mày. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói, vậy, hắn nói với ta, với tư cách là sư phó, hẳn là truyền đạo thụ nghiệp. Hắn sớm đã an bài tốt hết thảy hắn thậm chí ý định tại ngươi từ đông hoang thú triều trở về trước rời đi kiếm phái sau đó tự mình hồi vương đô báo năm đó chi cứu chỉ là về sau ngươi tại đông hoang thú triều gặp chuyện không may tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chết hắn mới rời đi kiếm phái ra ngoài tìm ngươi hồi lâu sinh sôi chỉ hoan thời gian lại càng về sau ngươi hồi lâu không có tung tích hắn cũng buông tha cho liên ý định triệt để hồi vương đô báo thủ đại trưởng lao nói qua nhìn thẳng tiêu giật nói lại về sau sự tình, ngươi cũng biết, hắn vừa hồi Vương đô không lâu sau, Bắc Sơn quận bên kia liền truyền ra ngươi chưa chết tin tức. Thậm chí ngươi về sau kích hoạt kiếm chủ lệnh, làm cho tất cả liệt thiên kiếm tông phát sinh không nhỏ động tĩnh. Vậy, ngươi chưa chết, hắn liền lại bỗng nhiên buông tha cho báo thủ ý niệm trong đầu. Đợi đến ngươi hiện thân tại Vương đô, liền một mực ở ám đi theo ngươi. Đại trưởng lão một hơi đem sự tình nói xong, tiêu giật sắc mặt, có chút kinh ngạc, thì thào tự nói, truyền đạo thụ nghiệp an bài tốt hết thảy không sai đại trưởng lão gật gật đầu thập nhất cho ngươi kiếm khí ngươi một mực vô dụng a à? vâng tiêu giật trả lời một tiếng ngươi phóng xuất nhìn xem đại trưởng lão khẽ cười một tiếng tiêu giật nhũ mày đầu ngón tay ngưng tụ một đạo kiếm khí rồi đột nhiên mà sống chính là dịch lão kiếm khí ngươi cảm giác một phen nhìn xem đại trưởng lão nói tiêu giật nghe vậy nghe theo đây là hắn lần đầu chăm chú cảm giác dịch lão kiếm khí dịch lao kiếm khí, sắc thực rất mạnh. Hắn nhớ tới dĩ vãng dịch lao theo như lời nói như vậy này đạo kiếm khí, bất cứ lúc nào đất, cũng có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Tại tiêu giật cảm giác, này đạo kiếm khí uy lực, tuyệt đối vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Hả? Tiêu giật đống nhiên sắc mặt đại biến. Kiếm khí, chứ ẩn chứa mạc đại lực lượng, lại vẫn có một thứ gì đó. Đại tự tại kiếm đạo. Tiêu giật sắc mặt cả kinh. Không sai, kiếm khí ở trong, vẫn có dấu đại tự tại kiếm đạo một kia truyền thừa. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ là một tia thuộc về dịch lao kiếm đạo cảm ngộ. Trong chấp nhóm này, tiêu giật toàn bộ hiểu. Cái gọi là truyền đạo thụ nghiệp. Truyền đạo, tự nhiên là năm đó hắn không động huyền cảnh. Ở vào võ giả thoát phàm nhập đạo giai đoạn lúc trước, dịch lao truyền đạo, chỉ đạo hắn tu luyện. Thụ nghiệp, thụ chính là dịch lão một thân bổn sự, đại tự tại kiếm đạo. Tuy này tia kiếm đạo cảm ngộ chỉ có một tia. Nhưng, này lại tương đương với một hạt giống. Tiêu giật có được, có thể trực tiếp ngộ có đại tự tại kiếm đạo này một loại kiếm đạo. Đương nhiên, trình độ, đại khái vẫn chưa tới dịch lao vốn có kiếm đạo tri thức 1%. Thế nhưng là, sau này chính mình thông qua bản thân tu tập, lĩnh hội, kiếm đạo tiêu chuẩn tăng cường, liền có thể không ngừng đem đại tự tại kiếm đạo hoàn thiện. Cuối cùng có một ngày, sẽ đạt tới dịch lao cái kia tiêu chuẩn, thậm chí vượt qua chi. Lấy dịch lao tính cách, từ trước đến nay đều là, sư phó linh vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Mặt khác, tại Bắc sơn quận liệt thiên kiếm phái dịch lão lần đầu vì chính mình chuẩn bị những cái kia yêu thú nội đan cùng đại lượng thiên tài địa bảo kỳ thực chính là lễ bái sư kia bắt long phần hòa lô chính là xuất sư lễ dịch lão sớm liền an bài tốt hết thảy tiêu giật ánh mắt bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ nhàn nhạt địa nỉ non dịch lão một bên đại trưởng lão mở miệng nói hiện tại ngươi nên minh bạch lấy thập nhất bổn sự cùng thủ đoạn kỳ thật hắn sớm có thể trở về vương đô báo thủ đại không giết bạch mặc hàn chính mình lại đối mặt vương đô cường giả vô tận trả thủ đã chết ta thế nhưng là từ lúc hồi lâu trước lòng hắn kết đã cởi bỏ không nói đúng ra bạch mặc hàn sớm đã không phải là lòng hắn kết tại hắn nghĩ đến ngươi chết ở đông hoang thú chiều thời điểm hắn nản lòng thoai trí tại hắn thu được ngươi chưa chết tin tức vậy thì bắt đầu ngươi chính là hắn duy nhất khúc mắc đối với báo thủ hắn càng muốn ở trong tối yên lặng nhìn xem ngươi phát triển đại trưởng lao nói qua quát lớn ngươi hiện nay bộ dạng này bộ dáng, như hắn thấy, sẽ rất thất vọng à. Ta tiêu giật ngữ khí cứng lại, đống nhiên cười cười, đại trưởng lão nói giỡn. Tiểu tử bất quá nghỉ ngơi mấy ngày, trầm tư mấy ngày, như thế nào để cho dịch lao thất vọng. Vũ thần chi cảnh a, à? Tiêu giật nắm chặt nắm tay, nhãn tràn ngập kiên định, ta cuối cùng sẽ đạt tới. Còn nữa, có lẽ ngày sau có thể sớm hơn tìm được cứu tỉnh dịch lao phương pháp cũng không nhất định. Bước vào cực cảnh, sẽ có cường đại hơn thủ đoạn. Lấy ta bổn sự, chưa hẳn không thể. Tiêu giật khoe miệng, lần nữa liệt qua lại ngày nụ cười tự tin. Đúng vào lúc này, ngoài phủ đệ, bạch băng tuyết bước nhanh đi tới. Tiêu giật, sư tôn cho ngươi đi rừng trúc một chuyến. Hảo. Tiêu giật gật gật đầu. Chương 472, băng duyên đại hội. Dừng trúc, đình nghỉ mát vị trí. Kiếm cơ tiền bối. Tiêu giật đối với bạch đi nữ tử thi lễ. Lần mới gặp gỡ bạch đi nữ tử, bởi vì tâm hệ dịch lão, tiêu giật cũng không có tâm tình nghị chuyện khác lần này gặp lại tiêu giật không khỏi thấy có chút nhập thần nữ tử rất đẹp phải hình dung như thế nào đâu nhìn một lần cấp nhân cảm giác là kinh diễm đệ nhị nhãn là dung nhan tuyệt thế hạ hít thở không thông sướng đến làm cho người ta hít thở không thông bất kỳ khắc phái e rằng liếc mắt nhìn cũng lại chuyển nhìn không chuyển mắt dù cho mặt nàng mang theo không lanh ý dù cho phảng phất nhìn nhiều vài lần sẽ cho người toàn thân kết băng đương nhiên chân chính để cho tiêu giật kinh ngạc là vị này truyền nhân vật, sống mấy trăm năm. Nói đến tuổi thọ sự tình. Về cực cảnh phương diện, tiêu giật không rõ lắm. Nhưng người bình thường phương diện. Viêm long đại lục, thiên địa linh khí đầy đủ, người bình thường sống trăm tuổi không phải là việc khó. Mà bước vào động huyền cảnh, đã thoát phàm nhập đạo võ giả, lại càng là nhẹ nhõm có thể sống cái chừng trăm tuổi lấy. Thậm chí một ít tu vi thâm hậu nguyên cảnh võ giả, tuổi thọ còn có thể càng dài một ít. Đương nhiên, thế giới này, không đặc sắc, rồi lại không có nguy hiểm thành trí ra, hoang giao gia địa hổ lang gia thú nhiều không kể xiết đại sơn rừng rậm yêu thú hoành hành không có gì ngoài yêu thú giữa các võ giả vì rèn luyện vì tu luyện mà gặp được các loại nguy hiểm cũng vô số hoặc tầm thường vô vi bình thường cả đời thậm chí bị người khi nhục hoặc là đau khổ tu luyện võ đạo thành công danh chấn một phương hay hoặc là đồ vẫn lạc thậm chí chết này đại khái là thế giới này đại đa số người cả đời hoặc là vận mệnh trở lại chuyện chính Nữ tử nhạt cười một tiếng, nói: "Như vậy thẳng vào nhìn ta, làm cái gì?" A à, Tiêu giật mỉm cười, nói: "Chẳng qua là cảm thấy tiền bối rất đẹp a." À? A à, nữ tử nghiền ngẫm cười cười, "Theo ta được biết, ngươi bên cạnh xuất hiện qua xuất sắc nữ tử, nhiều không kể xiết. Mà ngươi, từ trước đến nay đối với mấy cái này sự tình không có nửa phần hứng thú. E rằng, ngươi vừa rồi trong lòng nghĩ, là vì sao ta lão yêu quái có thể sống lâu như vậy a?" À? Ách. Tiêu giật sắc mặt nhất thời xấu hổ nữ tử một tay chống cảm thản nhiên nói tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ sảng khoái tinh thần vẫn mang theo chút miệng lưỡi chân tru hôm nay ngươi tựa hồ đã nghĩ thông suốt rất nhiều tiêu giật tiếu tiếu nói vâng có một số việc nếu như không cưỡng cầu được suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng còn không bằng thay đổi hành động mấy ngày hôm trước tiêu giật vốn tại vì dịch lão sự tình mà tự trách mà nóng nổi mà khổ sở nhưng hắn nghĩ thông suốt hắn biết còn có một ít tại tánh mạng hắn không trọng yếu người đang chờ hắn thì như nàng thì như hắn hắn không có thời gian cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ hắn duy nhất có thể làm chỉ có không ngừng tiến lên nghĩ thông suốt hảo nữ tử nhàn nhạt địa cầm lấy chén trà mân miệng trà thơm tiêu giật hơi hơi kinh ngạc không biết vì cái gì tiêu giật đối với nữ tử một loại khác cảm giác là lười biếng đúng lười biếng vô luận là trước kia ra vào giường trúc hai lần xa xa quan sát còn là hôm nay đến đây thời điểm đều luôn là nhìn thấy nữ tử dựa vào lan can nghe thấy cầm chớp mắt mà khế hay hoặc là nhàn nhạt địa tại thưởng thức trà rất là mãn nguyện loại này lười biếng cấp nhân một loại rất cảm giác thoải mái cảm giác cũng là loại cảm giác này càng làm cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần không muốn rời mở trong mắt đương nhiên trước mặt nữ tử chính là một vị một kiếm có thể đẩy lui quốc chủ một câu có thể khiến tam đại cực cảnh cường giả lui cách trí cường giả tiêu giật cũng không dám làm càn mảy may hảo nói hồi chính sự lúc này nữ tử đặt chén trà xuống sắp mặt có chút chăm chú ta hôm nay gọi ngươi tới là có chuyện quan trọng ngươi có thể nghe nói qua băng duyên đại hội băng duyên đại hội tiêu giật khe như mày lập tức gật gật đầu băng duyên đại hội mỗi ba mươi năm một lần khắp nơi thiên tiêu chạy theo như vịt thậm chí rất nhiều thành danh đã lâu cửng giả đều nhao nhao tham gia đây là viêm long đại lục tối nổi tiếng xa gần việc trọng đại ư ừ, nữ tử gật gật đầu nói lần này băng duyên đại hội ngựa muốn bắt đầu đồng thời băng tâm thánh quả đúng vào lúc này xuất thế cố lần này băng duyên đại hội trước kia muôn thịnh lớn cũng kịch liệt nhiều lắm băng tâm thánh quả tiêu giật sắc mặt cả kinh lập tức vui vẻ không sai nữ tử gật gật đầu băng tâm thánh quả nơi cực hàn ngàn trăm năm khó gặp chi bảo đứng hàng cựu phẩm thiên tài địa bảo vinh dự thánh quả võ giả phúc chi tu vi tăng nhiều mà lại công hiệu rất nhiều tự không cần nhiều lời trọng yếu nhất là này thiên tài địa bảo có sinh tử thịt người xương trắng hiệu quả bên trong có được cực kỳ khổng lồ sinh cơ lực lượng hoàn toàn thích hợp nhất thiên hành tiểu tử hiện nay loại tình huống này đương nhiên nữ tử bỗng nhiên bữa bữa có thể hay không hữu hiệu ta không dám đảm bảo nhưng xem như ngươi có được cũng rất có ích lợi cho nên lần này băng duyên đại hội ngươi có thể muốn đi trước tham gia Nữ tử hỏi, đương nhiên, tiêu giật gật gật đầu, băng tâm thánh quả danh tự, hắn cũng biết, chính là trong thiên địa tối hiếm có thiên tài địa bảo nhất, sống ở nơi cực hàn, trăm ngàn năm mới kết quả, mà ở kết quả trước, hội một mực ở vào băng ngọn nguồn chỗ sâu nhất, cố, đảm nhiệm thực lực ngươi ngọc trời, nếu không cơ duyên cùng vật khí, gần như không có khả năng tìm được, chớ nói chi là đạt được, cho đến sắp thành thủ, mới có thể từ băng ngọn nguồn chỗ sâu nhất hiện thế, hấp thu thiên địa lực lượng, cuối cùng thành thủ bởi vì kia thành thục trước một mực ở vào băng ngọn nguồn chỗ sâu nhất chưa từng chịu thiên địa trọc khí ảnh hưởng lại một mực hấp thu băng thuộc tính tinh hoa lực lượng mà thành dài cố nó có được lấy gần như thế gian tinh khiết nhất lực lượng mà lại nó vốn là là thiên tài địa bảo chính là một thuộc tính cố nó vừa có cực kỳ khổng lồ sinh cơ lực lượng nói như vậy ngươi là đáp ứng đây nữ tử khẽ cười nói đáp ứng tiêu giật nhăn cao mày tiền bối có ý tứ gì Nữ tử chân thành nói, ta ý tứ là, ngươi đại biểu Liệt Thiên Kiếm Tông mà đi. Nói qua, nữ tử lấy ra một tấm lệnh bài, chính là Liệt Thiên Kiếm Tông kiếm chủ lệnh chủ lệnh. 30 sau kiếm chủ, tay cầm kiếm chủ lệnh, chỉ là tử lệnh. Chủ lệnh đều đặt tại kiếm tông ở trong. Mà nữ tử hiện nay tay cầm, chính là đại biểu Bắc Sơn kiếm chủ chủ lệnh. Đem ngươi khí tức rót vào kia, kích hoạt ngươi tử lệnh a." Nữ tử nói. Tiêu giật nguyên bản Bắc Sơn kiếm chủ lệnh, sớm lúc trước, bị tông chủ đám người thông qua chủ lệnh xóa đi tử lệnh khí tức cố hiện tại như lần nữa kích hoạt tiêu giật kiếm chủ lệnh chỉ có thể để cho tiêu giật một lần nữa rót vào chính mình khí tức tiến vào tiêu giật không có trực tiếp trả lời nữ tử mà chỉ nói theo ta được biết băng duyên đại hội bất kỳ võ giả đều có thể tham dự là như thế này không sai nữ tử gật gật đầu nhưng với tư cách là thế lực lớn có nhất định đặc quyền liệt thiên kiếm tông có được năm cái danh lệch có thể trực tiếp tham gia băng duyên đại hội nếu ngươi lấy danh nghĩa cá nhân hoặc là độc hành võ giả thân phận tham dự đem tăng thêm rất nhiều không tất yếu phiền thoái ta biết ngươi không muốn tiếp lệnh nhưng băng duyên đại hội hai tháng sau bắt đầu ngươi cảm thấy ngươi có thời gian trì hoan sao hoặc là nói ngươi có nguyện ý hay không gánh chịu ngoài ý liệu của ngươi ngoài ý muốn trì hoãn ngoài ý muốn tiêu giật cho mày nữ tử trầm giọng nói ta nhắc nhở ngươi băng tâm thánh quả chỉ này từng mai nếu là bỏ qua sợ là mấy trăm năm cũng không có duyên gặp lại. Còn là câu nói kia, quyền quyết định, tại tay ngươi. Chương 473, Phong Tuyết kiếm chủ. Tiêu giật nhíu mày suy tư về. Một bên Bạch Băng Tuyết nói, Băng duyên đại hội, 30 năm một lần, cực kỳ khó được. Vậy là một lần khắp nơi thiên kiêu tranh giành cái cao thấp cơ hội thật tốt. Vậy là một hồi tất cả Viêm Long đại lục đều nhìn chăm chú việc trọng đại. Cơ duyên gặp tại nơi cực hàn vô số. Dĩ vãng mỗi lần Băng duyên đại hội, người tham dự, tất cả đều thu hoạch rất nhiều hoặc là tu vi tăng nhiều hoặc là tìm được trọng bảo kém cỏi nhất cũng là kiến thức phóng đại như cơ hội này tiêu giật nếu ngươi không phải cái này danh lệch ta có thể cầu sư tôn cho người khác bạch băng tuyết vừa nói vừa nhìn hướng tiêu giật tiêu giật không nói hắn còn đang trầm tư lấy bạch băng tuyết nhăn cau mày đem ánh mắt nhìn về phía bạch đi nữ tử sư tôn ta nghe nói gần nhất này mấy tháng tử viêm nhiều lần xuất hiện tại vương đô liệp yêu điện đã không giống lúc trước như vậy cả ngày vô tung có lẽ nữ tử tiêu tiếu ngắt lời nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều lần này băng duyên đại hội liệp yêu điện mệnh lệnh rõ ràng bất kỳ tại chức nhân viên không phải tham dự như tử viêm muốn đi chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân cùng độc hành võ giả thân phận đi đến không có thế lực lớn thân phận cho dù là hắn đi cũng đem phiền phái quấn thân chúng ta liệt thiên kiếm tông danh lệch cũng cho không hắn bạch băng tuyết ngay vậy mặt một hồi thất vọng nữ tử khẽ cười nói còn nữa theo ta được biết hắn gần nhất lại xa ngút ngàn dặm không tin tức sợ là liệp yêu điện bên kia cũng khó có thể tìm đến hắn ngược lại là ngươi nữ tử nói qua nhìn về phía tiêu giật ta tố nghe thấy ngươi cùng tử viêm hướng có giao tình nếu là có thể đem hắn tìm đến một chuyến băng tuyết tâm tâm niệm niệm muốn gặp hắn một lần hồi lâu sư tôn ngươi nói bậy bạ gì đó bạch băng tuyết mặt một hồi thẹn thùng bất quá là hắn cứu băng tuyết một mạng băng tuyết muốn gặp hắn một lần a à. nói như vậy bạch băng tuyết còn là lộ ra chờ mong ánh mắt nhìn về phía tiêu giật tiêu giật lắc đầu nói cái này ta không rõ lắm ngươi hay là đi hỏi sư huynh của ta diệp minh a à. nói qua tiêu giật nhìn về phía nữ tử nói không biết tiền bối chỉ phiền thoái là cái gì nữ tử lắc đầu nói cái này khó mà nói ngươi liền biết tiêu giật lông mày thoáng chốc nhăn lên băng duyên đại hội ba mươi năm một lần khoảng cách quá lâu Tiêu giật không có kỹ càng rõ ràng qua, cũng là biết chi không rõ, chỉ biết cái đại khái. Băng duyên đại hội, tại nơi cực hàn cử hành. Nơi cực hàn, bao la vô biên, là một cái chân chính đất cằn sỏi đá, quanh năm tuyết rơi nhào nhào. Nơi cực hàn, cũng không tại viêm vũ vương quốc cảnh nội. Hoặc là, nói đúng ra, chỉ có một phần nhỏ địa phương, thuộc về viêm vũ vương quốc. Chính là băng tuyết thánh sơn, tuyết dực điêu nhất tộc chi địa. Băng tuyết thánh sơn, chính là viêm vũ vương quốc tối phương bắc sổ quận võ đạo thánh địa một đường hướng bắc đi xuyên qua băng tuyết thánh sơn liền là chân chính bước vào nơi cực hàn không ai biết nơi cực hàn có nhiều bao la chỉ chuyên môn luận diện tích này mảnh đất cằn sỏi đá thậm chí viêm vũ vương quốc vẫn còn lớn hơn nhưng trong này cũng không có quốc gia bởi vì là người bình thường căn bản vô pháp tại nơi này sinh hoạt mà chuyển biến thành là tông môn mọc lên san sát như rừng vô số mạnh mẽ đại tông môn cùng giáo phái đứng lặng kia cũng là nói đó là một cái chỉ có cường đại võ giả tồn tại địa phương nguy hiểm, tàn khốc, rồi lại càng thêm đặc sắc. Chỗ đó có được lấy vô số cơ duyên, gặp, thậm chí có một ít không ai biết cổ di tích. Bang duyên đại hội, chính là từ bên kia tông môn giáo phái, liên thủ cử hành. Mà lại hấp dẫn lấy khắp nơi thiên tiêu, khắp nơi võ giả, nhau nhau đi đến. Tiêu giật một mực trầm mặc, suy tư về. Nữ tử thấy thế, mở miệng nói, tiểu tử, ta biết ngươi không muốn tiếp lệ. Ngươi cùng tông môn giữa, còn có thật nhiều ngăn cách. Nhưng dứt bỏ những cái này bất luận, ngươi có liệt thiên kiếm ma truyền thừa có các thời kỳ tối cường kiếm chủ kiến thức võ đạo đây là không tranh giành sự thật các thời kỳ tối cường kiếm chủ tất cả đều là có trách nhiệm vì tông môn tìm kiếm bồi dưỡng tiếp nhiệm tối cường kiếm chủ ngươi chẳng lẽ muốn cho tối cường kiếm chủ danh xưng tại tay ngươi đoạn nếu là như vậy ngươi có thể không phụ lòng các thời kỳ tối cường kiếm chủ tiền bối này tiêu giật nhăn cao mày nửa ngày nói tiểu tử tiếp lệnh chính là tiêu giật tiếp nhận chủ lệnh đưa vào bản thân khí tức không bao lâu thân bác sơn kiếm chủ lệnh lần nữa bị kích hoạt nữ tử gật gật đầu lộ ra thỏa mãn nụ cười như không chuyện khác ngươi cùng băng tuyết hôm nay là được lên đường hả tiêu giật cau mày nói ta cùng bạch băng tuyết một chỗ lên đường đương nhiên nữ tử đương nhiên nói liệt thiên kiếm tông có năm cái danh lệch ngươi cùng băng tuyết chiếm hai cái mặt khác ba cái danh lệch người sở hữu tất cả đều là bên ngoài rèn luyện sau đó tông môn hội truyền tin cho ba người bọn họ ba người bọn họ hội chính mình đi đến băng duyên đại hội. Tiêu giật cao mày nói, thế nhưng là, tiểu tử thói quen độc lai độc vãng. Mặt khác, từ tiền bối ngươi tự mình mang bạch băng tuyết đi đến tham gia băng duyên đại hội, không phải là tốt hơn. Băng duyên đại hội, là một lần việc trọng đại. Khắp nơi thiên kiêu đi đến tham gia, tất có từng người thế lực trưởng bối cùng đi, lấy bảo vệ chu tru toàn. Trung quy nơi cực hàn không hời hợt chi địa. Ta đi không được. Nữ tử lắc đầu, thanh âm thanh đạm. Tiêu giật cho mày, nửa ngày, đối với nữ tử thi lễ tạ tiền bối hắn đương nhiên biết nữ tử đi không được nguyên nhân tiêu giật lần nữa thi lễ nói tiểu tử sau khi rời đi có thể hay không nhờ cậy tiền bối một chuyện nữ tử tiêu tiếu nói là ngươi gia tộc a vâng tiêu giật gật gật đầu cùng người thông minh nói chuyện từ trước đến nay không cần phiền thoái nữ tử gật gật đầu nói có thể tại ngươi trở về trước như gia tộc của ngươi có nửa phần tổn thất ta lấy mệnh của ngươi tiền bối nói quá lời tiêu giật chắp chắp tay liền chuẩn bị quay người rời đi đúng vào lúc này cô gái nói chậm đã hả tiêu giật hơi hơi nghi ngờ nói tiền bối còn có việc phân phó tiểu tử có cô gái nói lần này đi đến tham gia băng duyên đại hội một phải thu hoạch thứ nhất không phải đọa tông môn uy phong hai ta muốn nhờ cậy ngươi điều tra một chuyện chuyện gì tiêu giật hỏi nữ tử thanh đạm sắc mặt hóa thành chăm chú hỏi mấy chục năm trước đệ 23 đại tối cường kiếm chủ, tại nơi cực hàn chết, đến nay nguyên nhân cái chết không rõ. Chỉ còn lại bội kiếm cùng kiếm chủ lệnh phi hồi tông môn. Năm đó, tông môn từng phái đại lượng cường giả đi đến điều tra, lại không thu hoạch được gì. Cái gì? Tiêu giật biến đổi. Đệ 23 đại kiếm chủ, tên hiệu phong tuyết kiếm chủ. Tiêu giật cũng lĩnh hội qua hắn kiến thức võ đạo, người này trước khi chết, thế nhưng là một vị thiên nguyên đỉnh phong cường giả. Nữ tử trầm giọng nói, phong tuyết kiếm chủ khi chết, chính trực năm, nếu không phải bỗng nhiên chết, hiện giờ sớm là cực cảnh cường giả. Ta liệt thiên kiếm tông, há lại sẽ thời kỳ giáp hạt, dễ gây đói kém. Liên dược vương cốc kia nhóm thế lực, đều có hai vị cực cảnh, ta liệt thiên kiếm tông với tư cách là võ đạo thánh địa, lại làm sao có thể chỉ có ta một vị cực cảnh. Đương nhiên, nếu không phải phong tuyết kiếm chủ thần bí chết, ngươi không lớn lên tối cường kiếm chủ, lúc trước cũng không đến mức lăn lộn có thảm như vậy. Tiêu giật cười khổ một tiếng, nói, mấy chục năm trước sự tình, không tìm ra manh mối, tiểu tử như thế nào đi thăm dò người khác không được ta tin tưởng ngươi đi nữ tử chăm chú nói mười lăm năm trước sự tình lấy bạch mặc hàn kia đều tàn nhẫn thủ đoạn kín đáo tâm tư thêm tất cả vương đô cường giả vì kia che chở còn để cho ngươi cha cái cha ra manh mối huống chi việc này đương nhiên việc này chỉ là thuận tiện hết thể lấy băng duyên đại hội làm đầu vâng tiêu giật gật gật đầu mặt khác nữ tử lấy ra một phong thơ nói đây là ta tự tay viết thư người đem tia giao cho hắn làm tuyết dực điêu nhất tộc tộc trưởng băng tuyết thánh sơn bên trong võ giả hiếm khi rời khỏi tộc địa cùng thế lực khắp nơi cũng không có ân oán liên quan nhưng cùng ta liệt thiên kiếm tông giao tình rất sâu người đi trước bái kiến một phen nếu có cần bọn họ hội dốc sức giúp ngươi vâng tiêu giật tiếp nhận tín quay người rời đi đông nhiên tiêu giật manh liệt dừng bước lại xoay người hỏi xin hỏi tiền bối nơi cực hẳn còn có tông môn hoặc là thế lực, liệt thiên kiếm tông mạnh mẽ. Nữ tử sững sở, lập tức lộ ra không hiểu tiêu ý, ngạo nghê nói, không có. Tiêu giật nhăn cao mày, trung quy cảm giác nữ tử tiêu ý có chút lạ. Nhưng vẫn gật đầu, chết để rời đi. chương 474, băng tuyết quận. Sáng sớm hôm sau, dương trúc đỉnh nghỉ mát vị trí. Điện thoại đầu em mở vo giờ tờ vê đút. Tiêu giật cùng bạch băng tuyết, đang cùng nữ tử cáo lấy đường. Hai người vốn là hôn qua nên rời đi nhưng hôm qua bạch băng tuyết lại vừa gặp tu vi đột phá liền dư thừa một ngày lúc này tiêu giật lấy ra một vật chắp chắp tay nói cái này hàn băng khải giáp trả lại tại tiền bối hàn băng khải giáp tự nhiên là tiêu giật hôm qua cởi, mà cũng không phải là hiện tại trước mặt mọi người cởi. thứ này lực phòng ngự tuy mạnh nhưng đối với tiêu giật mà nói kỳ thực công dụng không lớn lấy hắn hiện giờ thực lực nếu không phải có thể giết hắn người có hay không hàn băng khải giáp hộ thân đều giết không hắn nếu là có thể giết hắn người, toán có Hàn băng khải giáp hộ thân, như cũ có thể giết hắn. là như thế, còn không bằng trả lại nữ tử, hoặc là cho bạch băng tuyết hộ thân sử dụng. nữ tử tựa hồ nhìn thấu tiêu giật suy nghĩ, nói khẽ, cầm lấy a, Hàn băng khải giáp là tặng cho ngươi, chính là ngươi. về phần băng tuyết, nàng khác có hộ thân chi vật, này tiêu giật khẽ nhíu mày, cầm lấy. nữ tử chân thành nói, tin tưởng ta, Hàn băng khải giáp có thể cứu mạng ngươi. Không đợi tiêu giật nói cái gì đó, nữ tử khoát tay một cái nói, hảo, không có việc gì, hai ngươi lập tức lên đường đi. Vâng, tiền bối. Tiêu giật thi lễ, cùng bạch băng tuyết nhất đạo, quay người rời đi. Đúng vào lúc này, nữ tử cuối cùng dặn dò, tiêu giật, mặc dù lấy ngươi hiện giờ thực lực, ta cũng không quá lo lắng nhiều chỗ, nhưng chớ để khinh thường thiên hạ quân hùng, băng duyên đại hội ngươi mà nói, là một lần không nhỏ khiêu chiến, chớ đại ý. Vâng. Tiêu giật gật gật đầu cáo biệt nữ tử tiêu giật cùng bạch băng tuyết lập tức lên đường nhưng mà vừa rời tông không lâu sau cự ly vương đô bên ngoài cách đó không xa một đạo thân ảnh đống nhiên ngự không bay tới ngăn lại tiêu giật dạ tu thống lĩnh tiêu giật nhăn cao mày người tới chính là dạ tu tiêu giật thống lĩnh dạ tu vừa nói một câu tiêu giật ngắt lời nói dạ tu thống lĩnh ta đã không phải là viêm vũ vệ xưng tên của ta là được mặt khác ta cũng không biết là ta với ngươi còn có cái gì đâu có tiêu giật sắc mặt có chút lạnh lùng dạ tu thở dài nói ngày đó ngươi tới viêm vũ vệ tổng bộ từng nói ngươi lấy hảo hữu thân phận tới thăm ta được hay không hôm nay dạ mẫu người cũng lấy hảo hữu thân phận tới tìm ngươi phiếm vài câu có thể thực hiện có thể tiêu giật gật gật đầu lướt qua viêm vũ vệ tầng này thân phận tiêu giật cùng dạ tu vẫn có nhất định giao tình lúc này dạ tu mắt nhìn một bên bạch băng tuyết bạch băng tuyết gật gật đầu rất thức thời địa ngự không bay đến xa xa. Tiêu giật nhăn cao mày, nói, dạ tu thống lĩnh hôm nay tìm ta, đến cùng chuyện gì? Dạ tu hồi đáp, phụng đại thống lĩnh chi mệnh, đến đây hỏi ngươi. Dạ tu bữa bữa, nói, có thể hay không triệt để dừng tay? Như thế nào triệt để dừng tay? Tiêu giật sắc mặt, càng lạnh lùng, hỏi ngược lại. Dạ tu hồi đáp, đại thống lĩnh ý tứ là, cùng bạch mặc hàn nắm tay giảng hòa. Đương nhiên có thể. Tiêu giật cười nói. Thật đúng dạ tu cả kinh lập tức sắc mặt vui vẻ nhưng tiêu giật câu tiếp theo lại làm cho sắc mặt hắn khó coi lấy bạch mặc hàn thi thể ta cùng với hắn nắm tay nắm cái đủ tiêu giật thanh âm trong lúc đó trở nên băng lánh đến cực điểm tiêu giật ngươi dạ tu khó thở tiêu giật âm thanh lạnh lùng nói nửa câu không hợp dạ tu thống lĩnh không cần nhiều lời dứt lời tiêu giật lắc đầu xoay người chuẩn bị rời đi sau lưng dạ tu âm thanh lạnh lùng nói tiêu giật ngươi biết được ta cùng với đại thống lĩnh chỉ là vì muốn tốt cho ngươi. Quốc chủ thủ đoạn, đối với ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Quốc gia này chủ nhân, cuối cùng là quốc chủ. Nếu ngươi không chịu thỏa hiệp, hậu quả khó liệu. Tiêu giật không có quay đầu, thậm chí không có dừng bước lại. Thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt đi đến bạch băng tuyết bên người. Hai người ngự không rời đi. Một đường phi hành, hai người liền vượt qua tất cả quận. Một tuần, rốt cục tới đi đến băng tuyết quận. Sự thật, như tiêu giật một mình chạy đi, tốc độ đem nhanh rất nhiều trở lại chuyện chính băng tuyết quận cùng hỏa diễm quận chính là viêm vũ vương quốc một bắc một nam hai cái tối biên giới chi quận phân biệt tọa lạc lấy băng tuyết thánh sơn hỏa diễm thánh sơn lượng toàn núi lớn cũng đồng dạng đứng lặng lấy băng tuyết thánh giáo hỏa diễm thánh giáo hai đại võ đạo thánh địa chỉ bất quá hai người ai mạnh ai yếu ngược lại là khó nói băng tuyết thánh sơn chính là tuyết rực điêu nhất tộc tộc địa mà băng tuyết thánh giáo thì là mấy trăm năm trước từ tuyết Dực điêu nhất tộc sáng lập nhưng trong đầu còn có đến từ chính nơi khác tu luyện băng nhất đạo vũ người bất quá đối với hỏa diễm thánh giáo trắng trận thu đồ đệ băng tuyết thánh giáo thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc lúc này hai người mới vừa tiến vào băng tuyết quận rõ ràng cảm giác được bên này khí hậu cực kỳ băng lãnh đường người đi đường tất cả đều áo lông khoác trên vai thân lại tiếp tục xâm nhập đại khái đi đến bộ quận đô phụ cận đã bắt đầu xuất hiện phiêu tuyết tiếp tục hướng bắc đi càng sâu nhập phiêu tuyết càng lớn phía sau càng thêm băng lãnh. Mặt khác, theo tiêu giật biết, băng tuyết quận, chừng hơn 300 thành, diện tích cực kỳ bao la. Đây là viêm vũ vương quốc cảnh nội chiếm diện tích phổ biến nhất một quận. Đợi đến hai người tới băng tuyết quận tối biên giới vài tòa đại thành. Bên này đã là băng thiên tuyết địa, bốn phía trang xóa một mảnh. Lúc này, tiêu giật dừng lại phi hành bước chân. Một bên bạch băng tuyết cau mày nói, như thế nào dừng lại. Những ngày này cùng nhau chạy đi, tiêu giật dần dần biết được bạch băng tuyết tính cách. Người này, là một băng mỹ nhân. Như không chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng có thể một ngày không để ý ngươi. Toán chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng cũng sẽ không nhiều nói hai câu. Quả thật người cũng như tên, tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, cực giống khối băng. Đương nhiên, tiêu giật vui vẻ như thế. Lúc này, tiêu giật hồi đáp, này thành có một tòa liệp yêu điện, ta hạ xuống tra chút tư liệu. Tra cái gì? Bạch băng tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hỏi. Tiêu giật nhún nhún vai, nói, tiếp qua mấy thành, liền đến băng tuyết thánh sơn rời đi băng tuyết thánh sơn không còn là viêm vũ vương quốc cảnh nội bên này tình huống bên ngoài tình huống người rõ ràng sao khó hiểu bạch băng tuyết lại chăm chú hồi đáp ta chưa từng tới băng tuyết quận nói nhảm tiêu giật trợn mắt chừng một cái ta đương nhiên biết người chưa từng tới cho nên ta mới chịu đi liệp yêu điện mua chút tin tức liệp yêu điện trải rộng thiên hạ tin tức năng lực tương đối kinh khủng mà những tin tình báo này liệp yêu điện nhân viên có thể vô điều kiện tìm đọc. Đương nhiên, càng cao cấp tin tức, cần thiết quyền hạn càng cao. Mà không phải là liệp yêu điện nhân viên, chọn đọc tài liệu tin tức, thì cần phải trả nhất định tiền tài. Càng cao cấp tin tức, càng quý. Hơn nữa, không liệp yêu điện nhân viên, có thể chọn đọc tài liệu tin tức đẳng cấp, chỉ có phân điện chủ quyền hạn phía dưới tin tức. Phân điện chủ quyền hạn lấy tin tức, ngoại nhân xuất lại giá cao, đều cấm chọn đọc tài liệu. Dứt lời, tiêu giật rơi xuống thân ảnh, hướng phụ cận liệp yêu điện mà đi sau nửa canh giờ tiêu giật trở về tay vẫn cầm lấy hai kiện ngự tuyết áo choàng thứ nhất món đưa cho bạch băng tuyết bạch băng tuyết không có tiếp cau mày nói người ta chính là địa nguyên cảnh võ giả một thân tu vị nóng lạnh bất sâm muốn những cái này chống lạnh quần áo làm cái gì tiêu giật nói khẽ như thế này chúng ta phải ở băng tuyết thánh sơn bên cạnh băng tuyết thành rơi xuống chúng ta mặc như vậy đơn bạc người tin hay không hạ xuống lập tức bị người đương quái vật chỉ trỏ hả bạch băng tuyết mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu hai người một đường ngự không bay tới quần áo giống như tại vương đô bên kia thì đơn bạc quần áo và trang sức mà băng tuyết quận bên này băng thiên tuyết địa mỗi người áo đông ra thân đi ra ngoài ít không ngự tuyết áo choàng dù cho võ giả cũng đồng dạng lấy bên này băng tuyết trình độ nếu không phá huyền cựu trọng lấy tu vi căn bản vô pháp bỏ qua bạch băng tuyết tiếp nhận áo choàng lạnh lùng nói sư tôn từng nhiều lần tán dương ngươi từ trước đến nay quan sát nhập vi hành sự cẩn thận Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Tiêu giật biểu môi, nói, quan sát nhập vi ngược lại không đến mức, chỉ là vừa rồi đi liệp yêu điện, đã bị người đường quái vật chỉ trỏ hồi lâu. Ách! Bạch băng tuyết sướng sở. Tiêu giật nói, nói hồi chính sự. Khó trách kiếm cơ tiền bối muốn chúng ta tiến nhập nơi cực hàn trước, đi trước bái phòng một phen tuyết rực điêu nhất tộc. Nếu không bọn họ hỗ trợ, chúng ta e rằng vô pháp đi đến nơi cực hàn tham gia băng duyên đại hội. Hả? Bạch băng tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc chương 475, trên cao cấm địa băng tuyết thành chính là viêm vũ vương quốc phương bắc cái cuối cùng đại thành thì mọi người tìm tòi nhìn tối toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết nó cũng không phải là băng tuyết quận của đô chỉ là bởi vì nó tại băng tuyết thánh sơn bên cạnh lúc này tiêu giật cùng bạch băng tuyết hai người đã ở băng tuyết dưới thánh sơn lạnh quá bạch băng tuyết nhũ mày hai người đứng băng tuyết dưới thánh sơn rõ ràng cảm giác được một cố vượt xa lúc trước gấp mười lấy lanh ý Tiêu giật mắt nhìn chỗ này nguy nga tuyết sơn, hít sâu một hơi. Sớm lúc trước tại vài tòa đại thành bên ngoài ngự không lúc phi hành, đã xa xa có thể thấy được chỗ này tuyết sơn. Khi đó, dù cho cách cực cự ly xa, tại nhãn, tuyết sơn như cũ to lớn không. Hiện tại đến trước mặt, tuyết sơn chi to lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Cái nhìn kia nhìn không thấy đích, xuyên thẳng tầng mây đỉnh núi. Kia hai đầu xem không quá thân núi, phảng phất thấy bạch sắc cự tưởng, vật che chắn lấy hai cái thế giới theo liệp yêu điện mua được tư liệu ghi lại băng tuyết thánh sơn chính là viêm vũ vương quốc tối phương bắc biên giới kia kéo dài qua tại băng tuyết quận tối biên giới vị trí tự nhiên to lớn không đi thôi tiêu giật nhàn nhạt địa nói một tiếng tỷ lệ trước tiên khởi hành bạch băng tuyết vội vàng cùng hai người không ngừng bay vọt càng là hướng đi kia băng lãnh càng kinh khủng thậm chí còn còn chưa tới sườn núi vị trí dĩ nhiên phong tuyết vây quanh thấu xương gió lạnh đập vào mặt không bao lâu đương hai người tới sườn núi vị trí nơi này đầu lãnh ý đông lạnh tận xương thủy nếu không địa nguyên cảnh lấy tu vi tuyệt đối vô pháp bình yên đứng thẳng chỉ cần kịch liệt gió mạnh có thể đem người thổi chúng nửa bước khó đi lại tiếp tục đi tới đương đi đến sườn núi lại cao một chút vị trí bạch băng tuyết đã nhữ mày nhận được ở sao tiêu giật nhàn nhạt hỏi vấn đề không lớn bạch băng tuyết lạnh lùng nói đoán chừng lại bước tới không xa muốn bắt đầu điều động một chút nguyên lực hộ thân Lấy ta tu vi, thực lực toàn bộ triển khai, đến đỉnh núi không thành vấn đề. Băng Tuyết Thánh Giáo, ở vào Băng Tuyết Thánh Sơn đỉnh núi. Tiêu giật gật gật đầu, tiếp tục bước tới. Căn cứ Liệp yêu điện tư liệu biểu hiện. Băng Tuyết Thánh Sơn, ở vào nơi cực hàn biên giới. Vừa vặn cùng Viêm Vũ Vương quốc tiếp giáp, cũng bị Viêm Vũ Vương quốc nhét vào cảnh nội. Theo lý thuyết, biên giới vị trí hẳn là không đến mức quá mức băng lãnh mới đúng. Nhưng, chẳng biết tại sao, chỗ này nguy nga tuyết sơn băng lãnh trình độ chân chính bước vào nơi cực hẳn càng nghiêm trọng hơn. Có đồn đại nói, băng tuyết dưới thánh sơn, chính là tuyết mạch chi địa. Thế nhưng thật không nữa như thế, không được biết. Tối thiểu bên này liệp yêu điện, cũng không kỹ càng tư liệu, cũng cũng không thể tra rõ ràng. Trở lại chuyện chính. Hai người bay nhanh lấy. Đúng vào lúc này, lượng đạo thân ảnh bỗng nhiên từ phong tuyết hiện thân. Người đến người phương nào. Gan dám xông vào băng tuyết thành giáo. Hai cái thân mặc bạch sắc mau áo lông nam tử quát lạnh một tiếng chúng ta là liệt thiên kiếm tông đệ tử bạch băng tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng nói liệt thiên kiếm tông đệ tử hai người nam tử nhăn cau mày nói còn có bằng chứng tiêu giật lấy ra bắc sơn kiếm chủ lệnh hai người nam tử liếc mắt nhìn nói kiếm chủ lệnh sau đó hai người liếc nhau một người quay người rời đi một người thì đối với tiêu giật cùng bạch băng tuyết chắp chắp tay nói nguyên lai là kiếm tông đệ tử hai vị tạm thời chờ một chốc chúng ta có hướng sơn môn chấp sự thông báo một tiếng tiêu giật gật gật đầu không bao lâu một vị bạch di nam tử cứ thế mà hiện thỉnh cầu các hạ tái xuất bày ra một lần kiếm chủ lệnh kia nam tử nói tiêu giật tái xuất bày ra một lần nam tử gật gật đầu nói quả thật là kiếm chủ lệnh hai vị hẳn là muốn đi trước nơi cực hàn tham gia băng duyên đại hội a à? đúng vậy tiêu giật gật gật đầu nam tử cười nói không hổ là đại biểu kiếm tông tham gia băng duyên đại hội đệ tử giáng tại không có tông môn trưởng bối dẫn dắt điều kiện tiên quyết một mình đi đến hẳn là trong tông thiên kiêu a đến đây đi theo ta đỉnh núi nam tử nói qua thiên phong dẫn đường kỳ quái là nam tử dẫn đường xung quanh phong tuyết đúng là tự động tản ra mấy mét bên ngoài giữ dằn gió mạnh hòa phong tuyết vô pháp lại xâm nhập tiêu giật hai người tại tiêu giật cảm giác vị này nam tử cũng là sơn môn chấp sự tu vi tại địa nguyên ngũ trọng nếu không đoán sai hẳn là băng tuyết thánh giáo người nắm giữ lấy một loại cực kỳ cao siêu điều khiển phong tuyết phương pháp kỳ thật cũng đương nhiên trung quy băng tuyết thánh giáo tọa lạc ở băng tuyết thánh sơn mấy trăm năm tự nhiên có trong giáo cường giả sáng chế như thế thủ đoạn lấy thuận tiện giáo nội đệ tử chấp sự xuất nhập thánh sơn trong ngoài không bao lâu sơn môn chấp sự dừng lại dẫn đường bộ pháp tiêu giật nhăn cao mày nơi này đại khái chỉ ở tuyết sơn hai phần ba cao độ cự ly tuyết sơn chi đỉnh còn có một đoạn không nhỏ cao độ sơn môn chấp sự cười nói hai vị đến đây là muốn mời ta băng tuyết thánh giáo tuyết dực điêu nhất tộc võ giả giúp đỡ các ngươi phi hành chạy đi à? vâng tiêu giật gật gật đầu sở dĩ nhất định phải đến băng tuyết thánh giáo là vì bước vào nơi cực hàn mấy ngàn dặm nơi cực hàn hoàn cảnh sẽ thay biến mấy ngàn dặm trong phạm vi không có ảnh hưởng gì mà mấy ngàn dặm phạm vi chính là đóng băng vạn dặm phong tuyết như đẩy trời lông ngỗng mà lại đem sẽ xuất hiện cực hàn yêu thú quá mức khó đối phó mà trọng yếu nhất là mấy ngàn dặm phạm vi trên cao sẽ xuất hiện cực hàn gió mạnh nếu không thiên nguyên hậu kỳ lấy cảnh giới tu vi đem vô pháp ngự không phi hành bình thường thiên nguyên cảnh võ giả như cương ép ngự không đem tại kia cực hàn gió mạnh hạ sống không qua một lát sẽ đông thành tượng băng sau đó hóa thành vụn băng bột mịn cực kỳ hung hiểm liệp yêu điện tư liệu đối với nơi cực hàn tường thuật tóm lược chỉ có hai câu nói mặt đất là yếu tiểu võ giả bại tha ma trên cao là cường đại võ giả cấm điện yếu tiểu võ giả vô pháp ngự không đem đối mặt nơi cực hàn vô số cực hàn yêu thú. Đơn giản mà nói, nơi cực hàn, sự thật cực giống một tòa yêu thú xâm lâm. Chỉ bất quá chỗ này yêu thú xâm lâm tràn ngập băng thiên tuyết địa, mà lại càng thêm hung hiểm. Mà cường đại võ giả, chỉ cần còn chưa bước vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ, vô pháp ngự không, nơi đó là một mảnh cấm địa. Đương nhiên, thiên nguyên cảnh võ giả, như tại mặt đất hành tẩu, vẫn có nhất định tính an toàn. Nhưng cho dù là thiên nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, có thể ngự không, như cũ không là một trăm phần trăm an toàn càng là xâm nhập nơi cực hàn xuất hiện cực hàn gió mạnh hội càng cường đại thậm chí cất giấu không biết nguy hiểm nếu muốn chân chính tại nơi cực hàn bình yên hoành hành có lẽ phải hơn có đỉnh phong cường giả thực lực thậm chí càng mạnh bất quá này kia có một cái dị số chính là tuyết dược điêu nhất tộc tuyết dược điêu từ trước đến nay là thiên không bá chủ tuyết dược điêu vũ hồn người sở hữu thì là ngự không vương giả dù cho chỉ có địa nguyên cảnh cũng đủ để tại nơi cực hàn trên cao hành hành không trở ngại, trôi qua tự nhiên. Đây cũng là tiêu giật đặc biệt đến băng tuyết thánh giáo một chuyến nguyên nhân. Đương nhiên, bản thân tuyết dực điêu nhất tộc cũng có làm cái này sinh ý. Viêm vũ vương quốc bên trong võ giả, nếu không đầy đủ thực lực cùng nắm chắc, cũng sẽ đến đây tìm tuyết dực điêu nhất tộc hỗ trợ. Chỉ là cần phải trả thù lao là. Mà tiêu giật bản thân, kỳ thật có thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cường giả thực lực. Nhưng thực lực về thực lực, cảnh giới không đủ, chỉ có địa nguyên cựu trọng tu vi cũng không tương ứng thủ đoạn như cưỡng ép tại cực hàn gió mạnh ngự không phi hành không phải không đi nhưng giá lớn là nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể nguyên lực tại nơi cực hàn bực này nguy hiểm địa phương tùy ý tiêu hao nguyên lực cũng không phải là cử chỉ sáng suốt chương bốn trăm bảy mươi sáu không hiểu để ý lúc này hai vị niên vũ giả đang đứng tại sơn môn chấp sự bên cạnh khuôn mặt có chút lãnh đạo hai người này chính là tuyết dực điêu nhất tộc chấp sự địa vị cao hơn băng tuyết thánh giáo chấp sự. Âu Dương chấp sự, ngươi là đang nói đùa sao? Hai cái niên vũ giả sủi cười một tiếng. Để ta mang hai cái này miệng còn hôi sữa hậu sinh phi hành. Ngươi có phải hay không vong ngã nhóm tuyết dực điêu nhất tộc quý củ. Vị kia lúc trước dẫn đường sơn môn chấp sự, họ Âu Dương. Vừa rồi Sở Dĩ bỗng nhiên dừng lại, là vì gặp được hai cái tuyết dực điêu chấp sự. Cũng nói rõ tình huống. "Ách, này Âu Dương chấp sự lúng túng nói, hai vị chấp sự đường đội Ta tự nhiên biết Tuyết Dực Điêu nhất tộc quý củ. Nhưng, này lưỡng vị trẻ tuổi là kiếm tông đệ tử, tu vi không tầm thường, thực lực hơn người. Tuyết Dực Điêu nhất tộc, từ trước đến nay mỗi cái cao ngạo. Nếu muốn để cho bọn họ nguyện ý mang ngươi, trừ cho thù lao, còn muốn đánh bại bọn họ, đạt được bọn họ tán thành. Đây là Tuyết Dực Điêu nhất tộc quý củ. Kiếm tông đệ tử thì như thế nào? Hai cái Tuyết Dực Điêu chấp sự trêu tức cười cười. Còn không phải muốn cầu cạnh chúng ta Tuyết Dực Điêu nhất tộc. Nói không chừng, còn chưa hẳn có chúng ta tuyết rực điêu nhất tộc thiên tiêu nha hai cái tuyết rực điêu chất sự một bộ vênh váo hung hăng thái độ tiêu giật lắc đầu cũng không tính so đo hắn biết đây là tính cách sở nhưng a à. phi cầm yêu thú một loại vũ hồn người sở hữu phần lớn kiệt ngạo không cố kỵ ngạo khí cực kỳ ai ngờ bạch băng tuyết lại cả giận nói chỉ là hai cái địa nguyên lục trọng cũng dám thả này khoác lác khinh thường ta kiếm tông nha tiểu nữ hoa thật lớn sinh khí a à. hai cái niên vũ giả cười lạnh một tiếng cũng thế đã các ngươi là kiếm tông đệ tử chắc hẳn cũng có chút buồn sự như các ngươi có thể đánh bại chúng ta chúng ta miễn phí mang các ngươi đi băng duyên đại hội nếu là ngươi nhóm bại kia lập tức xéo ngay cho ta có dám hay không tuyết dược điêu nhất tộc võ giả trừ cực kỳ ngạo khí vẫn cực kỳ hiếu chiến chả lẽ lại sợ ngươi bạch băng tuyết quát lạnh một tiếng hai cái niên vũ giả nghe vậy trong chớp mắt xuất thủ thứ nhất người công hướng bạch băng tuyết tên còn lại thì nhìn về phía tiêu giật nói ta cũng không lấn hai người các ngươi hậu sinh người xuất thủ trước ca tiêu giật nhún nhún vai nói ta ta ở một bên nhìn xem hảo hai cái địa nguyên lục trọng gạt bỏ bạch băng tuyết toán một người cũng có thể nhẹ nhõm đối phó chớ nói chi là là một đôi một nàng thế nhưng là địa nguyên thất trọng tu vi bản thân kiếm tông đệ tử chiến lược hơn người có vượt cấp chiến đấu chi lực chớ nói chi là nàng chính là liệt thiên kiếm cựu đệ tử quả nhiên chiến đấu khai hỏa nhanh hơn cũng chấm dứt nhanh hơn Kia niên vũ giả, tại Bạch Băng Tuyết tay, lại không thể đi qua 10 chiêu liền đã bị thua. Bạch Băng Tuyết một kiếm chống đỡ tại niên vũ giả cổ họng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại nói cho ta biết, kiếm tông đệ tử như thế nào?" Tông môn, giáo phái nhóm thế lực đệ tử, lực ngưng tụ tương đối cao, mà lại thế lực càng mạnh, đệ tử đối với tông môn lòng trung thành, tán thành cảm ơn, càng dày đặc, dày. Tự nhiên, Bạch Băng Tuyết không muốn người khác khinh thường kiếm tông. Kia niên vũ giả ngược lại dứt khoát, gọn gàng giữa đường, "Ta bại." ta thừa nhận ta không bằng ngươi, nhưng cũng không thừa nhận ngươi Liệt Thiên kiếm tông thiên kiêu, ta Tuyết Dực điêu nhất tộc thiên kiêu mạnh mẽ. Vậy liền cho các ngươi thiên kiêu xuất ra, cái cao thấp." Bạch Băng Tuyết ngạo nghe nói. Khẩu khí thật là lớn. Đúng vào lúc này, Nhất Đạo Lãnh ngạo nói như vậy, từ đầy trời phong tuyết, bỗng nhiên mà đến một đạo thân ảnh màu trắng, mang theo thanh thúy gây tê, phá không mà đến. Một cái toàn thân tuyết trắng đại điêu, ở phía chân trời phong tuyết lượn vòng mấy vòng, cuối cùng rơi xuống. Không thể không nói kia toàn thân tuyết bạch vô hạ thân hình cực kỳ mỹ lệ mà kia kiệt ngạo đôi mắt lại tràn ngập đứng ngạo nghễ thiên địa thái độ đây là thiên không bá chủ tuyết dực điêu một giây sau tuyết dực điêu thân hào quang lóe lên một nam tử trẻ tuổi cứ thế mà hiện rất hiển nhiên đây là tuyết dực điêu nhất tộc võ giả diệp hồng hai vị niên vũ giả kinh hô một tiếng nam tử trẻ tuổi tên là diệp hồng tuyết dực điêu nhất tộc trẻ tuổi ít ỏi thiên tiêu địa nguyên lục trọng tu vi chân chính thiên tiêu vượt cấp chiến đấu chi lực càng thêm kinh khủng ra tay đi diệp hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch băng tuyết như ngươi có thể thắng ta diệp hồng tự mình mang các ngươi đi băng duyên đại hội tuyết dực điêu nhất tộc mỗi cái yêu chiến lời nói không qua. bạch băng tuyết cùng diệp hồng chiến đấu trong chớp mắt khai hỏa tiêu giật ở một bên nhìn xem âm thầm gật đầu nay diệp hồng thực lực nếu là phóng tới bên ngoài sợ là bình thường địa nguyên cựu trọng cũng không phải đối thủ của hắn mặt khác nếu như theo kiếm cơ tiền bối theo như lời tuyết dực điêu nhất tộc cùng liệt thiên kiếm tông riêng có giao tình như vậy hiện tại mấy trận chiến liền quyền cho là luận bàn a hai người chiến đấu gần như tại khai hỏa trong trước mắt chính là bạch băng tuyết chiếm giữ phong trung quy bạch băng tuyết tu vi cao hơn diệp hồng nhất trọng diệp hồng cơ hồ là bị áp chế đánh đập nửa ngày diệp hồng sắc mặt từ lúc trước ngạo nghễ biến thành kinh ngạc hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái hắn còn trẻ nữ tử thậm chí có đủ để áp chế thực lực của hắn nhưng nơi này dù sao cũng là băng tuyết thánh sơn xung quanh có không ít băng tuyết thánh giáo đệ tử tuyết dược điêu nhất tộc ngạo khí để cho hắn không thể nói bại coi như ngươi lợi hại nhưng ngươi đừng quên đây là ta tuyết dược điêu nhất tộc địa bàn diệp hồng cười lạnh một tiếng vũ hồn hư ảnh từ phía sau lưng ngưng tụ mà ra cơ hồ là vũ hồn hư ảnh xuất hiện trong trước mắt diệp hồng khí tức phóng đại đồng thời xung quanh phong tuyết tất cả đều nghe kia hiệu lệnh trở thành tay hắn chi lực đầy trời phong tuyết khoảnh khắc đánh hướng bạch băng tuyết nơi này đã là băng tuyết thánh sơn so sánh tiếp cận đỉnh núi vị trí bên này băng tuyết chi lạnh gió mạnh chi liệt không thể khinh thường bạch băng tuyết nhăn cao mày không dám đại ý tay một bả rét lạnh chi kiếm ngưng tụ mà ra đây là nàng vũ hồn là một loại hàn băng thuộc tính kiếm vũ hồn đứng hàng thanh sắc đỉnh phong hàn băng thuộc tính kiếm vũ hồn vẫn là tương đối hy hữu tuy chỉ là thanh sắc đỉnh phong lại là cùng liệt thiên kiếm cơ tiền bối hàn băng kiếm cương tối phù hợp vũ hồn bạch băng tuyết lại thâm sâu có chân truyền kia trong nháy mắt bạo phát chiến lực tương đối kinh khủng bạch băng tuyết trường kiếm mà kia từng sợi kiếm hoa như huyễn như ảnh mỗi một dưới thân kiếm phảng phất tự động dẫn dắt thiên địa lực lượng kia nguyên bản bị diệp hồng điều khiển đầy trời phong tuyết lại tại nàng từng sợi kiếm hoa tự động lôi kéo đến bên cạnh phá bạch băng tuyết quát lạnh một tiếng phiêu giật kiếm hoa tại vô số phong tuyết bao bọc trong khoảnh khắc bao phủ diệp hồng kia mỗi một kiếm tinh diệu có thể nói kinh sợ sát người bên ngoài bị kiếm hoa bao phủ diệp hồng thậm chí hai mắt phát sáng tự nói một tiếng thật đẹp Khen một tiếng nhất đạo kiếm ngân vang rơi xuống diệp hồng trực tiếp bị một kiếm đánh bay ngươi bại bạch băng tuyết ngạo nghễ nói diệp hồng đứng người lên cũng không chịu cái gì nghiêm trọng thương thế lại thay đổi thái độ bình thường khẽ cười nói là ta diệp hồng tài nghệ không bằng người bại vu cô nương thủ hạn vậy liền tuân thủ hứa hẹn mang các ngươi tiến nơi cực hàn chính là diệp hồng vừa nói nhìn chằm chằm bạch băng tuyết đó là một loại rõ ràng hâm mộ thần sắc tuyết rực điêu nhất tộc người từ trước đến nay trực tiếp mà dứt khoát bạch băng tuyết nhăn cao mày chỉ cảm thấy người này nguyện thua cuộc ngược lại là dứt khoát liền chắp chắp tay nói làm phiền nhưng mà đúng vào lúc này một lao giả đông nhiên từ phía trên hàng lâm Chấm đã hai vị tiểu hữu sợ là muốn không công mà lui vừa gặp ta tuyết dược điêu nhất tộc tất cả thiên kiêu bế quan mà không bế quan võ giả cũng tận tất cả đều là có chuyện quan trọng trong người không thể mang bọn ngươi đi nơi cực hàn lao giả vừa dứt lời một bên diệp hồng kinh nghi nói tam trưởng lão lúc nào tất cả thiên kiêu đều bế quan còn có những người khác cơ miệng lao giả quát lớn một tiếng này diệp hồng sắc mặt quýnh lên lao giả không để ý đến hắn mà là lạnh lùng nhìn về phía tiêu giật hai người tất cả tuyết dược điêu nhất tộc chỉ còn các trưởng lão có rảnh rỗi e rằng nhị vị chỉ có thể đi bộ tiến nhập nơi cực hàn đi đến băng duyên đại hội hả tiêu giật ngứng mày rõ ràng có thể từ lão già sắc mặt cùng ngữ khí cảm nhận được một cỗ địch ý lúc trước bạch băng tuyết lưỡng lần chiến đấu mặc dù ngôn từ sắc bén nhưng chỉ là tiểu đà tiểu nháo luận bàn một phen không đến mức để cho lão già tức giận nhưng lão già hiện nay thái độ cùng địch ý tiêu giật trầm giọng nói là các trưởng lão có rảnh ta đây hai người liền thuê các trưởng lão a cái gì lão giả âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng biết ta tuyết dực điêu nhất tộc quý củ chẳng lẽ ngươi vẫn vọng muốn đánh bại chúng ta trưởng lão thật thật cắn rỡ tiêu giật khẽ cười nói ta ngược lại là cảm thấy có một vị thiên nguyên cảnh thực lực tuyết dực điêu võ giả mang bọn ta chạy đi là một kiện coi như không tệ sự tình côn vọng lão giả quát lạnh một tiếng muốn ra tay chương bốn trăm bảy mươi bảy hai cái cửa cảnh chấm đã thì mọi người tìm tòi nhìn tối toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết kia sơn môn chấp sự cản trở đạo tam trường lão hai vị tiểu hữu dù sao cũng là kiếm tông đệ tử ngàn dặm xa xôi mà đến đậu võ không tốt lắm đâu kia sơn môn chấp sự do dự một phen lập tức nhìn về phía tiêu giật hai người nói nếu không hai vị tiểu hữu ngày khác lại đến tiêu giật nhăn cau mày nói chúng ta có thể lợi ban duyên đại hội có thể đều không nếu như hiện tại tuyết dực điêu nhất tộc chỉ còn các trưởng lão có rảnh rỗi tiểu tử liền thỉnh động các trưởng lão a hảo rất tốt tiểu tử ngươi đủ cuồng lao già nói các ngươi nếu có thể bại ta lão phu miễn phí mang các ngươi đi băng duyên đại hội phận không thu các ngươi ai lao già đứng chắp tay một bộ cao nhân phương pháp nói bạch băng tuyết nhăn cao mày tự nhiên lui lại vài bước nói tiêu dở ngươi một giây sau nói thẳng đây là thiên nguyên cảnh võ giả ta không phải là đối thủ, ngươi ta mạnh mẽ. Tiêu giật tức cười cười cười, bạch băng tuyết từ trước đến nay cực ít nói chuyện, mà vừa nói, cũng từ trước đến nay trực tiếp. Hảo! Tiêu giật gật gật đầu. Nếu như này đầu thiên nguyên cảnh lão điêu tự động đưa cửa, tiêu giật không khách khí nhận lấy. Tuy nói, tuyết dực điêu nhất tộc, địa nguyên tu vi có thể tại cực hàn gió mạnh trôi qua tự nhiên, hoành hành không trở ngại. Nhưng, thiên nguyên cảnh tu vi tuyết dực điêu trở đi chạy đi, tựa hồ tốc độ nhanh hơn, cũng an toàn hơn chút tuyết dực điêu nhất tộc trưởng lão tất cả đều là thiên nguyên cảnh tu vi tiểu tử ngươi xuất thủ trước ca lão già ngạo nghệ nói bằng không lão phu vừa ra tay ngươi trực tiếp bại dưới đồ chọc giận ngươi liệt thiên kiếm tông mặt không ánh sáng a tiêu giật cười nhạt một tiếng tay hàn xương kiếm cứ thế mà hiện vèo một giây sau thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ không khí ken một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang lại một giây sau hàn xương kiếm mũi kiếm đã thẳng tắp chống đỡ tại lao giả nơi cổ họng cái gì hào rất nhanh lao giả cực kỳ hoảng sợ xung quanh băng tuyết thánh giáo đệ tử cùng mấy cái tuyết rực điêu võ giả cũng là sắc mặt đại biến làm sao có thể một kiếm bại tam trưởng lão là kiếm tông thiên tiêu cũng không có khủng bố như vậy a à? tam trưởng lao thế nhưng là thiên nguyên lục trọng võ giả mà tiểu tử kia cao nữa là bất quá hai mươi đầu xung quanh đều nghị luận nhìn về phía tiêu giật ánh mắt tràn ngập kinh hãi ngươi bại tiêu giật một tay cầm kiếm nhàn nhạt nói Lão giả hai mắt nhíu lại nói vừa rồi đó là du vân sát bộ cùng du vân sát kiếm ngươi là đoạn vân cao đồ đoạn vân thế nhưng là thành danh đã lâu đỉnh phong cường giả lúc tuổi còn trẻ đã tung hoành thiên hạ nghiên lão đã khó gặp địch thủ tự nhiên thanh danh huyền hách đương nhiên cái gọi là khó gặp địch thủ là phiết đi những cực nhỏ hiện thân truyền cường giả trở lại chuyện chính không phải tiêu giật lắc đầu không phải sao lao giả nhăn cau mày vậy ngươi như thế nào đoạn vân tuyệt kỹ thành danh tiêu giật sắc mặt trong lúc đó lạnh lùng ai quy định kiếm tông đệ tử chỉ có thể tu tập một môn công pháp một môn kiếm đạo này cũng thế lao giả lại làm như có thật gật đầu toán nếu như hiểu được du vân sát bộ cùng du vân sát kiếm toán không phải là đoạn vân cao đồ cũng hẳn là chịu đoạn vân ưu hái hậu bối Chuyện của tui vn theo lão phu đỉnh núi một chuyến bái kiến Tốc trưởng ta mang các người đi nơi cực hàn lao già dứt khoát địa nói một tiếng tại phía trước dẫn đường tiêu giật xứng sở kinh ngạc tại lao già thái độ bỗng nhiên chuyển biến nhưng có lẽ là bởi vì chính mình biểu hiện ra đầy đủ thực lực a à? tuyết rực điêu nhất tộc người từ trước đến nay dứt khoát lao già tại phía trước dẫn đường đầy trời phong tuyết tự động lui tán tiêu giật cùng bạch băng tuyết hai người không có gió tuyết cản trở nhảy đi tốc độ cực nhanh không bao lâu liền lại đến đỉnh núi đỉnh núi chi tất nhiên là cung điện lần thứ chất hoặc hùng vĩ bảo điện hoặc đỉnh vũ lầu cát tại lao giả dưới sự dẫn dắt tiêu giật hai người tiến nhập một đại điện hai vị tiểu hữu lúc này chờ một chút lao giả chắp chắp tay nói vâng tiêu giật cũng chắp chắp tay đáp lễ nhất lễ lao giả sai người đưa nước trà, quay người rời đi cha ngon tiêu giật phẩm một ngụm nhẹ khen một tiếng cha này có chống lạnh hiệu quả nhàn nhạt mân chi thấm tì ấm lòng vị này tam trưởng lão ngược lại là có tâm tiêu giật hai người làm sơ chờ đợi không bao lâu hai đạo nhân ảnh từ đại điện về sau chậm rãi đi ra một lao giả một ước chừng hai mươi xuất đầu nữ tử tiêu giật thấy hai người này rồi đột nhiên cả kinh xem lão giả kia khí tức cường độ đúng là tô bạch còn mạnh hơn một ít hẳn là vị cực cảnh cường giả mà để cho tiêu giật kinh ngạc là kia hai mươi xuất đầu nữ tử nữ tử rất đẹp khuôn mặt tinh xảo có hoàn mỹ vô hạn một thân lành ý mang theo nhàn nhạt lãnh đạo cùng với một loại nói không ra cảm giác loại cảm giác này như là nàng thân lãnh đạo mang theo một loại hoàn toàn tương phản cảm giác tiêu giật không biết nên như thế nào hình dung nữ tử chợt nhìn lại chỉ cảm thấy là một tuổi dậy thì thanh xuân nữ tử thêm với dung nhan mỹ lệ hơn người nhưng kỳ thực thân khí tức bên cạnh lao giả còn khủng bố hơn tại tiêu giật cảm giác thậm chí ngay cả tô trấn huyền kia nhóm cường giả cũng không nàng tham kiến tộc trưởng tam trưởng lão lại đối với nữ tử cung kính hành lễ ừ nữ tử gật gật đầu lúc này nữ tử dĩ nhiên đi đến tiêu giật hai người trước mặt nghe nói liệt thiên kiếm tông đến không phải thiên tiêu bùn tộc dài đặc biệt đến xem một phen chật chật quả thật là thiếu niên tài tuấn nổi bật bất phàm nữ tử vừa nói biên ở một bên tự nhiên ngồi xuống tiền bối khen nhầm tiêu giật đứng dậy thi lễ nữ tử cười nói nghe nói ngươi hội du vân sát bộ cùng du vân sát kiếm tại kiếm tông rất được đoạn vân tiểu tử ưu ái đoạn vân tiểu tử tiêu giật khuôn mặt rút rút nữ tử tiêu tiếu nói hảo nhìn ngươi bộ dáng như vậy là muốn vội vã đi tham gia băng duyên đại hội bùn tộc dài cũng không nhiều lưu lại ngươi có hứng thú liền tại ta tuyết rực điêu nhất tộc nhiều ở vài ngày không có hứng thú liền để cho tam trưởng lão lập tức mang bọn ngươi đi đến nơi cực hàn a tiêu giật chắp chắp tay nói tạ tiền bối quả nhiên như kiếm cơ tiền bối nói như vậy tuyết dực điêu nhất tộc cùng liệt thiên kiếm tông riêng có giao tình trước mặt cô gái này cũng là tuyết dực điêu nhất tộc tộc trưởng rõ ràng thái độ rất thân mật À đúng tiêu giật từ hoài lấy ra thư nói đây là vãn bối rời đi kiếm tông trước tông môn trưởng bối giao cho thư hả nữ tử tiêu tiếu nói thế nhưng là đoạn vân tiểu tử thư không phải tiêu giật lắc đầu nói đây là kiếm cơ tiền bối thư lâm rời đi tông môn trước kiếm cơ tiền bối cho tự tay viết thư lại chỉ rõ muốn tới tuyết dực điêu nhất tộc giao cho hắn làm tộc trưởng. Nguyên lai like như thế. Nữ tử tiếp nhận tín, gật gật đầu, nhưng một giây sau, sắc mặt rồi đột nhiên kịch biến. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Đây là liệt thiên kiếm cơ kia láo nương nhóm thư. Ách tiêu giật sững sở, nói, là kiếm cơ tiền bối phân phó. Tiêu giật còn chưa có nói xong. Nữ tử đã giận tí mặt, khốn nạn, ta còn tưởng rằng ngươi là đoạn vân trưởng lao hoặc là các trưởng lao khác môn hạ cao đồ không nghĩ tới đúng là kia lão nương nhóm để cho người tới cúc cho ta tuyết dực điêu nhất tộc không chào đón các ngươi hai người các ngươi đi bộ đi nơi cực hàn a dứt lời nữ tử đại thủ một cái tiêu giật hai người thậm chí còn vì phản ứng kịp đã bị nhất đạo kịch liệt trường phòng hung hăng phiến hạ băng tuyết thánh sơn hai người thẳng tắp từ tuyết sơn chi đỉnh rất xuống kia kinh khủng băng tuyết gió mạnh thẳng thổi chúng hai người thân hộ thân nguyên lực tán loạn thậm chí ngay cả ngự không phi hành đều làm không được như vậy cao độ rất xuống, nếu ngã thực, chết chắc. Sắt, tiêu giật nhịn không được mắng một câu, một bà bắt được một bên tại băng tuyết gió mạnh thân thể lắc lư bạch băng tuyết. Sau đó tay hàn xương kiếm không ngừng huy ra kiếm khí, liệt thiên trảm. liệt thiên trảm. tiêu giật điên cuồng huy ra kiếm khí, triệt tiêu lấy lực xung kích. Chương bốn trăm bảy mươi tám, đi bộ mà đi, bành. bành, 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 băng tuyết dưới thánh sơn, kia dày đặc tuyết tầng, bị từng đạo cường hãn kiếm khí đánh tan hai đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ không ngừng từ trên cao rớt xuống nửa ngày bay một tiếng hai người chật vật rớt xuống mặt đất rơi lên đầy trời phong tuyết cũng ăn hai người một miệng tuyết cặn bã hô tiêu giật vỗ vỗ trên người tuyết cặn bã thả lỏng một bên bạch băng tuyết thì là chưa tình hồn lúc này trên đỉnh núi nữ tử cùng lao giả chính trực thẳng nhìn chăm chú vào hai người lấy hai người này thực lực dù cho cách cực cự ly xa như cũ đem tiêu giật hai người tình huống nhìn cái rõ ràng Hảo tiểu tử như vậy cũng không có ngã chết hoặc là ngã cái trọng thương nữ tử tức giận nói một bên lão giả cười khổ một tiếng tộc trường kiếm cơ tiền bối dù sao cũng là ngài hả nữ tử quả lão giả nhất nhãn lão giả vội vàng câm miệng ngượng ngùng nói chính là không tính tầng kia quan hệ nàng cũng là đương thời trí cường giả nhất may mắn này lưỡng người trẻ tuổi không có việc gì bằng không có thể phiền thoái trí cường giả nữ tử biểu tình càng thêm phẫn nộ ngươi gặp qua như thế vô liêm sỉ như thế xấu trí cường giả năm đó ta hảo ý thỉnh nàng đến thánh sơn làm khách nàng làm chuyện gì sinh sôi cầm ta này băng tuyết thánh sơn đả thông lấy hàn băng chi tủy lão giả cười khổ nói ta nhớ được năm đó tựa hồ là tộc trưởng ngài tại kiếm cơ tiền bối trước mặt khoe khoang việc này mới nữ tử chứng lão giả nhất nhãn nói vậy cực hàn tinh hoa đâu này ta chọn vẹn chắt lọc mấy chục năm mới tồn như vậy đem chi phóng tới cực hàn băng hải tinh luyện. Nàng đâu, liền vì làm cho nàng kia áo giáp rách, toàn bộ cho ta trồng sạch. Lão giả lần nữa cười khổ nói, ta nhớ được là tộc trưởng ngài cùng kiếm cơ tiền bối đánh cuộc. Nói ngài cực hàn tinh hoa đặt ở cực hàn băng hải chỗ sâu trong, ai cũng tìm không được, cũng ai cũng lấy không được. Lúc này mới, mới cái gì? Nữ tử âm trầm điệu nhìn chằm chằm lão giả, ta là tộc trưởng, còn là ngươi là tộc trưởng. Đương nhiên là ngài. Lão giả liên tục cười khổ vậy ngươi giúp ai nữ tử âm âm thanh đạo đương nhiên là ngài lao giả hồi đáp ừ này vẫn không sai biệt lắm nữ tử xoay người cầm lấy vừa rồi kia phong thư vậy Lao nương nhóm gọi người cũng không phải vật gì tốt ta ngược lại muốn nhìn kia lão nương nhóm cho ta viết thơ gì nữ tử mở ra thư nhìn vài lần bỗng nhiên thần sắc đại biến nha chuyện xấu như thế nào lao giả cả kinh nữ tử trầm giọng nói vậy tiểu nữ hoa là kia lão nương nhóm đồ đệ. Vậy kiếm pháp bất phàm người trẻ tuổi. Lao giả kinh nghi nói, như thế nào, rất trọng yếu sao. Nữ tử cao mày nói, vì hắn, tất cả liệt thiên kiếm tông đều cùng viêm vũ vương quốc vương thất tan vỡ, ngươi nói có trọng yếu hay không. Cái gì? Lao giả cả kinh. Nữ tử tức giận dậm chân một cái, nói, đáng chết. Vậy hai tiểu bối, vừa rồi cũng không biết buông xuống dáng dấp cầu ta một phen, nói không chừng ta cũng sẽ không tức giận. Lao giả cười khổ nói, Tộc trưởng ngài khỏe như không có cho bọn hắn giải thích cơ hội. Hả? Phải không? Nữ tử cao mày nói, thế nhưng là, ta tuyết này sơn chi đỉnh lớn như vậy, hai người bọn họ người này cũng có thể té xuống. Cũng chỉ có thể trách chính bọn họ. Ngã? Té xuống? Lao giả trừng to mắt? Không phải sao? Nữ tử âm trầm điệu nhìn trầm trầm lao giả, chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng bổn tộc dài đường đường cực cảnh cứng giả, hội khi dễ hai người bọn họ hậu xanh tiểu bối xuất thủ doanh bọn họ xuống núi hay sao? Này lao giả sử sốt. Đi, đừng nói nhảm. Nữ tử vây vây tay, nói, để cho tam trưởng lão cầm hai người bọn họ mang về a. À? Vâng. Lao giả gật gật đầu, quay người rời đi. Nửa ngày. Lao giả cùng tam trưởng lão đồng thời đến đến đại điện. Nữ tử nhăn cao mày, nói, không phải là cho các ngươi đi tìm người trở về sao? Tam trưởng lão cười khổ nói, ta đi, không có tìm được, hai người kia đi không thấy. Không thấy nữ tử sững sở hơi hơi cảm giác một phen này mới phát hiện nguyên bản còn có thể thấy được tuyết dưới núi tiêu giật hai người sớm đã không có bóng dáng toán nữ tử nhún nhún vai xem tiểu tử kia vừa rồi thực lực tuyệt không phải hời hợt hạng người bọn họ đoán chừng là muốn đi trước bất dạ thành tham gia bang duyên đại hội khiến mấy vị trưởng lão ven đường truy tung có thể truy đuổi thượng liền truy đuổi đuổi không kịp liền trực tiếp tại bất dạ thành chờ bọn hắn a à. vâng tam trưởng lão gật gật đầu mà lúc này tiêu giật cùng bạch băng tuyết sớm đã rời đi băng tuyết thánh sơn triệt để bước vào nơi cực hàn hai người hiện nay tạm thời còn có thể ngự không phi hành đợi đến bay vọt mấy ngàn dặm phạm vi trên bầu trời một cỗ liên miên không ngừng cực hàn cương gió thổi tới bạch băng tuyết trên người hộ thể nguyên lực gần như trong chớp mắt tán loạn tiêu giật mang nàng hộ tại sau lưng suy suy hai tiếng hai đạo như bén nhọn lưới dao gió hơi thở lạnh như băng đánh tới lại trong chớp mắt tại hắn trên cánh tay kéo ra mấy đạo vết máu tiêu giật nhăn cao mày thật là khủng khiếp gió mạnh lấy hắn hiện giờ đem tu la chiến thể tu luyện đến địa nguyên cựu trọng trình độ cộng thêm lúc trước thiên lôi luyện thể rèn luyện thân thể thân thể cường độ đã sánh ngang thiên nguyên một nhị trọng lại vẫn là nhẹ nhõm bị gió mạnh gây thương tích hơn nữa này cực hàn gió mạnh liên miên không dứt khó trách bình thường thiên nguyên cảnh võ giả tại đây trên bầu trời đều chống đỡ không một thời ba khắc. veo một tiếng tiêu giật trong tay hàn xương kiếm một kiếm bổ ra đem đánh út lại cực hàn gió mạnh kể hết đánh tan. Sau đó, mang theo bạch băng tuyết đáp xuống đầy đất mặt. Cũng không biết sư phó cùng vị kia tuyết dực điêu tiền bối có gì thù hận. Bạch băng tuyết nhữ mày nói. Lại làm cho kia tiền bối trực tiếp đem chúng ta hoanh xuống núi. Tiêu giật lắc đầu, nói, hẳn không phải là cái gì đại thù án. Băng không kiếm cơ tiền bối sẽ không thể nào để cho chúng ta đi đến băng tuyết thánh sơn. Bất quá, ngươi là kiếm cơ tiền bối đồ đệ, giữa các nàng không có thù hận, ngươi không biết. Bạch băng tuyết lạnh lùng nói, ngươi cũng là dịch thiên hành tiền bối đồ đệ, trước kia không như cũ không biết tiền bối ân đoán sao. Tiêu giật thần sắc buồn bã, không nói. Bạch băng tuyết phản ứng kịp, nói, xin lỗi. Sau đó, cải biến chủ đề, nói, tiêu giật, lấy thực lực ngươi, cũng không thể ngăn cản những cái kia cực hàn gió mạnh sao. Có thể là có thể. Tiêu giật gật gật đầu, nói, chỉ là, cần hao phí trong cơ thể nguyên lử. Nơi cực hàn, cực kỳ to lớn mà bất dạ thành cự ly cũng cực viễn sợ là trong cơ thể nguyên lực tiêu hao hội theo không kịp tiêu giật suy tư một chút nói trước đi bộ chạy đi a à? trên đường ta còn muốn nghĩ biện pháp bạch băng tuyết cao mày nói thế nhưng là nơi cực hàn bên này yêu thú hoành hành mặt đất đồng dạng rất là nguy hiểm không có việc gì tiêu giật hồi đáp nơi cực hàn tuy nguy hiểm vốn lấy thực lực chúng ta kỳ thật cấu thành không cái uy hiếp gì trừ vô pháp ngự không phi hành nơi này kỳ thật là rất nhiều người rèn luyện chọn lựa đầu tiên chi địa. Chỉ cần cẩn thận chút, vấn đề không lớn. Tiêu giật vừa dứt lời. Đông nhiên, xung quanh ngàn mét trong phạm vi, từng cái một bạch sắc bóng dáng, từ trong đống tuyết toát ra. Trung trung điệp điệp, sợ là không dưới mấy ngàn số lượng. Bạch sắc bóng dáng, tản ra sâu thẳm lục quang. Đó là tuyết địa băng sư, quần cư mà đi, toàn thân ra lông tuyết trắng, cực thiện che giấu tại trong tuyết đánh lén. Vì cấp 5 đỉnh phong yêu thú. Sư loại yêu thú, vốn là yêu thú chủng loại bên trong bá chủ. Tuyết địa băng sư, sợ là có thêm không thua gì cấp 6 sơ gia yêu thú thực lực. Như vậy số lượng, sợ là địa nguyên cảnh võ giả đều muốn chạy chối chết. Cái này gọi là vấn đề không lớn. Bạch băng tuyết trợn mắt chừng một cái. Tiêu giật lúng túng nói, trung quy có vận khí lôi thời sau. Chương 479, Thiên Tiêu Tề Tụ. Phúc Hải Trạm. Tiêu giật khẽ quát một tiếng. Như thủy triều kiếm âm tuôn ra. Mấy ngàn tuyết địa băng sư, kể hết tử vong mấy ngàn chiếc yêu thú thi thể biểu hiện ra hoàn hảo không tổn hao gì kỳ thực trong cơ thể sớm đã hóa thành thịt nát nếu là lại nhìn rõ ràng chút đem có thể thấy được chúng sâu thẳm trong đôi mắt lại sản sinh một vòng khó có thể ức chế sợ hãi một cái sóng gió động trời cái bóng tại chúng trong đôi mắt yêu thú mặc dù hung tính mười phần nhưng là sẽ sợ một giây sau tiêu giật vung tay lên mấy ngàn băng sư yêu thú nội đan cùng với yêu thú tinh huyết bị kể hết hấp nhiếp tại trong tay hắn hào quang lóe lên đã thu vào càn không giới. Tuy cấp 5 nội đàn cùng tinh huyết đối với hắn mà nói đã mất trọng dụng, nhưng cũng là một bút giá trị xa xỉ tài phú. Đi thôi. Tiêu giật nhàn nhạt địa nói một tiếng. Hai người, lần nữa chạy đi. Hắn cũng không nghĩ tại một ít phổ thông yêu thú thượng lãng phí thời gian. Hai người mặc dù vô pháp ngự không phi hành, chỉ có thể đi bộ chạy đi. Nhưng tốt xấu đều là địa nguyên cảnh cường giả, chạy đi tốc độ còn là cực nhanh. Chỉ bất quá, mấy ngày sau tiêu giật còn là bộ dáng như vậy mà bạch băng tuyết đã là mặt mũi tràn đầy chật vật mấy ngày thời gian hai người càng phát hiện nơi cực hàn nguy hiểm yêu thú số lượng mật độ tương đối làm cho người ta sợ hãi liền tiêu giật chính mình sở sông qua yêu thú xâm lâm bất kỳ đầy đất địa yêu thú số lượng đều xa xa so ra kém nơi này hai người chạy đi mấy ngày thời gian bên trong gặp được yêu thú cũng xuất thủ chiến đấu số lần không dưới trăm lần Phiên thoái nhất là nơi này yêu thú đều là băng thuộc tính yêu thú hoặc là hoàn cảnh làm ra phần lớn một thân bạch sắc da lông làm cho những cái này yêu thú có thể lấy cực kỳ thoải mái mà ẩn thân tại trong gió tuyết dưới mặt tuyết bỗng nhiên đánh lén thêm với nơi này yêu thú cũng không yếu hai người gặp được yếu nhất đều tại cấp bốn đỉnh phòng thực lực nghĩ cũng biết nơi cực hàn như vậy rét lạnh phía dưới bình thường yêu thú căn bản sống không có thể ở nơi này sinh hoạt yêu thú há có thể yếu một điểm nữa nơi cực hàn quả thật vô cùng bao la. Bên trong địa hình hoàn cảnh, khác xa tuyết địa đơn giản như vậy. Sông băng sông ngòi, ngân trang tố khỏa tuyết lâm, thường xuyên bạo phát bạo phong tuyết băng tuyết sân mạch. Bất đồng địa phương, cất giấu bất đồng yêu thú, tập kích thủ đoạn cũng rất là bất đồng. Thêm lên không trung bên trong cực hàn gió mạnh. Đây hết thảy, cấu thành nguy cơ tứ phía nơi cực hàn. Liền ngay cả Tiêu giật ban đầu ban đầu bước vào, cũng ăn một ít thiệt thòi. Đương nhiên, như tự thân hắn ta, ngược lại là không quan trọng ngược lại là bạch băng tuyết đã ăn không ít thiệt thòi lớn tiêu giật nghĩ đến biện pháp chưa bạch băng tuyết ngày xưa trong trẻo nhưng lạnh lùng biến thành mọi mệt. ngắn ngủn mấy ngày kinh lịch để cho nàng khổ không thể tả đồng thời nàng có chút kinh ngạc mà nhìn tiêu giật ngắn ngủn mấy ngày tiêu giật sở bày ra tính cảnh giác nhạy bén độ kinh nghiệm thực chiến gần như mạnh mẽ đến một cái tức lộn ruột tình trạng nếu không phải tiêu giật ở một bên trông nom nàng hiện tại tuyệt đối đã bị thương mà không phải chật vật đơn giản như vậy Nàng thậm chí tin tưởng, nếu chỉ có tiêu giật chính mình một người, dù cho tiêu giật không phải là cái thực lực cường đại võ giả, mà chỉ là người bình thường. Đều đủ để bình yên vô sự địa tại đây nơi cực hàn thượng tùy ý hành tẩu. Lúc này, tiêu giật gật gật đầu, nói, có biện pháp. Trên thực tế, bạch băng tuyết tu vi cũng không yếu. Tối thiểu đoạn đường này gặp được nguy hiểm, đối với nàng mà nói cũng không thể cấu thành quá nghiêm trọng nguy hiếp. Dù sao cũng là địa nguyên thất trọng tu vi, thêm với mỗi ngày chịu kiếm cơ tiền bối chỉ đạo võ đạo tu luyện chiến lược tất nhiên là kinh người chỉ là nàng kinh nghiệm thực chiến quá yếu lúc này mới nhiều lần thua thiệt ma tiêu giật kỳ thật sớm có biện pháp chỉ bất quá trung quy chịu liệt thiên kiếm cơ không ít tấn huệ lúc này mới đặc biệt ma luyện bạch băng tuyết một phen lúc này hai người thân ở sông băng địa vực trò chuyện với nhau lại không chú ý tới dày đặc tầng băng thật lớn một bóng đen dần dần tới gần đống nhiên một tiếng ầm vang nổ mạnh tất cả tầng băng mặt đất chấn động không chịu nổi tiêu giật vướng mày một giây sau khẽ quát một tiếng không tốt tố vội vàng một bà ôm lấy bạch băng tuyết thẳng tắp nhảy lên cơ hồ là chân hắn bước rời đi mặt đất trong chớp mắt một quái vật khổng lồ phá băng kích thích trăm trượng vụ băng là băng kình bạch băng tuyết sắc mặt đại biến băng kình thất cấp yêu thú thân hình vô cùng to lớn cơ hồ là này nơi cực hàn bá chủ yêu thú nhất kia trương miệng khổng lồ trong chớp mắt liền có thể nuốt vào một tòa băng sơn. Lúc này, kia miệng lớn dính máu, chính trực thẳng hướng tiêu giật hai người nuốt. Liệt thiên trảm. Tiêu giật một đạo kiếm khí đánh ra. Xuy. Kinh khủng kiếm khí, đánh vào băng kình trên người, dọc theo nó thân hình, trong chớp mắt đem phân thây. Bay một tiếng. Mất đi sinh cơ băng kình thi thể, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, rớt xuống sông băng, kích thích trăm trượng băng sóng. Tiêu giật vung tay lên, lăng không hấp nhiếp yêu thú nội đàn cùng tinh huyết nơi này yêu thú phiền toái thì phiền toái ở chỗ này bản thân khí tức hoàn toàn dung nhập tại đây băng thiên tuyết địa căn bản vô pháp cảm giác tiêu giật cũng chỉ có thể tại chúng vừa mới lộ diện lập tức phản ứng kịp hoặc tránh né hoặc phản kích đương nhiên băng kình cấp bậc này yêu thú vẫn tương đối hiếm thấy hai người gặp gỡ chỉ có thể nói vận khí bối hả lúc này bạch băng tuyết phản ứng kịp tiêu giật ngươi có thể ngăn cản những cái này cực hàn gió mạnh hai người Lúc này đang ngự không đứng thẳng ở trên bầu trời. Tiêu giật gật gật đầu, đem bạch băng tuyết buông xuống.